Tập 1, lời thì thầm của Thám. Ủa mẹ đâu rồi cha? Đang quét sân kìa con. Ủa cha đâu rồi mẹ? Kia kìa con. Ủa mà làm gì tự nhiên hôm nay sáng sớm mà mẹ quện cái mặt gì mà đậm dữ vậy? Ngày nào cũng vậy mà con. Bây giờ mẹ mà để mặt mộc nằm kế cha con, cha con tưởng đang nằm kế thằng em sinh đôi của mình đó. Mệt quá đi á. Trời ơi, như phim luôn. Ủa sao tính ra kiểu cha với mẹ càng lớn càng giống nhau ha. Cái mục ruồi cũng y chang nữa. Trời ơi, chỉ có là đối xứng với nhau thôi đó. Sao hay vậy trời? Tướng phu thê mà con. Ý, nói mà cũng giống nhau nữa. Mình ơi, gọi điện thoại cho con Mỹ Thình hỏi thăm xem sao. Mình gọi đi, mình gọi đi, mình gọi đi, mình gọi đi. Thôi gì vậy trời? Sao vậy? Thì bây giờ ai gọi cũng được mà, hai người là một mà đúng không? Mẹ sao là cha được con? Trời ơi, thôi đi. Tức hai ông bà già ghê á. Nhà có hai người mà có một cái mặt à, còn diễn mấy cái nét gì nữa. Sợ quá à. Giờ ai không gọi con gọi nè. Nè, mẹ ơi. Vô nói chuyện chị hai nè. Chị hai con hả? Đó. Chị hai con hả? Chị hai con. Thôi mày đừng có màu mẹ đi. Ngày nào mẹ cũng gọi mẹ cũng thấy mặt chị hai luôn á, chứ đâu phải là lâu lâu mới gọi đâu mà cứ diễn cái nét. Ghê luôn á. Chị cho em gửi lên cái da cái nha. Cảm ơn chị. Mẹ hả? Con sao nè, con có khỏe không? Dạ con đang làm cho khách, khách phê lắm. Làm khách phê? Ủa chị hai làm gì trên đó mà khách phê vậy ta? Con gái cha giỏi quá, thấy con giỏi được như vậy cha mẹ dưới này cũng yên tâm rồi. Con ơi, ráng làm kiếm tiền để lo cho bản thân con nha. Sao vậy con? Đó, mẹ thấy chưa? Khách phê mà khách ghen hự hự luôn á. Muốn ư hự luôn. Ủa? Trời ơi, chị hai làm cái gì mà chắc là mạnh lắm hay sao mà kiểu ư hự luôn hết ta? Nè con, thường là con làm cho khách nam hay khách nữ vậy? À, dạ, nam nữ gì con cũng làm hết á. Hồi sáng giờ khách nam không à, giờ mới có khách nữ nè. Trời ơi, chị hai bảo quá. Nè, con gái cưng, nghe cha dặn nè. À, mình làm cho khách nam là mình phải tế nhị, mình phải tâm lý một chút nghe con. À, ví dụ như khi khách vừa bước vào, mình đừng có nhào tới mình bốc hốt liền. À không, mình đừng có nhào tới táp sốc. À không, cái gì đó gì? Mình đừng có quá dồn dã, mình đừng có quá dồ dập. Mình bao giờ cũng phải có một vài phút dạo đầu con nhé. À, nói chuyện một vài câu, à, đưa một vài câu chuyện để cho khách thoải mái, nhẹ nhàng. Sau đó khách nằm im ru, lúc đó tha hồ mình táp sốc. Có không? Gì vậy? Tha hồ mình mân diệt. Ừ. Thôi mình, con nó có học hành chuyên môn, nghiệp vụ đàng hoàng mà. Cha mẹ, cha mẹ. Lát nữa con gọi lại sao nha. Khách con đang phê quá ngủ rồi. Ừ. Cuối cùng thì ai cho nó làm gì ta? À, đừng làm nữa, sợ ma lắm. Trời ơi sao con không hiểu được luôn á. Cha mẹ cứ màu mè làm sao á. Lớn lắm rồi. Nè con nói cho cha mẹ nghe nha. Ở trong xóm này á, nó đồn cũng có bầu rồi đó. Sao vậy? Chứ chứ gì nữa. Cứ làm mấy cái hành động phản cảm như vậy á, rồi con cứ ói một ngày 80 chập. Hỏi sao trong xóm mày nó không đồn. Không mà cũng đi vô á. Ghê quá. Ê, mình ơi, con nó gọi lại nè. Hai con. Mẹ hả? Nãy con lu bu với khách quá không có nghe điện thoại được. Trời ơi, con nhớ cha mẹ lắm luôn á. Để bữa nào con sắp xếp rồi con về thăm ha.
Thôi, con cứ tập trung lo cho công việc trước đi. Chừng nào rảnh rỗi về thăm cha mẹ cũng được mà. Ơi, con ơi, đừng có liếm nữa. Mẹ nhìn, mẹ còn cảm thấy nhợt. Đây nè, sao con có thể đưa những cái thứ dơ bẩn đó vào miệng của mình hoài như vậy được chứ? Dơ lắm con à. Trời ơi, mấy cái này con làm quen tay quen miệng rồi, không có sao đâu. Con ơi, đồng tiền đó dơ bẩn lắm con à. Ê, con có khách vô rồi, có gì con gọi lại sau nha. Dạ, bye. Dạ. Mẹ, sao vậy? Con không đồng ý. Đồng ý gì? Con cảm thấy rất là bất công. Con cảm thấy cha mẹ đang rất là thiên vị cho con á. Thiên vị gì? Chứ mẹ không để ý hả? Từ lúc mà con mới sinh ra chỉ có ăn với ngủ thì chị hai đã phải đi học rồi đó mẹ. Ủa? Thì con mới sanh ra ăn ngủ là đúng rồi, chứ con còn làm được cái chuyện gì nữa nè? Ủa con ơi, như vậy con sung sướng quá rồi, con còn kiện cáo cái gì nữa? Cái lúc mà con vô lớp 1, con học, con tập đếm chỉ có từ 1 tới 10 thôi. Còn chị hai phải tính những cái con số cao siêu hơn. Số thập phân nè, rồi phân tử nè, quá trị nè. Chị hai học rất là nhiều, nhưng mà chỉ toàn là tính nhẩm. Mẹ nghĩ đi, một đứa con nít mà tính nhẩm như vậy á thì sẽ rất là dễ bị trụy não á mẹ. Chưa hết nữa mẹ, cái lúc mà hả con lên đại học là chị hai phải lao ra đời để kiếm tiền mưu sinh từng đồng từng cắt. Còn con á thì vẫn được ba mẹ cho ăn mỗi ngày, lo từng chút một. Con ơi, cha không hiểu. Như vậy cái câu chuyện ở đây là con đang ức chế. Ức chế gì về cái tình cảm mà cha mẹ đang dành cho con? Ha, con không nói chuyện với cha nữa đâu. Cha không hiểu gì hết á. Mẹ, mẹ biết không, trong rừng có nai có thỏ, có sói có hổ và răng, có loài dậu đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn á. Là sao? Tức ghê luôn á, con nói vậy mà mẹ cũng không hiểu nữa. Bây giờ mẹ đẻ hai đứa ra, con á với chị hai, bao nhiêu lâu chưa gặp, năm nay 25, 30 hay 35 á? 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, gần 3 bước bị, 1, 2, 3 bước bắt đi tìm, cú hà. Mà sao phải làm vậy vậy? Dễ thương hả? Thì tưởng con đang rủ cha mẹ chơi năm 10, 15, 20. Không phải, đây là cái khúc nhạc rap mà nói về cái cuộc đời của con với chị hai á cha. Thì ra là vậy. Vậy bây giờ con ra đây con làm nồng làm nã, con làm trận làm thưởng như vậy là ý con muốn làm sao? Thôi, hai người không cần phải nói gì nữa hết đó. Con quyết định rồi, kể từ bây giờ con sẽ lên thành phố để giúp đỡ cho chị hai. Thôi con đi. Chập trùng hành lý anh mang là vali đồ đi ngang vậy hả? Dạ. Ôi đẹp quá, như công chúa vậy đó. Dạ không giấu gì chị, em quyết định lên thành phố để giải cứu chị hai. Trời ơi, không biết ai giải cứu ai luôn á, đàn ông trên đó nguy hiểm mà em thì lại đẹp rạng ngời như thế này. Thiệt hả chị? Gì vậy chị? Chị chị tay có biến. Ôi trời ơi, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Em ơi, sao vậy chị? Không ổn. Chị đừng có nói vậy, mất bình tĩnh lắm. Chết rồi. Sao vậy chị? Bây giờ cái cảm xúc của chị lạ quá. Vậy chị không biết phải miêu tả với em như thế nào. Vậy giờ làm sao chị? Nhưng thôi được rồi. Dạ. Chị sẽ hát tặng em một bài hát lần cuối cùng. À không. Hát hả chị? Gì? Đâu có chết đâu mà lần cuối dạ, cùng dạ, đúng rồi. Không? Dạ. Chị hát tặng em một bài hát để coi như là xoa dịu cái tâm hồn của em. Xoa dịu cái tâm hồn. Dạ, dạ. Để em có thể thượng lộ bình an. Dạ hát nữa hả chị? Dạ. Hát nha. Đây hành lý anh mang. Dạ. Tay cầm cương sắt ngựa.
Được rồi chị, bài này chị hát nhiều em thuộc luôn rồi. Ngày nào 4 giờ chị cũng hát mà, hát riết các bác ở đây thuộc luôn. Dạ. Nhưng mà em đi rồi em có mang nhiều tiền không? Dạ thật sự thì em chỉ cầm gói ghém theo thôi. Lên trên đó em sẽ tìm kế sinh nhai. Không được. Sao vậy chị? Nhà chị không có gì ngoài vàng. Dạ. Em cầm đi làm lộ phí. Trời, cái này 5 chỉ. Trời ơi thiệt hả chị? Thôi cầm chị... thêm 5 chỉ đó là một cây. Trời đi. Sao chị tự nhiên vậy làm em xúc động quá. Em nếu như mà lên trên đó mà nhớ giọng hát của chị à, điện thoại về chị hát qua điện thoại tặng em. Dạ hát qua điện thoại tặng em. Hết tiền điện thoại về chị gửi vàng lên tặng em. Trời chị, tự nhiên chị thương em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều. Đi đi. Chị tiếp tục ở đây hát cho mấy cô chú nghe nha. Em thấy mặt mấy cô chú hào hứng quá kìa. Mấy dạ. cô chú nghe đi, chút xíu em tặng vàng. À, dạ. Bye bye nha. Dạ dạ dạ, em xin phép chị, con xin phép cô chú. Dạ. Em chào chị. Bye bye, bye bye đi các cô các chú, bye bye đi. Chị cất vàng đi nha, lên Sài Gòn hẳn bán nha. Dạ. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng tôi đã tìm thấy được sức mạnh của nội tại và tôi sẽ giải cứu chị Hai. Chị Hai hãy chờ thắm. Wow, tới Sài Gòn rồi. Trời ơi, đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Ý hoa nè. Ủa gì vậy, mặn quá, lệ đây luôn rồi nè. Sao khung cảnh đẹp và nên thơ vậy mà mọi người buồn dữ vậy? Vui lên. Đúng địa chỉ này rồi mà. Sao không có ai hết vậy? Có hoa. 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 Hoa là... Hoa là có chuyện rồi. Có hoa là có chuyện chị Hai. Chị Hai ơi, chị Hai. Chị Hai. Chị Hai ơi. Sao chị mới? Cái gì em? Anh làm gì vậy? Kể cái tên chị Hai ơi. Cái gì vậy? Anh bỏ rồi đi. Chị Hai sao chị nỡ bỏ em vậy? Em không ngờ có một ngày á là kẻ tốt danh thiên người tóc bạc. Em ơi nhưng mà ở đây anh... Không có nhân gì cái gì nữa hết. Mọi người ơi. Chị Hai ơi. Em đi lặn lội đường xá là rồi để tới đây để tìm chị Hai cho em thấy chị ơi. Anh biết em lặn lội nhưng mà em là ai? Mà sao vô đây la làng? Em kêu con chính quyền bây giờ. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Trời ơi, chị Hai ơi. Ngày xưa ở dưới quê chị rất là ốm gọn, thon, mảnh. Mà sao bây giờ mới có ngày chị xình ra nhìn chụp mi quá vậy? Mọi người ơi, ráng lo hậu sự cho tốt nha, ngồi đâu đi, ngồi đâu đi. Nhưng mà em là ai? Chị của em, chị Mỹ Thình. Em là Mỹ Thắm, em là em ruột của chị Mỹ Thình. Dạ hiểu rồi, chị Thình đi rồi. Chị Thình đi rồi, em không biết rồi đó. Nhưng mà đi như vậy là đi xa rồi. Đi xa đi đâu má? Là lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Tao cho mày xuống địa ngục, xuống địa ngục, xuống địa ngục nè. Cái này là khách của con mẹ ơi, khách của con. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Ái à, trời. Trời ơi, cái gì mày đánh khách của anh nữa? Nè, bé này. Chị, phải chị Hai không nha? À, còn sống á. Phải, chị Mỹ Thình đúng không? Mỹ Thình nào má? Sao kỳ vậy?
tôi chết hồi nào tôi không biết luôn á trời. Thôi thôi thôi, được rồi, rồi, rồi. Em rất mừng, em nói thiệt em nè, rất mừng. Bình tĩnh bé, bé gái, bình tĩnh để anh xử lý nha. Chị ở đây chị canh con bé này giúp em á nha. Em chạy đi gọi xử lý cái. Trời ơi, tại chị hết á. Làm sao vậy, đi vô đây đục đùng mà mầm xong bây giờ tại tôi là sao? Chứ sao không phải tại chị. Trời ơi, hồi nãy em lay dữ quá giờ luôn mà chị cứ im ra chị nằm im bất động. Thì em tưởng chị mới thịnh của em chết. Em hốt hoảng là cái chuyện hết sức bình thường. Người ta đi massage gội đầu người ta phê người ta ngủ không được hả? Cái đó coi như em chăm trước đi. Rồi mắc cái gì đi gội đầu tự nhiên dằn cái khăn gì lên trên mặt vậy? Cái khăn trắng nữa, có khác với cái khăn tan không? Nè, đi massage gội đầu không dằn cái khăn, không để dằn nãy chuối. Nói câu nào là cãi lại con đó. Trời ơi, cái quần đùi gì vậy? Có khùng không? Tôi không bao giờ tôi quay lại cái chỗ này nữa. Cái chỗ này là cái chỗ gội đầu massage mà tôi tưởng nó đánh trống mũi lưng. Đùa đùa mà mắm trên đầu tôi không à? Đúng rồi má, nhìn má khắc giọng đĩa không? Con mày, mày khác gì con lớn không? Sao? Trời ơi, là trời cái gì hả chị ơi, chị ơi. Mẹ ơi, sao bữa mắt của anh vậy bé gái? Nhưng mà cuối cùng chị mới thịnh của em đâu. Nhưng mà sao khách về rồi, sao đuổi khách? À không phải đuổi khách, nhưng mà tại vì hồi nãy em vui, em bị xúc động quá. Em biết là không phải chị Mỹ Thình, em biết là chị Mỹ Thình cho con sống thì em đánh khách một cái thôi. Trời ơi, khách của anh mà đánh, khách của anh mà đi đánh. Em xin lỗi, em bị mất kiểm soát. Bình tĩnh, mày nín ra. Tìm chị Mỹ Thình đúng chưa? Em tìm chị Mỹ Thình. Em gái ruột chị Mỹ Thình đúng chưa? Đúng rồi. Chị Mỹ Thình đang ở dưới đời em. Chị Mỹ Thình không xuống. Chị về rồi, nhanh. À, chị Mỹ Thình, chị Mỹ Thình. Thiệt luôn á trời. Sao mà sáng sớm mà mở hàng mà gặp con nhỏ này thôi cắn lửa chết mẹ cho rồi đi chứ làm cái gì nữa trời. Rầu thiệt chứ. Đi. Đi đâu má? Làm cái đi chứ. Làm cái gì? Gọi đầu cái. Con mới là người giết đầu nè ba, ba cứ làm, ba làm cho con nè ba. Dữ quá, em dữ quá mà anh thích cái nết dữ này của em nha. Mày điên không? Bé này sao anh... Em vậy hoài à. Mày điên không? Sao lúc nào cũng vậy với anh vậy? Xuống làm kìa ông nội ơi. Ôi bé. Mày điên không? Trời. Em vậy hoài à. Không bao giờ. Trời ơi, cái nết thì đã ghê trời. Thôi. Thôi mẹ. Ủa quậy vậy chưa đủ hả? Giờ còn ngồi khóc. Em xin lỗi mẹ. Ủa xin lỗi là được cái gì? Ai mà biết nãy em tưởng gì chết. Tự nhiên cái tưởng tao chết rồi mày, sao mày chù tao? Ủa chị không thấy gì hả? Thấy gì? Em bị người ta đánh đó. Ủa tao tưởng mày đánh má hồng. Đánh má hồng gì mà đánh màu tím. Ủa ai biết đâu, biết đâu cái gu của mày. Thôi đi. Chị có biết là hả, lúc em bước chân xuống Sài Gòn á, em thấy hả có Hoa. Em thấy Hoa, em thích Hoa, chị biết mà. Sau cái tự nhiên em vô nói bậy nói bạ cái người ta đánh em. Rất đáng. Không, cái tâm lý của chị á là chị là chị của em mà chị phải thương em á. Tao là chị của mày, tao biết cái nết của mày tao mới thấy đáng á. Đáng lẽ là tao nha, tao không đánh một bên đâu, tao đánh hai bên luôn. Mày ỏ đó hả? Mày làm gì mày ỏ rồi vậy? Ai làm gì mày ỏ ỏ vỏ vỏ vô mỏ mày giờ? Ỏ là khóc á. Khóc cái gì mà kỳ cục vậy? Lên đây làm gì? Cô quậy khùng quậy điên ở cái tiệm này, cô đuổi khách tao đi. Quậy khùng quậy điên hả? Chị nói tôi quậy khùng quậy điên hả? Chứ tại sao tiệm của chị hả Hoa quá trời Hoa luôn? Thì tưởng Hoa tan, thì tưởng là chị chết rồi. Rồi là vô khóc lóc thương xót cho chị mà bây giờ chị nói làm khùng làm điên. Thôi thôi cảm ơn. Bớt khóc lóc lại bớt thương tôi lại. Mệt quá đi. Chứ vậy em hỏi chị nè. Sao vậy chị? Sao vậy? Tại sao? Tại sao cái gì? Thôi, nếu mà chị không trả lời thì em không hỏi nữa. Ủa là không hỏi nữa thôi, đi về. Thôi em hỏi. Chị có ăn có học mà, tại sao chị phải lên thành phố chị làm những cái nghề như vậy? Cái nghề như vậy là cái nghề gì mà? Tại sao chị lại buôn hương bán phấn vậy? Tại sao chị phải làm những cái nghề đó? Rồi hả chị kiếm những cái đồng tiền dơ bẩn. Ai chấp nhận được, gia đình lại không chấp nhận chị đâu. Ủa hoang xí đi, idol. Ai đồn chị làm mấy cái nghề đó rồi kiếm đồng tiền dơ bẩn, ai đồn? Một nhân cách khác của em đồn. Mày bớt rảnh được không? Chị tán em hả? Đúng. Đó chỉ là nhân cách số 27 thôi. Cái tát vừa rồi là tát em á. Chị đang tát em đó. Đúng, tao tát mày đó. Chị là chị của em đó. Tại mày nói tầm bậy tầm bạ. Tao làm cái nghề gì mà đồng tiền dơ bẩn? Em nghe hết rồi chị hai. Chị Mỹ Thịnh của em đâu rồi? Không còn nữa. Không còn. Em ở dưới quê em đã mắt thấy tai nghe. Em nghe chị nói là ở trên đây chị làm gì với khách mà kiểu khách phê dữ lắm. Làm gì lúc hai ba người, đúng chưa? Rồi nam nữ gì chị cũng chơi xà láng hết luôn, đúng chưa? Mẹ nói á, chị đừng có liếm nữa. Cha thì nói hả là mấy cái đó dơ bẩn lắm, đúng chưa chị? Đúng chưa? À,
À rồi, hiểu rồi. Khỏi chối, khỏi, chị định giải thích đúng không? Không, tao không chối luôn á. Tao làm luôn mấy chuyện đó đó. Đó. Rồi tao làm cái gì sai? Em không chấp nhận. Tại sao không chấp nhận? Nhìn đi, đây là cái tiệm gì? Cái tiệm gọi đầu cắt tóc, đúng không? Một cái salon rất là lớn như vậy. Người ta tới đây, người ta cắt tóc, người ta tạo mẫu tóc cho nó đẹp. Xong rồi chị đẩy người ta lên, chị gọi đầu cho người ta. Chị gọi đầu thì kèm theo là massage. Massage thì người ta phê pha. Phê pha? Không, phê, massage là người ta phê, người ta tê liệt những cái dây thần kinh đó, hiểu không? Xong rồi chị đang gọi đầu á, thì chị ra ngoài chị nghe điện thoại cha với mẹ. Trong lúc đó thì chị rảnh tay quá, chị mới đếm tiền. Mà tiền nó rít quá, chị mới liếm nước miếng. Chị đếm cho nó đỡ rít, đúng không? Còn cha với mẹ mới nói á, là cái đó dơ lắm, đừng có liếm nữa. Rồi đồng tiền gì dơ bẩn? Không. Tại sao không? Đây là câu chuyện có thiệt không? Hay là chị đang hư cấu để bào biện cho những gì mà chị đã làm sai lầm với gia đình hả? Nè nha, mày tin tao tát mày lần nữa không? Ý là... chị làm ăn chân chính đàng hoàng, chị kiếm những đồng tiền trong sạch, chị xài tiền của chị hãnh diện gì điều đó. Mắc mớ gì mày lên đây mày dãy nảy lên. Vậy mày không có tưởng gì trên đây chị làm gái? Ủa? Tự nhiên mày chị lên đây chị làm gái rồi mày chạy lên đây làm gì? Em cũng muốn làm chung với chị. Cái gì? Không nha, không nha. Tao nhìn cái mặt của mày là đầy sự đam mê làm gái luôn á. Không có, không có. Cái đó là nhân cách khác của em nữa. Nhân cách số 74. Chị ơi, tại vì thật sự nha, lúc ở dưới quê á là em gieo tâm lý là em lên đây giải cứu cho chị, chứ em không có ý nghĩ gì hết đó chị. Rồi sao lên đây lòi cái tâm lý này ra? Không biết, nó tự nhiên cảm giác á. Em tới đây cái không gian này nó thôi thúc em. Ôi mà. Ai thúc mày? Người ta. Người ta nào? Không ai thôi thúc mày hết á. Cái đó là nhân cách thứ 21 mày thôi thúc mày á. Xong hết việc rồi, đi về. Ê, đi. Chị bị hàm hồ đó. Ủa, tao hay mày? Em lặn lội đường xá xa xôi lên đây để gặp chị, để giúp đỡ chị. Mà mới gặp nó có một hai câu chị đuổi em về hả? Có thật sự giúp đỡ không? Hay là lên đây quậy từ hồi nãy tới giờ hả? Cái là sự cố. Sự cố cái gì thì bây giờ xong hết việc rồi đi về đi. Thôi thôi, em không về đâu chị ơi, không được đâu. Biết sao không, bây giờ em về quê á, kiểu em bị xấu hổ lắm. Tại vì em nói với mọi người là em lên đây giải cứu chị. Em mà về hỏi chỗ chị biết cái xóm mình nhiều chuyện mà. Cái bà Vân đó. Bà Vân nào? Cái bà Vân mà 4 giờ hay ra hát cho mấy cô chú nghe đó. Má Công bà đi kể là bà đi nói là hỏi chỗ chứ đây không có gì hết mà con Thấm làm quá. Trời đất ơi, thì bây giờ mình sống ngay thẳng, mình sống tử tế đàng hoàng. Ai nói gì nói kệ, đi về đi. Bản thân em không ngay thẳng thì người ta nói gì em mới sợ chứ. Thì cái đó là do mày. Chết. Ôi trời, em xin chị, em xin chị á. Chị ơi, cho em ở lại đi. Bây giờ chị kêu em làm cái gì em muốn làm luôn á. Cho em ở lại đi chị. Nè, bây giờ không có cái gì để cho em làm hết trơn á, là mời em đi về đi. Không, em không ở đây. Bây giờ chị cho em ở lại không? Không. Bây giờ chị không cho đúng không? Không. Bước đầu tiên á. Rồi bước thứ hai là bước gì? Bước thứ hai hả? Cái tiệm này đồ gỗ nhiều nè, cháy như chơi. Ủa mắc gì mày chủ tiệm tao cháy? Đốt tiệm chị luôn. Ủa thật sự chị thông cảm đi. Cái khoảnh khắc mà em muốn hại một ai đó em bị thôi thúc đúng không? Chứ em cũng không có muốn nên là em... Không ai thôi thúc mày hết á. Cái này là nhân cách thứ 49 mày thôi thúc mày nè. Bây giờ có đi về hay không? Ôi chị ơi. Chị ơi, cái gì mà chị ơi quá vậy? Ôi chị về mới lại đi. Không. Đừng ai vô đây nữa, đừng ai vô đây nữa. Đi lên đi, biết anh đi, cái tiệm bị lừa đảo đó. Thôi. Cái con này thì bây giờ ở lại thì ở lại. Nhưng mà cái vấn đề á là không phải là ở lại đây, ở không người tao cung phụng vô đâu nha. Ở lại là cũng phải biết làm phụ cái này phụ cái kia. Rồi tới cuối tháng trả lương cho giống như mấy nhân viên đây nè. Chịu không? Cười khùng rồi hả? Rồi tự nhiên ngồi cười. Chị cứ mà đặt diễn cái tiếng vậy chi. Chị tỏ ra chị quyền lực chứ dạ. Khói khùng quá à. Chị đang cảm thấy rất là vui khi mà em lên đây. Và tiệm của chị đang thiếu nhân viên nên là hả? Cần em hỗ trợ đúng không? Thôi được. Không hề luôn á. Không hề tỏ ra vui luôn á. Đau. Em đồng ý cho phép chị được chăm sóc em tại cái mảnh đất Sài Gòn này. Ủa là mày cho phép luôn hả? Dạ đúng rồi. Là chị mới được á hả? Đúng rồi. Trời ơi, có phước quá. Chị cảm thấy vinh hạnh lắm luôn á. Phi điểu vậy sao? Dẫn Thấm lên trên phòng để đồ nè. Ê chị mới nói gì vậy? Ê, con Thấm là sao chị? Ủa chứ mày con Thấm thì tao kêu con Thấm. Con Thấm là tên dưới quê thôi. Bây giờ con này đổi đời rồi, bây giờ con này lên Sài Gòn rồi. Con Thắm trong lòng của chị đã chết cách
đây 10 phút rồi. Ủa Trinh, con này con gì? Bây giờ em là Thấm Tiết. Ủa cái gì? Tâm lý nào mà mày có tên sẵn luôn vậy? Cái tâm lý đó em được nuôi dưỡng trên chuyến xe đò từ Long Xuyên chạy lên đây. Và con Thấm Long Xuyên đã chết. Khi em bước chân phải chiếc xe đò, em biết chắc kể từ giây phút này mình là Thấm VIP. Tập 2 Bỗng Dân Thấm Có Bò. Bất ngờ chưa bà Thấm? Công nhận bận bộ này cũng hợp nha. Thiệt hả anh? Trời em thích lắm luôn á. Dễ thương. Ê mà tính là anh chu đáo quá à. Nói chung là ai á anh cũng đối xử vậy hết chứ không phải là sao đó. Dạ dạ dạ. Ồ nhưng mà anh, có nghĩa là không em mới nói anh tên Thấm VIP là kêu anh in bản tên luôn hả? Anh làm liền, anh chạy anh làm liền cho em. Cạn cạn bé. Ủa anh, chắc là kiểu anh cũng kiểu có một chút rung động với em nên là kiểu em nhìn thấu tâm anh rồi Thấm VIP ơi. Càng làm tao càng thấy ghét á. Ghen hả? Ghen hả? Ghen. Không có ghen mà gớm. Nè có không giữ mất đừng tìm. Khỏi khỏi khỏi. Mày nữa đó. Tao đợi chị về nó làm rõ chuyện này với mày. Chị về rồi đây. Đó chị mày tới tím mày kìa. Dạ đây em. Chị về rồi đây. Mấy đứa vui mừng lên. Quẩy đuôi lên. Làm như tụi tôi mấy con chó vậy đó, quẩy đuôi. Phải tập cho quen cái phong cách ở đây mà đã ghét chị. Chị về mừng chị quá. Chị về thì chị nói về rồi được rồi. Rồi sao? Ở nhà có chuyện gì mà mặt đứa nào cũng vui vậy? Vui vui. Vui mới đâu về hả? Thôi chị đi shopping. Trời ơi mua sắm ghê hả? À? Với một cái đầm đẹp lắm nha. Đẹp quá vậy trời. Đây. Trời ơi đẹp chưa? Đẹp á. Cái đầm hay cái màn vậy? Cái đầm không quá. Cái đầm hả? Thấy cũng bình thường thôi mà trời. Ê cái gì bình thường mày? Cái đầm này mắc tiền lắm á. Tuy bình thường là bình thường sao? Mắc là nhiều. 350 ngàn. Gì hả? Cái gì? Chị Thịnh nói chuyện sao nhở? Chị mua cái đầm này 350 ngàn hả? Ừ. Chị bị điên rồi á. Chị có vấn đề trong đây nè. Trời ơi, ê nó nghe nè. Lâu rồi chị không về quê đúng không? Chị phải trả một cái giá quá đó. Ông bà già dưới quê mà biết là chị mua cái đầm này 350 ngàn là thiệt á. Sẵn nó dưới quê luôn á. Sao vậy chị thấy bình thường hả? Trời ơi, mọi người không biết đâu. Ở dưới quê là hả? Bà già nè, mẹ tôi với mẹ bả á má. Là coi như là đi mua đồ á, là lúc nào cũng là không bao giờ vượt ngưỡng 99 ngàn. Ừ. 99 ngàn là hết cúc, lên tới 100 là bỏ trả lại, đi luôn. Chứ khi mà kêu là, ôi chị ơi lợi là bắt đầu kiểu trả giá là mới mua. Mà cái đó 99 ngàn là mua được 3 cái đầm luôn. Vậy chi là không một cái 33 ngàn. Trời ơi chị ơi. Em nói thẳng mất lòng chịu nha. Chị mua một cái đầm 350 ngàn vậy, chị là nỗi ô nhục của gia đình mình. Trời. Chị vậy em. Không, em phải nói, anh đừng có kể. Đừng có cản em. Không ai cản mẹ chị một. Là cái sự thất bại của mẹ Mỹ Thâm á. Ê khoan nha. Tao tính chửi mày á. Mà cho tao hỏi lại cái. Cái thông tin á là mẹ mình tên Mỹ Thâm hả? Hình như vậy á. Em cũng không biết nữa. Thì giờ nè chị Mỹ Thịnh, em Mỹ Thâm. Thì mẹ Mỹ Thâm đúng rồi. Ủa tự nhiên cái Mỹ Thâm. Mỹ Thâm đi. Không là Mỹ Thuật đi. Ờ, chắc... Mỹ Thuật công nghệ cũng Mỹ được á. Mỹ Thuật đâu phải tên người, anh nghĩ chắc Mỹ Thuận nữa. Hay Mỹ Thuận. Mỹ Thuận là cái cậu mà. Cái cậu. Ủa mà mắc cười quá à, tự nhiên sao mẹ Mỹ Thâm. Nghe tên Thâm Kim vậy trời. Thì chứ bình thường ở nhà là kêu cha với mẹ không mà đâu có kêu tên đâu. Ủa, mà chị biết tên mẹ không? Sao biết? Tên gì? Quên rồi. Không, ý là, ủa chị thấy bình thường mà, mấy đứa phải thông cảm cho chị. Chị lên đây á, chị làm nhiều thứ, chị lo toan nhiều việc. Chị bộn bề công việc quá, chị phải suy nghĩ nhiều thứ. Trong đầu chị phải tính toán rồi đủ thứ đủ kiểu hết. Cho nên là chị quên tên mẹ rồi. Ủa tính ra gia đình thì có tính báo hiếu cha mẹ không vậy? Nè, cha mẹ, mình là con cái, mình kêu là cha là mẹ. Có nhà kêu là ba là mẹ. Biết tên làm gì? Có bao giờ mình kêu tên ba mẹ mình không? Không cần đâu. Biết kêu tên ba mẹ là hổn. Đúng. Ê đúng nha thiệt á. Cho nên là cần gì mới biết tên ba mẹ. Ủa vậy thôi. Tại có bao giờ sử dụng đâu. Ủa vậy em với chị khác nhau cái gì? Chị còn không nhớ, em cũng không nhớ. Vậy mắc gì chị chửi em. Ủa nè, khác nha. Khác chỗ nào? Chị là sao? Nãy chị nói rồi. Chị lên đây chị đi làm, chị lo toan quá nhiều việc, chị suy nghĩ quá nhiều thứ. Chị cuộc sống chị mưu sinh, cho nên chị quên tên ba mẹ. Đó là một điều đáng tuyên dương. Ủa chị? Ủa không, ý là cái chuyện đó nó không đáng trách. Đúng rồi. Còn em ở nhà em gần gũi ba mẹ.
mà em không biết tên ba mẹ là em sai. Sai em là thất bại của tạo hóa, em là nỗi ô nhục của gia đình, cặn bã xã hội. Vứt đi. Ai chửi mắng thì ta giả đi. Tao giả cái cho mày biết rồi. Cái gì? Thái độ với chị. Thái độ gì? Thôi mà. Thái độ chỗ nào? Thôi mà. Rồi, xin lỗi tại vì em bị thôi thúc khi mà phải nói ra những cái điều đó thôi. Có gì thôi thúc? Mày thôi chưa? Tao thúc mày đó. Nè nha, tao cảm thấy khó chịu rồi đó nha. Em mới lên Sài Gòn có ngày rồi tự nhiên chưa gì chị cũng nói nó này nó nọ, em áp lực lắm luôn. Ở dưới quê chị đủ áp lực hả? Ủa? Đứng đây coi hai chị em cãi lộn vậy. Thôi nè, em thấy tình hình căng thẳng quá, để xóa tan bầu không khí căng thẳng này, em xin phép được hát một bài. Em không hát nữa, em làm thơ. Em không làm thơ nữa, em làm thinh. Tốt. Nè, nói cho em nghe nha, chị gái em đang muốn tốt cho em thôi. Đây là một cái sự gọi là tiến bộ trong cuộc sống. Đúng. Không phải là một cái sự gọi là xa hoa xa xỉ. Muốn tốt cho em thôi, em phải học tập chị em đi. Học tập cách ăn mặc thật là sành điệu như thế này. Nhìn chị mày đi, mày phải học theo phong cách của chị mày. Nhìn chị mày đi, một cô gái nhỏ nhắn giữa Sài Gòn này, trong cái tiệm này, chị mày mất nhất. Khoan xí đi, cho tao hỏi là mày đang khen tao hay chửi tao vậy? Khen chị đó, chị là mót á. Sao mày đứng trên đầu tao mày xỉa xuống vậy? Đâu có. Rồi, khen tiếp đi mấy đứa. Thật sự mà nói nha, một năm 365 ngày thì chị thiền đây. Một năm 795 bộ đồ. Ê, bậy. 766 bộ. Có những ngày chị bận 3 bộ. Nói chung là em phải học theo phong cách của chị. Mình đang ở đâu? Mình đang ở nơi phồn hoa đô thị. Cho nên là ở đây có nhiều đèn không? Nhiều không? Có. Nhiều đèn bởi vậy mình phải sáng hơn cái đèn. Mặc đồ phải màu mè lên, lòe lẹt lên. Tóc tai cũng vậy, không có để hai bính như vậy, quá là sến, quá là quê. Mình phải thay đổi đi, nhuộm tóc đồ lên, móc lai đồ lên, gắn những cái này đồ lên. Có nghe cái câu người ta nói là phố lên đèn thì mình lên đồ. Đúng, tóc không máu lửa đời không nể. Đúng. Thì nói chung là mọi người nói thì nghe thôi, nhưng mà giờ mới lên Sài Gòn có một ngày có biết cái gì đâu. Thì ok, bây giờ có gì chỉ dạy từ từ thì thay đổi từ từ thôi. Ôi đừng cãi nhau nữa Thấm à. Không không, em xin lỗi, cái này em đính chính cho bản thân em là em bị thôi thúc để mà nói ra những cái lời đó chứ em không có muốn nói. Thấm viết đừng nói nữa, đừng nói nữa, chị em cãi nhau có gì vui đâu. Em bị thôi thúc mọi chuyện. Thôi được rồi, đây nè, để anh. Tao thúc mày đó, mày thôi chưa. Xử lý liền đây nè. Chị à, đừng nói suông nữa, bây giờ mình chứng minh cho nó coi được hình ảnh đàng hoàng. Đúng rồi, đây nè. Đây. Coi đi. Sạch điệu. Nghệ sĩ nè, nè, diễn viên ca sĩ người ta mặc đồ nè, tóc tai nè, thấy không? Tóc tai người ta phồng phồng nè, nhựa màu này màu kia rồi vô. Đó, à, mặc đồ phải màu mè rồi vô. Đâu. Coi đi em. Khai sáng đi em. Này gì tạp chí hả? Ừ. Trời ơi, ủa này ca sĩ diễn viên hả? Đúng rồi, cái tạp chí màu mè. Ê, nhưng mà lập tạp chí màu mè mà sao nghệ sĩ gì mặc đồ đơn sắc vậy? Cái kiểu này là kiểu người ta đi event. Đúng rồi, tiệc rồi đó. Hả? Ừ. Còn mấy kiểu đời thường kìa. Ê, nhưng mà sao có cái chị gì chỉ mặc được chứ màu hồng vậy? Trời màu mè lên. Vậy hả? Trời bực. Ồ, em không thích, em không thích. Nhưng mà tóc tai ghê quá, không thích. Còn này là tóc, ê, tóc này phồng. Ồ, không được. Chị ơi, tóc em là phải mướt mướt rồi, phải có bính vậy nó giống con gái hơn. Gì nó quê, em hiểu không? Vậy hả? Ừ. Trời má xu. Chị ơi xu. Nghĩ sao tạo dáng mà tạo bên cây xưa. Ủa chị thấy đẹp mà, tự nhiên cười với mặt ta. Chủ đề bánh tre thì nó chụp cái dừa bình thường. Thôi chụp cho Sài Gòn mà như có cảnh Đồng Tháp vậy xô. À, anh Duy Khánh nhẹ. Trời ơi, chị ơi em mê anh lắm luôn á. Anh mặc đồ đẹp quá chị ơi. Không, đồ này xô nè. Chị chê. Hồi nãy là chị cố tình lướt qua cái trang đó luôn á. Chị không chỉ vô cái hình đó luôn á. Đúng rồi, cái khúc này là chuyên mục cảnh giác á. Đừng mặc như Duy Khánh. Mọi người, nói gì em cũng được nha, nhưng không được đụng đến anh Duy Khánh của em. Thần tượng của em. Ủa mắc gì? Nhưng mà mọi người ơi, công tâm nhìn kỹ đi. Kiểu tóc bùm bê này là giống anh không? Anh Kim Bùm á. Không, cái này là xí bùm bùm nha. Bỏ luôn, bỏ qua giùm chị. Vậy tấm này nhìn kiểu thần thái. Ê, thần thái Duy Khánh, tấm này nhìn giống anh Lee Min Ho đúng rồi. Không, giống như Dương Bảo Lâm á. Nobita thầm yêu Suka. Anh Hoàng Hồng ta hát của trái em. Anh Lâm sơ hở là anh Lâm hát mà. Vậy giờ sao? Ý là em nhìn hình của anh Duy Khánh thì em bị thôi thúc cái phong cách này á. Em à, em bình tĩnh lại đi. Nhìn tưởng anh Duy Khánh đúng không? À. Thực ra ảnh là Duy Khấm.
không phải là cái anh Duy Khánh em nghĩ đâu. Mục này là mục lên án làm suy đồi cái ngành thời trang. Bỏ qua cái đó đi, cái chuyện đó là để chị lo cho. Điểu. Dạ. Mai rảnh không? Không. Làm gì bận? Làm đây nè. Nghỉ đi. Nghỉ có lương không? Không, nghỉ bị trừ lương. Vậy nghỉ làm chi? Chị kêu. Không, không nghỉ. Mai không nghỉ? Ừ. Vậy mốt nghỉ luôn. Ừ. Khoan đã. Điểu, nghe nói nè Điểu. Khúc này phải suy nghĩ thật kỹ, rất dễ bị thao túng tâm lý, em hiểu không? Bình tĩnh nha, có chính kiến. Vô. Rồi sao? Mai nghỉ không? Không. Nghỉ gì? Dẫn Thấm đi mua đồ. Để Thấm nghỉ đi. Mua đồ ai mà? Nó mà. Sao không tự đi mua? Có chính kiến. Nhưng mà nó không biết đường, cho nên mày phải dắt nó đi mua đồ. Không biết được, tìm đường được mà. Chứ đâu phải cùi tay cùi chân gì đâu mà không đi được. Nhưng mà mày phải dắt nó mới đi được. Mẹ nó vậy dắt nó đi, vợ tôi mày là mẹ nó, tôi dắt nó đi cũng bệnh thôi. Là bây giờ Mai mày không nghỉ? Không. Vậy mốt nghỉ luôn. Gì? Ủa? Tao là chị nó. Mày là lính tao. Tao kêu Mai mày dắt nó đi mua đồ. Mà bây giờ mày cãi tao. Điều. Mốt nghỉ luôn. Giờ đi luôn nè, đi thay đồ đi. Mày hay vậy quá, mày bị thao túng tâm lý rồi. Trời, sầu thiệt chứ. Ê, Điều, coi như mày giúp tao nha. Tại tao mới lên Sài Gòn mà tao không biết gì hết nha. Tao với mày cùng trang lứa tuổi, dễ có cái gu đó. Khoan. Cho chị nói cái này cái. Dạ. Tuyệt đối nghiêm cấm không đẩy con em của chị theo cái xu hướng thời trang, cá chê đen cá chê trắng trong tôn ngộ không của em. Jenny, xin lỗi nha, không có Jenny nào mà gớm như mày hết á. Có con Jenny nào mà thắt hai cái bím này thái dương như em không? Thôi mọi người, vậy không coi như chịu giúp rồi nha. Thế sao không? Tại vì hả, chị Thình chị lớn tuổi đó. Không, xin lỗi vì em bị lỡ lời, tại em đang vui quá xúc động quá. Ý là chị Thình lớn hơn em cả một con giáp luôn. Ủa gì vậy? Vì cái câu gì đó. Chị Thình bằng tuổi má mày. Chị Thình bị vũ khí đá. Chị Thình bị thôi đá. Đủ rồi, bây giờ dẫn nó đi mua đồ. Quyết định vậy. Vui mừng lên. Quẩy đôi lên đi đó. Quẩy lên. Em cảm ơn chị Thình. Cảm ơn Phi Điểu. Trời, cảm ơn. Đi, đi đi rồi. Đi. Mua đồ đi, chứ là cái gì. Đây nè. Sống vui đi. Mua đồ đi nè. Gia đình vui quá trời, sống vui. Trên đó phòng thờ Gia Tiên nhà cô. Ủa? Má nữa, Tài Lanh nữa. Bà có thật sự tới đây chưa vậy má? Thì đi xuống. Mệt ghê á, tụi mày dỡ tôi lên bàn thờ mình chi vậy? Thôi đi. Rồi, làm với cái dạng hạnh môn vậy, có tầng này tầng trên. Thôi. Cô cho đây mua gì? Nhìn sang trọng quá mày. Kệ, mua cái gì kệ, chia sẻ với cô đi. Bà cho con hai ký mận đi. Ủa alo má, tự nhiên cứ vô đồ sida mua 2 ký mận. Ủa chứ giờ bán đồ sida tự nhiên hỏi mua gì làm sao má? Ôi mày khó quá, tụi bay trẻ của tụi bay khó quá à. Giọng thứ mà có khó thì dễ đi sớm lắm đó nha. Không, nhìn khoảng cách thế hệ là cô dễ đi hơn con đó. Không, nói về thế hệ là tao mình già tao chết, còn hai đứa bay đâu được, nó sẽ tải cán chết liền. Đấy chỗ cũng lo cô theo à. Trời ơi, ê cái miệng cô hổn quá. Thôi đi. Rồi đây đúng lựa gì lựa đi, tự nhiên mà lựa. Thì lựa phải tự nhiên chứ sao, không lẽ vô đây lựa cái mắc cỡ cái ở trường đi về. Thôi cô ơi, cô đừng có nói gì nữa, để con tự nhiên đi, con nói gì kể con đi. Tao thấy mình tới chỗ này là đúng rồi đó. Biết sao? Mình là chủ ơi. Ăn mặc hơi bị đẳng cấp nha. Nhìn bản kiểu thời thượng mà kiểu quyền lực sao? Đúng! Ê! Chính xác là như vậy. Gì vậy? Xin trân trọng giới thiệu với hai đứa. Nói về thời trang đẳng cấp, cô đây một bụng. Và cô đã nằm trong một cái lĩnh vực thời trang cao cấp thượng đẳng này 45 năm. Thấy chưa? Tao nói với mày là tới đây là đúng rồi. My God. Cô khoan từ, con muốn tìm hiểu sâu về cô á. Tại vì cô làm trong ngành thời trang 45 năm. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi? 40. Cứng nha má, từ từ nha. Bây giờ mày tính là giùm tao ơi. Khúc này nó bị trúc trắc cái gì đó. Cô có khái niệm về sinh nhật không cô? Ngu. Nói vậy là ngu. Sao vậy cô? Bản thân cô 40 tuổi nhưng mà tuổi nghề của cô là 45 là bởi vì sao? Mẹ cô bán cái nghề này 5 năm trước nữa. Bản thân cô còn trong bụng mẹ cô đã thừa hưởng cái di sản văn hóa đồ sida này từ mẹ của cô. Nên cô đã cộng dồn cái tuổi nghề của mẹ cô thành cái tuổi nghề của cô để nâng tầm uy tín cái tuổi nghề của cô về một cái thời trang thượng đẳng cao cấp. Thì tính ra là mẹ cô mang bầu mà na cha thánh giống đồ đó, chữa trâu chữa gì mà 5 năm dữ vậy. Ngu.
Càng nói càng ngu. Không phải là cô chỉ thừa hưởng di sản từ trong bụng mẹ, mà cô đã thừa hưởng di sản từ lúc cô còn những sinh linh, những cái tiền kiếp căn cốt nào đó. Cô đã thừa hưởng những nguồn năng lượng SIDA đó rồi. Sao bán đồ SIDA mà nói chuyện sinh học quá vậy trời? Còn hơn mày, gái mua đồ SIDA còn hơn trên phường cử xuống tra khảo tao. Sao muốn gì hả? Muốn tra khảo gì nói đi. Mệt mày quá, vô duyên quá. Kệ cô đi trời. Ủa cô, nhưng mà thật sự luôn á, là lần đầu tiên nhỏ hay nè nó dẫn con tới á, con cũng chưa có am hiểu về thời trang á. Cô mình tư vấn tí xíu đi cô. Ngu. Ủa? Ơi, mình mua mà mình không biết mình đang mua cái gì, ít nhất cũng phải am hiểu ít nhất chút xíu cũng được. Bản thân cô là một người đã chấp bút và thúc đẩy cái nền công nghiệp văn hóa thời trang toàn thế giới. Ủa, lên một đẳng cấp. Mấy cái Dior mà Chanel này nọ đó. Biết. Một tay cô gầy dựng. Ê má, cô đẩy lên hết. Ủa? Trời ơi, cô là người đưa ra cùm ban đi, mấy content này kia nọ đó. Trời ơi. Ủa, mà sao mày biết chỗ này hay vậy? Trời ơi, cô này rất là nổi tiếng, hiểu không? Vậy hả? Ừ. Trời. Oh my god. Thấy không, những cái mặt hàng mấy cái ông lớn mà làm mấy cái Gucci Dior đó là từ cái lúc mà mấy ổng mà kiểu mà chơi dơi á, cái tuổi 30 con biết không? Cái tuổi gọi là trầm cảm tuổi 30. Đúng rồi, cái lúc mới là chưa không biết làm gì để mang về thành công với gia đình. Ba mẹ kỳ vọng nhiều quá. Đó, thay vì ép lấy vợ thì ép mấy ổng phải làm cái gì đó để có tiền. Đó thì mấy ổng mới kiểu mà đi vòng vậy nè, tự nhiên thấy cô. Đó, thấy cô đẹp quá, mặc đồ xanh điệu quá. Thấy cô vậy, lấy cảm hứng từ cô để phát triển nguyên một ngành công nghệ thời trang. Tính ra cô là muse của mấy ổng đó. Ủa khoan, nhưng mà miêu miêu là cái gì? Ngu. Mày mới ngu quá. Gì vậy mẹ? Cô thấy nó ngu không cô? Ừ. Miêu là cái đồ mod mà mày bấm miêu tivi lại để không có nghe tiếng người à, đó. Không có nghe tiếng. Ngu. Ủa? Cái này mới ngu nè. Cái đó là mute, là tắt tiếng. Còn muse của cô là nàng hơn. Mày ngu. Mày ngu quá, mày biết ngu. Mà cứ cãi. Mày để cô nói. Ủa cô, hồi nãy cô nói cái gì mà cái thương hiệu Gucci gì đó đó cô? Là kiểu cái gu thời trang đó mình mặc vô nó có chì người mình xuống không? Ngu. Nói vậy là biết ngu, không biết gì cả. Thì con không biết con mới hỏi. Cái Gucci á, có một cái lý lịch lịch sử của nó. Cái ông mà đầu tư cho cái Gucci á, ông chủ Gucci đó, hồi xưa lúc đó là ổng bị buồn. Ổng cảm giác là ổng không biết phải đầu tư ở cái vùng đất nào. Cái quyết định là ổng chọn ở vùng đất Củ Chi để ổng khởi nghiệp. Đó, xong rồi bắt đầu là khi kiểu mà thương nhớ quê hương nhiều quá, cái đầu trả đó thành Gucci, Củ Chi thành Gucci, hiểu không? Gucci thành Gucci đó. Hay quá vậy cô. Ê, tính là cô am hiểu về lịch sử thời trang nha. Quá am hiểu chứ, cô bán là cô không biết cô đang bán cái gì, hiểu không? Dạ. Rồi cái ông Dior, cái ông Dior là ông bị mất phân định về khách hàng. Cô phải đứng ra tổ chức một cái buổi workshop. Oh my god. Đó, một cái buổi workshop. Cô nói là cô phân tích hết tất cả những cái phân khúc thị trường như thế nào, về giới trẻ làm sao, tuổi trẻ làm sao, trẻ sơ sinh ra làm sao, để mà gom hết, tung hoành hết tất cả những thị trường khách hàng từ toàn thế giới gom về cái chi nhánh chợ Bà Chịu của cô. Ghê không? Ôi, tính ra là một cái câu nói vu vơ của cô thôi đó. Mà hoạch định cả một chính sách thời trang. Một cái chiến lược luôn á. Đúng rồi. Cô nãy giờ con thấy cô nói nhiều vậy, chắc là cô có cái tầm nhìn đúng không cô? Cô tư vấn cho con đi. Cô thấy con làm sao? Ngu. Ê, nói nặng nha cô. Không, này cô khen á. Ủa? Khen gì? Ngu là chửi chứ sao mà khen? Không, cái ngu đây là cái ngu ngơ ngờ nghệch ngốc nghếch thôi thôi. Không biết này không biết gì trơn trời à. Biết sao không? Tại vì con thật sự rất là sang. Con sang mà con không biết con sang là con ngu. Con hiểu không? Đó. Cho nên là bây giờ cô sẽ tư vấn cho con. Với cái dáng của con bây giờ là con... À quên, giờ hỏi chứ con thấy cô sang. Cô sang. Phải sang. Sang sảng. Không, ý là cô hào sảng á. Ý con là vậy đó. Tại vì nãy giờ vô chưa mua gì hết mà cô đã tư vấn rất là nhiệt tình rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô giống như là một người mẹ, một cái đấng sinh thành mà dạy dỗ. Nuôi nấng dạy dỗ tụi con. Thôi được rồi, bây giờ cô sẽ tiếp tục cái hào sảng đó, cô tư vấn tiếp cho con nha. Dạ. Bây giờ mà đối với cái một cái ngoại hình này của con á, dạ. Thì con sẽ phải mặc đồ SIDA cao cấp. Khoan cô. Ủa? Con nhớ là SIDA có SIDA nước 1, SIDA nước 2, SIDA nước cuối, SIDA nước vàng, làm gì có SIDA cao cấp. Ngu. Càng nói càng ngu. Mày không có biết gì hết mà để bà nói đi. Con ơi, SIDA có SIDA biết SIDA đát. SIDA có SIDA fake, SIDA real, thấy không? SIDA fake thì step 11, SIDA fake 21. Có SIDA replica không? Không, cô không có chơi với cái hạng đó. Cô là phải cao cấp hơn. Cô thì có hai loại SIDA. Cái SIDA tầm thường á là SIDA underground.
ban đầu ra dưới lòng đất. Đúng. Trời ơi cô ơi, là mấy cái đồ đó là giống như là kiểu ai chết rồi mình đem đồ mà mình quả thiêu xuống đúng không cô? Không không không, cái đó là mê tín dị đoan, cô không có chơi. Đối với cô á, underground á là người ta chết người ta chôn xuống rồi cô đào lên cô lột áo người ta ra cô bán. Cái gì vậy cô? Ê thôi, cô làm mấy cái chuyện thất đức quá, tự nhiên người ta chết rồi tự nhiên cô đào lên rồi cô lấy gì mặc người ta đi theo rồi sao cô? Con yên tâm, trời đất ơi cô lo hết mấy cái đồ này cô chì chú xong xuôi hết trơn, người ta không theo được. Đó, vậy bà nói bà không mê tín dị đoan á mà. Không, cô lo hết trơn hết trời rồi. Cái đó là underground. Còn một loại cao cấp hơn là thể loại Sida on the ground. À, trên mặt đất. Đúng rồi, người ta quăng xuống, cô lượm lên, cô mang về, cô giặt, cô bắn liền luôn. Tươi mới hoàn toàn. Trời ơi, nghe là nó high fashion mà nó cao cấp lắm kìa. Đúng rồi. Kiểu luxury hả? Ờ. Trời, con thích quá à. Cô, vậy mấy cái đồ ở shop cô, giá cả sao cô? Thì đó, nói về giá cũng có hai loại. Như cô phân định ngay từ đầu. Dạ. Thì cái giá đầu tiên á, là giá Sida bình thường. Dạ. Thì cái giá đó là cái gì vậy cô? Vậy sao bà khóc nghẹn vậy? Cô come on. Cô nhắc tới cái giá của Sida bình thường kia, cô không kìm được cảm xúc. À. Như cô làm thì tự nhiên có mũi lòng theo luôn. Gì cũng được. Nó bèo bọt quá cô. Dạ. Cái giá mà Sida bình thường nó chỉ có 45.000 thôi. Trời ơi, quá bèo thật sự á. Nhắc tới một cái là thấy là rẻ rúng rồi, không ai quan tâm. Không. Mình làm cái nghề rồi bị xúc phạm, cảm giác mình bị xúc phạm với cái giá mình bán. Nhưng mà cô biết, cái nghề này nó chọn mình chứ mình không chọn nghề. Trời ơi, nên mình phải vượt qua những cái mà mặc cảm đó. Mình tự nâng tầm bản thân mình lên. Yeah. Nên từ đó có một cái giá đẳng cấp hơn. Dạ. Đó, chấn động nè. Giá cao cấp này con nghe một cái con hú hồn liền. Dạ. Bao nhiêu ạ? Hồi nãy là 45.000 đúng không? Dạ. Sida cao cấp là tới tận 50.000 lần. Trời đất ơi, nghe cái giá này cái là hú hồn luôn, cảm giác tự ngào. Không hối hận khi mà mua một cái áo Sida 50.000. Không hối hận tới mức mà ra được xe cá một cái chết cũng không thể nào hối hận. Con đang hối hận nè. Giá này con mua được, 50 con mua được. Tao hối hận là bạn mày luôn. Gì vậy mẹ? Đồ bình thường 45. Đồ ở cấp 50, 45, 50 cách nhau có 5.000 thôi. Ờ, có 5.000 thôi cô. Ngu. Ê, nói vậy là ngu. Hai đứa trẻ người nó dạ mà quá ngu. Trời đất ơi, đây nè, cái kia là 45.000. Còn cái này là 50.000, đúng không? 45.000 nó nằm ở tầm ngàn thôi, còn đây là 50. Nó lên tới hàng chục rồi. Ê, khác mấy con số luôn nha má. Ê má, ê, nghe nó đẳng cấp. Nè, 45 bình thường, 50. Trời ơi, có nghĩa là cô đã có một cái chiến lược tính toán về cái giá cả cho tiền đúng của mình vậy. Đúng không cô? Tại vì hai đứa con còn trẻ người non dạ. Dạ dạ. Còn bị ngu á, cho nên là không có nhìn sâu vào vấn đề. Từ cái 45.000 lên đến 50.000 đó là một phần chiết khấu lên tận 25% lận. Không, tụi con không bao giờ nhận ra được một cái bài toán đó. 25% chiết khấu từ một cái giá thực tại 45.000 của một chiếc áo mình lên 50.000 là một chiếc áo 50.000 có cao cấp đẳng cấp như thế nào. Bây giờ tụi con để ý ở ngoài đi, bất động sản nó chỉ có chiết khấu 1-2% thôi mà là mặt tỷ. Trong khi ở đây 25% là một cơ hội để cải vận thay đổi cuộc đời chúng ta, thăng tiến lên tới một cái đẳng cấp khác. Khi khoác vào một chiếc áo có chiếc khấu 25% dựa trên cái giá thực tại là 45.000. Thấy không? Nào có mua không? À, dạ mua. Dạ, đúng không? Dạ cô ơi, bây giờ con mặc nào được cô, tư vấn cho con đi. Bây giờ nhìn con là rất là sang, rất là thời trang. Nên cô chắc chắn sẽ phải tư vấn cho con một cái đó vô cùng thời trang. Mà thời trang nhất bây giờ không bao giờ lỗi thời nha. Đó là chấm bi. Trời ơi, đã chấm mà còn bi. Chấm là trong chấm phá, đúng không? Rồi còn bi là... Bi set sure. Bi. Nam cũng được, nữ cũng được. Cũng là không phân biệt gì giới tính bởi thời trang này, con hiểu không? Cái thời trang này dành cho bisexual. Không cưỡng cầu về giới tính. Không cưỡng cầu về giới tính. Dạ 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 dạ. Cô giờ cô thấy cái nào được, cô cứ đưa cho con. Yeah. Ngu. Cô cũng vậy luôn. Hay vậy hư người ta quá. Thời buổi này ai mà mặc chấm bi? Người ta phải mặc sọc ngang. Không, sọc ngang mặc vô ốm lắm con. Cái đó gọi là cái sự ảo giác tạo hình tượng á. Đúng không? Đúng. Người ta nhìn vô sọc ngang, nhìn vô nó ốm o gầy mòn, ốm quá cản tài không được. Ê, cô nói đúng nha. Mày là màu quá. Mày là màu gì? Mày mới hay gây vẻ đó. Nghe cô nói nè, bây giờ sọc ngang cô nói là bây giờ cứ nó là cực kỳ gì đó không? Ừ. Rồi bây giờ cô mặc sọc dọc đi. Sọc dọc mà phải là đơn sắc trắng đen như phong cách mà mini mình đi dùng. Cái đó là đồ tù. Mặc cái đó không có sang nha con. Mặc cái đó là cuộc đời con săn xong luôn đó. Đi hay khổ quá. Sao con nhỏ này nó làm sao á, nói chuyện với con á, cô cùng tần số nha. Mà nói chuyện với con nhỏ này á, không có cùng tần số. Tần số là sao nữa? Ngu nữa. Tần số là được tính liên hệ của chu kỳ, là thời gian xuất hiện của hai lần liên tiếp của một hiện tượng. Mà người ta có một công thức á, F bằng nghịch đảo của chu kỳ, F bằng 1/T.
Không, mà mệt quá không có nói gì với con nữa đâu. Bây giờ chớt đi cái chấm bi đi. Cô lựa chấm bi cho. Trời ơi, đây thấy không? Chấm bi nhìn cái là sang liền, thấy không? Thấy không? Nhìn cái là hợp vô mặt liền. Trời ơi, đẹp hợp quá nè. Này, cái này hợp hơn nữa nè. Đẹp quá. Trời ơi, cái này đi chung cái này hợp hơn luôn, rất nhiều luôn. Quăng vô cái là hợp liền. Nè, để cô lựa thêm cho nè. Ê bà già, đưa 5 xị đi bắn cá thôi. Tình lú cái thằng ta đánh bá mày cái đi đó chứ bà. Tức bỏi mà. Ủa? Gì vậy cô, ai vậy? Thằng Bi Chiến đó. Trời ơi, thằng này con trai cô Bi Chiến mà nãy giờ nó cứ nuôi rồi. Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em á bé. Anh Ngôn Nhất Trì, tao đánh tụi bay nhức mình nhức mày nha, tao bị nhức đầu nha, thần kinh yếu nha. Em ơi, cái này là âm trì chứ không phải là nhất trì gì hết trơn cưng ơi. Im đi, mày không có biết gì hết đó, im đi. Ôi, nhìn anh rất là kiểu oai luôn, oai phong lẫm liệt á. Anh làm kìa. Gai cuộc sống hả hay là gì nè? Còn vô duyên ghê á. Thôi mà, mày để tin đi, mày để tin đi. Thôi thôi, tính tiền lẹ đi, tính tiền lẹ, tao giật đầu quá đi. Ê bà già, đưa tiền đi đổ chiếc quay gương mà đỏ rồi. Lẹ ơi, cái sao mày báo tao quá trời, để cái nào biết ẩu rồi đó bà. Mày nghe không, ẩu rồi ba. Mà kiểu anh nói mẹ là ba luôn á. Vậy là bị mất dạy á, bị bố láo quá hiểu không, chứ không có hay hò gì hết trơn á. Tính tiền đi, tính tiền. Cái này có 3 cái 300 rồi. Nãy cái 50 mà 3 cái 150 thôi. Bây giờ rối quá rồi, cho 3 cái 300 đi. Bây giờ 3 cái 350 nè. Thôi đừng lại nhảy nữa, nhức đầu yếu lắm, không có tính tiền gì nữa. Này bạn gái thôi, họ ghi nha. Hay hả? Ê khoan, chờ cô xíu đi. Đây nè, cáo này tao mới vừa lấy cái người chết bà 749 ngày chú liệm xong rồi, mặt người ta một cái đi cho nó có hư mau chết người ta một cái, tao quá mệt mỏi rồi. Cái gì vậy bà già? Ghê á, ai cũng đi qua hết trơn, có mình mày ở lợi thôi đó. Con lấy luôn cái này nha. Rồi lấy luôn cái này 400. Thôi 550 đi. Rồi buông quá, tao giả 550 đi, tính tiền. Tao lấy 400 rồi, lấy 500. Hello bà. Ủa anh tên là Vi Chiến á, em tên là cái gì ạ? Em là Thấm Diếp. Ê, xịn nha, cái tên là nghe thấy Diếp rồi đó. Thấm Diếp, Thấm Diếp. Ơi, Diếp nha, Diếp nha. Ồ, em có cái nick Yahoo không? Cho anh đi xíu, anh áp vô, anh áp vô. À, ép nick. Anh ép vô á. Dạ. Nick Yahoo của em là Thấm Diếp, xếp gạch, Diếp Hôi, 2K3. Ê, hôi nha. Anh, ủa sao em biết anh thích mấy đứa con gái hồi hồi vậy? Hồi quá, thích quá rồi. Ủa, mà em có gu bạn trai không? Dạ có. Ủa, gu bạn trai em là gì á? Gu bạn trai của em là phải theo phong cách Don Trè. Anh biết không? Con tao nóng con tao dạng hỏng nó nãy giờ. Tao đã thằng lâu lắm rồi. Muốn vì nhau mong từng ngày, hứa đi anh về ngày sau cũng tin.
chị hai. Thôi quỷ ma trà trộn, nhìn thấy ghê vậy. Em nè. Cái gì hả? Cái gì cái vậy là... thương á? À, là cái kiểu mà Tinger Diamond 2010 sống lại hả? Không phải đâu. Đi nãy. Ủa là sao tao nhìn mày tao giống như là bị tai biến á? Không phải. Kiểu mà tay chân làm gì quấn quéo gì vậy? Tại vì anh biết chiến thích vậy. Ủa rồi mắc gì nói cái giọng vậy? Cái giọng cha mẹ đẻ bình thường nói được hả? Nói giọng cho dễ thương. Không nha, không dễ thương nha. Chạy hai. Có cái gì không? Nói mẹ. Có cái gì không? Tao bữa cho một cái tỉnh lại. Không phải. Dù như thế nào em vẫn là em của chị. Em của chị Mỹ Thành. Em là Mỹ Thắm. Nhưng với một phiên bản tốt à. Em là Thắm Phim. Ủa là tốt chưa mà phì nước miếng tùm lum mà. Chị, anh Bế Chiến mới tặng cho em bộ đồ gì nè. Cái gì bộ này hiệu Google gì á chị? Google. Không phải. À, Gucci. Hiệu Gucci á. Gucci. Đẹp hả? Nè, giỏ hiệu đó nè. Giỏ này là giỏ Audi á. Ủa là giỏ sách hay giỏ xe? Giỏ sách hay giỏ xe mà hiệu Audi. Nè, bây giờ bình tĩnh lại. Nghe chị hỏi. Đứa nào làm em ra nông nỗi này? Anh Bi Chiến. Bi Chiến là thằng nào? Bi Chiến là cái người đó hả? Rất là thương em mà hả? Ảnh nói ảnh là ngon nhất chị. Cái gì nhất chị? Ngon nhất chị. Ngon nhất chị hả? Không phải, ngon nhất chị, người tình đoạn mệnh của em. Nó khùng nó điên gì vậy? Trời đất ơi, mày bị nó thao túng tâm lý rồi hả? Không phải, là người yêu em á. Người yêu cái gì mà người yêu? Chị nói nha, bây giờ chia tay cái thằng đó cho chị. Nếu không á là chị nói với cha mẹ dưới quê là bắt về, không có cho ở đây nữa. Không, chị kỳ quá à. Hôm bữa chị kêu em thay đổi, ăn mặc màu mè thì em cũng đã làm giống như gì chị muốn rồi. Xong bây giờ em đẹp lên. Em đẹp lên xong cái em không người yêu, cái tự nhiên bây giờ chị ngăn cản tình yêu của em là sao? Rồi, chị sai. Khúc này chị sai đi. Thấy chưa, chị sai nhưng mà ngăn cản em á. Không, chị sai là chị bắt mày thay đổi á. Chị muốn mày thay đổi là kiểu mà thay đổi cho sang lên. Cái kiểu mà cỡ chị hoặc là hơn. Chứ không phải là kiểu màu mè thấy ghê thấy gớm này. Mày là kiểu bá dơ á. Nhìn dơ lắm. Rất dơ. Chị nói vậy nặng á. Nặng hả? Nói vậy nặng á. Chứ nói là sao nhẹ? Nói dễ hơn. Dễ hơn là kiểu sao? À, là kiểu mà bé ngốc lóc chóc đi tìm người yêu vậy hả? Không có đâu nha. Chứ là gì? Em á là Thắm Phim xếp gạch chiếc hôi á. Thắm VIP xếp gạch chiếc hôi hả? Ủa mày đã biết nói từ VIP rồi mà mày còn nói từ chiếc hôi nữa. Ủa hai từ đó sao đi đôi được? Ủa chiếc hôi là không hay hả? Hôi lắm, nhìn mày rất hôi. Cho nên là bây giờ thay đổi đi. Chị nói chia tay là chia tay, không quen nữa. Tự nhiên chị ngăn cản tình yêu của em. Chia tay với nó liền. Nhưng mà bây giờ chia tay đâu phải dễ dàng để mà nói ra đâu. Bây giờ khó nói đúng không? Không nói được đúng không? Không nói được thì mình đứng trước mặt người ta mình chỉ cần: anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải khóc lên hay hước như lúc này. Dành chị em bắt chia tay. Cái chữ tay đó là kiểu mà bị tai biến luôn á. Tai. Đi nói, hát với nó như vậy thôi, không cần phải nói gì hết. Em thấy hát khó hơn. Hát khó. Vậy nói đi. Bây giờ chị mà ngăn cấm tình yêu của em với anh Bi Chiến không? Em cắn lưỡi em chết luôn á. Đây tao cắt luôn cho, lè ra. Đây. Tao cắt luôn cho gọn. Chị giỡn hoài á. Giỡn gì? Hay giỡn hả? Tao không giỡn. Ai cho? Ủa, trời đất ơi. Ai cho giỡn? Con này nó vô con điên á. Nè chị nói một lần cuối chị không giỡn nha. Bây giờ không chia tay với nó đúng không? Là từ đây về sau nha, chị gặp cái thằng đó ở đâu là chị sẽ cắt. À, ảnh đau nhiều quá chị. Cắt gì đau? Thì chị cắt. Chị cắt cái mối quan hệ này. Cắt đứt, cắt te tua, cắt tan nát. Không cho quen nữa. Chứ cha mẹ dưới quê mà biết mày như vậy á, cha mẹ chết sớm á. Thôi vậy. Đi nói chia tay. Nhất định phải chia tay hả? Nhất định. Chị đang vô tình dụ em vào đường cùng đó. Đâu dồn vào đường cùng đâu. Một khi chị đã dồn em vào tới đường cùng rồi á hả, thì em sẽ đi tới đường cùng. Ủa
Ờ rồi, mời, mời, mời em đi. Mời đi. Cái túi này em sẽ giữ lại làm kỹ vật. Chị giữ cho em đi. Anh biết chị. Sao nó như con khùng vậy ta? Thảo, vì có em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo cho nha. Mọi bão giông mình qua đi, có tim thì nghe lý trí. Thắm, làm bạn gái anh nha. Thôi, ơ, em xin lỗi. Em không thể. Thôi Thắm. Thắm. Em vẫn ôm hình bóng đêm đêm nhớ trong môi mòn. Tình kia đây vụn vỡ, tình đầu là xóa sen. Biết thế sao em vẫn hoài mong. Anh biết gì? Thắm Diệp. Nhớ em lại khóc. Anh đâu có hay đêm nay. Em lẻ loi mình em khi không có anh. Sáng sao vội mong để sầu đông khóe mi, vì sao ta vẫn cứ hoài cách xa. Thì em xin cái bánh kem nha, em đói quá. Ẩu rồi đó ba. Tập 3, thám thử làm kiến trúc sư. Chịu ơi, chịu cho lấy cái chai sạch nhé. Con bé này sao á, còn cái chai coi nhỏ điểu nè, ích kỷ quá. Mệt quá đi. Nè, sao dọn dẹp, giỡn hết cái gì vậy? Đổ bể đồ sao? Hả? Ba đứa bay hết đó, không có chỉ ai hết đó. Ba đứa tập trung nè. Mới có một người khách, nghe có vẻ là rất là giàu có, rất là sang chảnh, đặc lịch. Một lát nữa đến đây. Nhưng mà theo như chị quan sát và chị biết được, có thông tin là chị đó chị đang có chuyện buồn. Cho nên mấy đứa lựa lời mà nói. Mình nói những câu chuyện tích cực. Ủa chị, mà cái chị đó là tên gì, với lại cái ngoại hình sao để biết lát mình đón nè? À, chị đó nói chị đó tên là cô Hồng. Cô Hồng. Cứ kêu là chị cô Hồng là chị cô Hồng. Dạ dạ dạ. Cô Hồng. Ngồi nghe như cô hồn ha. Ôi trời ơi, chị đó. Mà chủ vậy đó, hỏi sao ba đứa nhân viên không vậy? Thôi mà mẹ. Bỏ. Nhớ nha, cô Hồng nha, kêu đàng hoàng nha. Người ta đang buồn, đem đến sự tích cực cho người ta. Phải đem vui vẻ lên, nói chuyện vui vẻ lên. Kiểu kể chuyện vui, kể chuyện hài cho người ta vui. Đúng rồi. Ngon mà ổn đâu. Em thấy mình không có khiếu. Em nghĩ mình nên hát đi. Em cũng đồng ý vậy. Học thôi nè, nè. Mấy đứa hát dở hay đòi hát nha. Mày thấy mấy đứa hát hay như chị, chưa bao giờ chị đòi hát. Chị ơi, thật ra em rất là đánh giá cao cái tinh thần đóng góp ý kiến của Phi Điểu á chị. Tại vì bây giờ em sợ kể chuyện nó sẽ bị chì không khí. Và chúng ta còn phải có tiết tấu. Mà tiết tấu là gì? Là giai điệu. À, chúng ta phải hát hát cái bài vậy đây. Ví dụ nha, bây giờ đứng trước mặt em là chị cô Hồng nha. Dạ em chào chị, em là Thắm. Biết. Em xin được phục vụ văn nghệ để cho chị vui lên. Chị em tính như tay phải chân em kể chị vui. Đó là bài 1. Bài thứ 2, cười lên ha ha ha. Ngày hôm qua đã xa. Quý khách. Dạ em chào chị. Chị cho tụi em hỏi hôm nay chị tới đây làm dịch vụ gì ạ? À? Hôm nay chị hơi buồn. Ồ. Em làm trò hề cho chị nha. Chị làm xiếc coi cho chị. Còn mấy ra sân khấu kịch coi. Ở đây tìm làm tóc như kêu làm hề. Mẹ khách mà hổn quá vậy. Khách hàng là gì? Thượng đế. Thượng đế vẫn chỉ vô mặt thượng đế vậy. Không phải nên đi mà. Tự nhiên em bị thôi thúc quá. Dạ em xin lỗi chị. Dạ. Nhưng mà giờ có cả. Dạ. Ê, em cho tao xin phép được không? Thật sự luôn nha, là cái máu hài hước trong người đó quá nhiều. Vui lên. Thả lỏng cơ mặt. Mày hổn quá vậy? Làm gì vậy? Ngu ngôn. Kêu gì làm đó? Thôi hai đứa, khách mà. Khách mà, vui lòng. Thôi. Khách đến là vui lòng khách đi. Cậu là thôi. Vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. À, vui lòng khách đến, vui lòng khách đi đúng không ạ? À? Dạ vâng ạ. À. Thắm Diếp, em thể hiện đi Thắm Diếp. Dạ, dạ thật ra không giấu gì chị thì cái máu hài hước của em được nung nấu và nuôi dưỡng suốt bấy lâu nay mà cũng không có ai lắng nghe em hết nữa nghe.
Dạ em xin phép em được kể cho tại em bị thôi thúc. Hôm bữa có bà kia trong xóm thì má, trời bà có chồng thì coi như là một hôm bà đó tăng ca đi làm tới 11:45 mới về. Má bà chạy ù trong nhà, bà thấy ông chồng đi làm vất vả về nằm mà nằm đừ á, nằm đờ ra kiểu không muốn nói chuyện không. Sau cái bà mới nói thôi anh ơi chồng ơi sao nhìn anh thương quá à, thấy anh chắc buồn vậy để thôi để em kể cho anh nghe một câu chuyện cười nha. Cái xong cái bà kể bà nói gì nè, bà nói nhả. Là thấy không, là ví dụ là đã kể chuyện hài rồi không. Sao vấn đề là gì, bà kể quá trời kể, bà kể 10 phút luôn nha, mà ông chồng không có cười. Ông chồng không cười nhưng mà vẫn phát ra tiếng cười. Biết ai không? Em nói ra cái chấn động. Nhỏ chứ cầm giường nó cười. Mà nó cười, nó vỗ rồi chép. Trời ơi, nghe phanh phách vậy chị ơi. Em đang kể câu chuyện của chị. Cô này không có cười mà. Từ Không sao, nhào nó về đấy chị, không sao đâu chị. Dạ. Chị đang đau nha mấy đứa. Mấy đứa. Nhưng mà chị cho em hỏi. Ôi nè, chị nằm ở dưới gầm giường, chị là con nhỏ dưới gầm giường. Ủa mà chồng hỏi cái giường nào mà giường cái chân chị dài vậy? Không biết trời ơi, không biết cái lồi cái chân không? Hồi nãy mặc cái đồ màu xanh, cao phép màu xanh, bước vô nó xa xa, tôi nghĩ là trà xanh. Nè. Em vui không? Mấy đứa, có cái gì mà vui dữ vậy, lui qua một bên coi. Lấy có gì cảnh tiếc thì vui dữ lắm. Chào chị, em rất vui vì ngày hôm nay chị đến tiệm của em. Ủa mà em là... À dạ. Lễ Tân. Không, em là... À, người giúp việc. Em là chủ tiệm. Ồ. Dạ, rất vui vì ngày hôm nay chị đã đến đây. Sẵn đây thì nó luôn dạ. Mấy cái đứa nhân viên nó rất là trẻ, rất là năng động. Nhưng mà có vẻ như nó hơi vô duyên. Dạ, cái này là cha mẹ sinh con chưa sinh tính. Dạ, em tuyển nhân viên chứ em không có tuyển cái tính tình được. Dạ, chị thông cảm, tụi nó còn nhỏ. Nhưng mà ví dụ mà một đứa vô duyên thì được, chứ còn ba đứa vô duyên nhiều khi là con chủ tuyển nó cũng vô duyên luôn. Chị có duyên quá. Mấy đứa đừng buồn nha. Rồi ạ. Có gì chị không vừa lòng nữa không chị? Còn cái nữa dạ, cái này chị... không nói thì nó cũng kỳ. Sẵn đây thì nó luôn. Cái tiệm của mình nó mới, nhưng mà nó hơi ngột ngạt. Tại cái trần nhà nó thấp. Mà cái này là do thợ nó xây. Em thuê cái nhà này em làm dạ. Cái decor của mình nó hơi... Chị nói giảm cái trắng nha. Cái decor của mình nó hơi... hơi sến, nó lỗi thời nữa. Nó giống mấy cọng tóc ở trên em. Cái mớ này nó cũ rồi, hồi xưa. Hiểu không? Ủa là con nó giảm nó trắng rồi hả chị? Dạ, chị tế nhị quá. Chị đúng là một người tinh tế luôn á. Dạ. Chị học bên kia về mà. Ồ, vậy hả? Đừng buồn nha. Dạ. Buồn. Buồn hả? Dạ. Chị nói chuyện tế nhị quá, tinh tế nên em buồn. Thôi, mà cũng đừng nói buồn, nói tiếp cho nghe. Vô đây á tự nhiên thấy nó ơi ớn lạnh nha em. Ớn lạnh? Ừ. À dạ, tại cái máy lạnh sau lưng chị. Không phải, cảm giác nó ớn lạnh nó khác lắm. Máy lạnh là ớn lạnh theo kiểu cho out. Còn cái ớn lạnh này, dạo này là em ít khách đúng không? À dạo gần đây cũng ít thiệt. Phong thủy không có tốt. Theo cái kinh nghiệm cảm nhận của chị, cái tiệm của em là bị ám. Cái gì? Ừ. Bị ám? Ai ám? Có tới 3 cái dông lận. 3 cái dông à? Yes. Mà có một cái dông bóc lai đồ nữa. Sao chị không chỉ thẳng mặt em nói luôn đi? Chỉ thẳng ra nói luôn đi. Nó dòng nhơ làm gì? Không có hộp với khách. Ý em là sao? Nè bước ra đây solo 1-1 này nói thẳng luôn đi. Em diễn chi? Thế hiện gì vậy? Em là người sống mà, chị đang nói dông mà. Đúng rồi, người ta nói tới mình nên mình lên tiếng.
Dạ thôi vui vẻ bỏ qua chị, tụi nó còn nhỏ lắm, tụi nó không có suy nghĩ gì sâu xa đâu. Tại nó nói vậy thôi chị bỏ qua nha. Ừ, chị dạ. Là người rộng lượng lắm đó. Chị là người có học thức văn minh lắm, chị bỏ qua. Là văn minh chưa chị? Văn minh rồi đó. Là rộng lượng rồi hả chị? Ừ. Dạ em rất không có cho nhỏ làm nha chị. Ờ đuổi luôn hả? Không à, là sao chị? Đuổi không quyền của em. À dạ em cảm ơn cái sự rộng lượng, cái sự tinh tế, cái sự sâu sắc trong con người của chị nó toát ra từ nãy tới giờ. Dạ thôi bây giờ em cảm thấy là mình nên đi lên trên lầu để mình hưởng thụ những cái cảm giác thư giãn đầu óc thôi chị. À, hôm nay chị muốn làm dịch vụ gì? Bên em có dịch vụ gì? Dạ em có gội đầu, massage thư giãn, rồi gội đầu dưỡng sinh, massage tay, massage chân, massage toàn thân, massage nửa thân, massage mặt, massage nửa mặt, massage mắt. Nghe cũng thú vị đó, nhưng mà bên em có làm nail, làm móng? Dạ có luôn. Làm mấy cái kiểu châu Âu, US, UK à mà. Dạ, đắp bột, sơn gel, cái gì cũng có hết. Thôi nhưng mà chị không có làm mấy cái đó. Em ứng nguyệt cho chị đi, ứng thái dương. Dạ, dạ em mời chị lên trên để ứng thái dương ạ. À. Dạ em mời chị. Tháo. Dạ. Chị ơi. Sao? Em xin phép được ạ. Không được, không được bé. Đừng, dạ. Đừng uống khăn. Cái tóc của chị nó có phiếu. Ồ, trời gì mà từ đầu không nói. Chị xài tóc giả lâu chưa? Sao gọi là giả cơ? Thì này tóc phiếm mà đúng không chị? Ừ, đẹp tự nhiên, không tự nhiên mà đẹp. Trời, phụ nữ mình ra đường là mình phải biết yêu thương bản thân, mình phải trang bị cho mình đúng không? Trời, thật sự luôn á, chị nói chuyện rất là... Em làm tiếp đi, mình vô bước thứ hai giùm chị nha. Em định khen chị á? Không cần đâu. Chị nhỏ nhẹ quá. Ừ. Vậy em qua cái khăn nha. Ừ, qua cái đoạn khăn đi cưng. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em xin phép được dây cái thái dương của chị ha. Em mình làm nhẹ thôi nha. Mình làm mạnh là nó tan. Tan gì chị? Nó tan á. Thôi biết rồi má. Trời ơi, đi chích filler đúng không? Đi chích filler thái dương. Mình phải châu Âu xem. Mình dạ. Phải là những cái quý con người Pháp. Đúng không? Cái đó người ta gọi là chất làm đầy thái dương. Theo phong thủy á, cái đó là để tốt cho tướng số, làm đầy công việc mình ok rồi đó. Dạ em xin lỗi, tại vì em dưới quê mới lên nên là cái tính hơi bổ bạ. Nhìn em là biết ở dưới quê mới lên rồi. Dạ, vậy thông cảm cho em. Vậy em sẽ phép được dây thái dương cho chị nha. Dạ, mình dây nhẹ nhẹ hả chị? À, em dây đi, chị nghe điện thoại. Dạ, 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 dạ. Hello. Sao ta? À, ừ, ý là chị muốn lấy một cái mùi mà nó mang một cái phong thái, một cái phong cách như là một buổi trà chiều ở Vương quốc Anh, mà ở trong một cái lâu đài Pháp đầy rêu á cưng. Đúng rồi. Ừ. Yeah, of course. Em go ahead to rồi xong em thấy cái store, xong cái em thấy cái store. Em thấy cái store xong rồi hả? Em lấy cho chị cái mùi hương đó nha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, biết sao không? Tại vì chiều nay á là chị có một cái buổi hẹn đối tác Hàn Quốc, nhưng mà ở một cái nhà hàng mang phong cách Địa Trung Hải. Em biết Địa Trung Hải không? Thôi cái đó nói sau nha. Ừ, đúng rồi, vậy nha cưng. Bye. Ê chị em để bên hông cho chị nha. Dạ. Thằng bé này tinh tế. Dạ, tại vì sóng điện thoại nó sẽ làm tim mình bị trụy á chị. Dạ. Em dây tiếp nha chị. Của chị. Mà nãy em nghe chị nói tiếng Anh hay ghê. Đúng rồi, tại vì chị đi học ở bên trên về mà. Bên trên là đâu chị? Ở trên đó em. Ở miền đông nước Pháp. Trời ơi, thật sự luôn á. Cuộc đời của em ước một lần được đi du lịch nước ngoài thôi mà còn không được nữa. Em cứ tiếp tục ước nha. Ước em bẻ gì? Chị em nhẹ nhàng với khách thôi. Chị khách em... hàng là gì? Khách hàng là thượng đế. Yes. Chị ơi, thật sự là nãy giờ em đang dây thái dương của chị á. Dây tiếp đi cưng. Mà để cho em cảm giác chị bị tai biến đúng không? Không. Em dây một hồi vô con mắt của chị á. Là mệt. Chị đang nói chuyện. Em xin chị lỗi đang... chị. Nhờ cái anh đó anh lấy đồ cho chị. Em thương chị. Em thương chị. Em thương chị. Bình tĩnh nghe em nói.
em thấy tiếng Anh của chị ok không? Ừ, thật sự luôn, em cảm thấy nó rất là tuyệt vời đó. Đúng rồi, người ta nói chị nói tiếng Anh như gió vậy đó. Tiếng thì nghe được, còn tiếng thì chị dành cho chó nghe. Trời, ai mà nói kiểu khiếm nhã quá hả chị hả? Đâu có, chị rất là yêu động vật. Chó nó nghe được là chị vui rồi. Trời. Có nghĩa là giữa chị với nó có một cái sự tương tác, em hiểu không? Dạ. Em nhẹ thôi. À không, tại vì chị đang làm cho em bị thôi thúc á. Em thôi thúc em muốn bẻ cái cần cổ của chị á. Chị bình tĩnh nghe em nè. Dạ. Mà hồi nãy em nghe chị nói chị điện thoại á, cái gì cũng có liên quan tới Địa Trung Hải luôn hả? Chắc đẹp lắm hả? Địa Trung Hải là không phải có tiền là đi được đâu nha. Để đi được Địa Trung Hải là mình phải có một cái kiến thức nè. Mình phải có cái gọi là cái cốt cách. Địa Trung Hải là một cái nơi mà nó rất là gì và này nọ. Thôi đủ nó... rồi chị, thôi đừng nói nữa. Chị càng nói chị càng lỡ lời, đừng nói với nghe em. Để chị nói tiếp. Thôi không nói nữa đâu. Nó nằm ở Hy Lạp, những cái nước Địa Trung Hải rồi. Dạ, em dạ. Có nghe biết về Santorini không? Santorini là kiểu... Santorini, đúng rồi. À, sở thú hả chị? Thôi, chị cần thư giãn, dạ, em dạ, đừng dạ. Nói nữa. Dạ, em dạ, dạ. Tiếp đi. Vậy mình dây tiếp hả chị ha? Chị muốn dây bên trái mạnh hơn hay bên phải mạnh hơn chị? Dây ở giữa nha. Dây ở giữa hả chị? Cái này không phải Thái Dương chị ơi. Vậy lát mình xuống mình trả thêm tiền giùm em. Thôi vậy mình quay lại dây tiếp Thái Dương dạ, chị. Dạ, dạ, dạ. Dây đều tay lên giùm chị nha. À chị ơi. Em... Chị cần let me relax. Dạ. Sorry. Dạ, dạ, em xin lỗi chị. Dạ. Nhưng mà chị ơi nè, Em im đi. Nhưng mà chị ơi, cái này em phải nói là thật sự em... Trời ơi, sao em mà lì quá vậy? Em im đi, chị cần relax, chị vô đây chị cần thư giãn. À dạ dạ dạ, em biết rồi, nhưng mà tại vì em thấy có tin nhắn á, em định nói với chị. Tin nhắn gì trong giờ phút này nó không có quan trọng á. Vô đây là để relax, em hiểu không? Dạ. Ủa? Sao nãy giờ em không chịu nói với chị? Cái gì vậy chị? Nãy giờ em đang định nói mà chị có cho em nói đâu. Trời ơi, đau quá. Chị, em chửi vô cái mỏ ác chị nha. Quặn thao, chị đang thao lắm. Chị, em chửi vô cái mỏ ác của chị 3 cái được không? Đau. Chị, nghe em nói nè. Em nói đi. Chị bị chó cắn. Chị mới có 6 mũi xong lười biếng không có mũi 7 đúng không? Đau. Chị, có cái gì chị nói với em? Sao bình tĩnh? Sao chị? Mà sao mệt quá à? Cái tiệm gì á, đề co thì không có châu Âu, xong có Địa Trung Hải chứ. Vô đây thì cái mùi nghe như cái mùi nó rất là lỗi thời. Bây giờ mình phải có một cái mùi gì nghe nó phải giống như là ở Vương quốc Anh đồ, em hiểu không? Mà ngoài ra cái cách chăm sóc của nó không có chuyên nghiệp gì hết. Tên thắm VIP, mà sao vô đây cái thấy sự bi đát quá à? Thôi mà chị. Thôi, cho em một cơ hội nữa nha. Dạ. Dây cho chị mạnh lên, xả cho chị cái stress á. Có nghĩa là mình bất chấp luôn cái việc là mình bị bể cái chất làm đầy đó. Không có bể cái gì hết. Bây giờ nhấn như thế nào mà nó không có bị móm, nó không bị tan, nó không quá mạnh, nhưng mà nó như thế nào mà chị đứng dậy về chị, đứng dậy đi về giùm em đi. Em bút xe cho nè. Bởi vậy á, em á vẫn tiếp tục ở dưới quê cho chị, đừng có lên đây. Một cái tiệm á vừa xấu vừa tồi tàn, phong cách nhân viên thì không có văn minh, không có sự tinh tế. Thôi, em đừng nói nữa, em không cần dây nữa. Chị tự về, chị vô đây là chủ yếu để thư giãn, để tìm đến cái sự bình yên. Để về nhà, chị tiếp tục chị dây. Chị nhưng có mà... kinh nghiệm dây nhiều chị... lần là không cần em. Nghe em nói chị bây giờ... tự dây lên rất là nhiều lần là không cần, đừng nói nữa. Chị ơi. You sure? Chị ơi chị, em dây cho chị. Hay là em kêu bạn khác dây cho chị nha. Em dây vô cái não của em giùm chị nha. À! Sao mày hại tao hoài vậy Thắm? Bình tĩnh chị, bình tĩnh. Hả? Chị, có gì? Sao vậy hả? Chuyện đâu còn có đó chị. Mày lên đây bao nhiêu lâu rồi, mày làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Đi về quê đi. Từ từ thôi, mới lên đi về quê tốn tiền. Buồn rồi, chịu hết nổi với con này mà. Chị bình tĩnh. Trời ơi, ở với con thì ghét tao tăng xong tao chết quá. Tại sao? Chị bình tĩnh đi, chị làm gì làm dữ vậy? Tao không bình tĩnh nổi với mày luôn á. Tại sao? Mày nghĩ sao vậy? Mày làm hết chuyện này tới chuyện khác rồi mày đuổi khách tao hoài vậy? Em có đuổi khách đâu. Chứ sao mà khách bỏ đùng đùng đi về? Nói coi. Tại vì hồi nãy khách yêu cầu là dịch vụ thì em làm rồi, xong rồi cái tự nhiên khách muốn
ngoại khách đi về á. Khách kêu làm gì? Thì hồi nãy cái chị của Hồng đó, chị yêu cầu em dây vô chị. Dây? Rồi mày dây cái kiểu gì mà người ta không dây dưa với tiệm? Người ta cắt đứt mối quan hệ, ta đi về luôn. Thì chị kêu em dây Thái Dương Hàm cho chị. Cái gì? Nó nói vậy? Nói gì vậy? Thái Dương Hàm hả? Mày có bị điên không? Có bị điên không? Thái Dương là Thái Dương, còn Hàm là Hàm. Thái Dương Hàm là gì? Chắc nó lộn đó, Thái Dương Hệ đúng không? Chứ làm gì có Thái Dương Hàm. Mà Thái Dương là đang cái chảo đây nè. Đúng rồi, gọi Hàm đâu? Thì nó liên kết với cái Hàm là chị. Thái Dương là Thái Dương, còn Hàm là Hàm. Kì. Mày là cái thứ hàm hồ á. Không phải, tại vì em dây ở đây nhưng mà em thấy cái cơ miệng chứ hoạt động thì em nghĩ là nó có cái sự liên kết gì đó trong cái khuôn miệng của chị. Không nói nhiều nữa, quá bực rồi. Hết lần này tới lần khác, lên chưa được bao lâu hết trơn á, mà phá đủ rồi chị hết. Đi về quê đi. Ê, gì nữa em về quê vậy? Rồi mày an ủi cái gì? Mắc gì an ủi nó? Không có, em thấy gái khóc á, chịu không được. Mày biết gì câu chuyện cuộc đời nó mà mày an ủi? Chị vẫn nói vậy nha, em có lòng tự trọng của em. Em hiểu sao không hiểu? Cái chị mà chị của Hồng mày nè, em gặp rồi, gặp rất nhiều lần rồi. Chị của Hồng mày nè, chẳng ăn chẳng uống lắm gì hết, khó chịu lắm. Nhưng mà thôi mệt quá. Dù cho cái nết của người ta như thế nào đi nữa, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, khách bước vô cái tiệm mình là khách hàng là thượng đế. Khách muốn cái gì mình chiều cái đó, không có được làm phật lòng khách, hiểu không? Em chịu mà. Mày chiều sao khách đi về? Nhưng mà khách rất là khó chịu. Khách nói với em hả, là dùng hết cái lực tay của em dây mạnh vô cái thái dương của khách đi. Thì mày làm đi. Em làm mạnh. Ừ. Sao cái chị kêu là em ơi, trên thái dương của chị là chị có chất làm đầy, còn cái chị la chị đau, mà giờ sao? Sao em chịu được chị? Thì mày làm nhẹ lại. Chị không có chịu, em làm nhẹ cái gì? Ủa em bị yếu hả? Chị nói em yếu hả? Mà chị chảnh chọe lắm chị ơi. Chị tỏ ra là kiểu mình cao sang quyền quý lắm kìa. Xong hả? Cái lúc mà chị dây cái chị cứ nói chuyện điện thoại, bẻo bè lại bẻ lại. Xong cái em mén chọt vô cái đuôi mắt của chị, xong cái chị la em. Không, mà cái chuyện thì khó thiệt. Hồi nãy lúc mà bả mới bước vô tiệm em thấy bả cái cằm này nè, hình như là tiêm filler hay sao, nó cứ chảy nó bắt cầm cái khăn nó chùi hoài á. Sao bắt tiêm filler mà chảy tùm lum la mà bắt đi làm mặt thì đó, có nghĩa là bắt em dây mạnh nha, dây mà dây nhẹ đi là chết với bà á, nó thiệt á. Xong hả, cái chị đứng dậy, xong cái chị đòi đi về, cái nó thôi chị ở lại đi em dây cho chị. Cái chị nói không, chị tự dây được, tối chị về chị dây. Cái nó không, em dây cho chị. Nói không, chị tự dây. Cái chị bỏ về luôn. Em thấy là do khách chứ không phải là do nó đâu. Bà khách này bà quá cha vậy, ai mà chịu cho nổi. Chị ơi, chị phải nghe em nói nè. Em nghi á, là cái bà chị của Hồng đó, bà khó chịu một cái điều gì đó trong tiệm của mình á. Bà nói với em câu là hả, cái tiệm này hả, nhà quê. Quê là mày á. Trời. Mày quê nhất á. Mày nhìn đi, trong tiệm này nè, có ai thất bính với mày không? Hả? Để tóc đen dài, rồi thất bính qua bên, rồi cài hai cái kẹp kìa, gì nữa không? Thôi mà. Mày thường cái hai cái vong hồn gì chỉnh vai mày nữa vậy? Không phải, cái này là cung ma thon. Cái gì? Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đi, tại vì cái này là ý là cái tên của nó là cung ma thon thôi, chứ nó là búp bê á. Mà quá, tao nhìn mày tao thấy ghê quá, nhìn mày là quê nhất cái tiệm này rồi. Ừ. Từ ngày mà mày bước vô cái tiệm này á, là cái tiệm này quê một cục luôn á. Nói nặng. Nói gì nặng á. Rồi mày hôn cái gì? Tội nó. Có gì đâu tội tao, thấy gì tội luôn á. Tội. Sao mày không tội tao? Nó đuổi bao nhiêu khách của tiệm tao, mày không tội tao, sao mày không hôn tao? Đây đây. Tao tán cho bà tay à. Thôi được rồi. Mọi người đang quá bị kích động á. Em nói cho mọi người một bí mật luôn nè. Không phải dễ giàu gì mà cài được miệng em đâu. Em nói luôn. Xin lỗi nha, không thèm nghe. Chị. Nghe giùm em ơi. Cứ tỏ vẻ vậy hả? Bây giờ muốn nói thì nói đi. Cái đó là một nhân cách khác của em. Bây giờ mày nói không? Cái chị của Hồng đó, chị nói cái tiệm mình có một cái mùi vậy đó, nó khó chịu rồi hả? Nó bị lạc hậu, bị quê này nọ. Xong cái em nghe điện thoại, bắt máy lên nói chuyện tiếng Anh nha chị. Nhưng mà có nhắc tới một cái thông tin, đó chính là Địa Trung Hải. Cũng là một cái nơi nó rất là phù hợp với những người mà đẳng cấp, thượng lưu. Em quyết định luôn là tiệm của chúng ta hãy nên cải thiện lại, để chúng ta có thể tiếp cận được những cái tệp khách hàng đẳng cấp, thượng lưu giống như là chỉ vậy đó. Thì bây giờ em hỏi chị nè, những khoảng thời gian gần đây em chỉ lên đây khoảng vài ngày thôi, em thấy tiệm của mình không hề có khách. Đúng, tại mày á. Tại mày lên tiệm mới không có khách á. Đúng. Trước đó khách rất là đông, hai đứa mày làm chứng đúng không? Không, này em xác nhận nha. Trời ơi, tụi nó vui mừng, tụi nó vẫy đuôi hoài. Đúng rồi, cái vía em nặng quá nè. Thôi mọi người kỳ quá. Vậy em hỏi chị nè, cái tiệm của chị á, mở được bao nhiêu năm rồi? 4 năm đúng không? Chắc chắn là cơ sở hạ tầng sẽ xuống cấp. Thì bây giờ sẵn một cái dịp mình lắng nghe được những người thượng lưu, những người đẳng cấp, người ta đang chia sẻ về cái phong cách kiểu gọi là đương thời á, thì mình cũng phải thức thời theo, để mà mình tiếp cận đến những cái tệp khách hàng nó gọi là xịn hơn, chị hiểu không? Mày điên hả? Mày bị điên không? Tự nhiên nguyên cái tiệm làm tóc của tao thay đổi phong cách theo Địa Trung Hải. Tức khách hàng là thượng đế, chứ không phải là cha là mẹ là thầy cô giáo mà nói cái gì cũng nghe theo. Tao nghĩ một là đuổi mày đi, hai là bây giờ cúng giải hạn, cúng tam tai thôi, chứ mày xui quá. Cái dòng mày nặng quá, mà mày còn vô duyên nữa.
Tao nghĩ cúng dạ hàng không đủ đâu. Cái này là kêu thầy về trục dông mày. Không, bé Điểu, anh thấy cái này là nó thuộc về cái gen rồi. Đúng rồi, cái gen rồi. Cái nhiều cái dòng họ của chị là nó nặng vía luôn đó. Ủa? Ừ, bây giờ chị phải sửa lại đi. Không, con bé này nãy nói đúng nha. Nó đúng nha, có nghĩa là cái này lâu lắm rồi, chị chưa sửa lại. Bây giờ chị phải thay đổi đi. Mà người ta nói gì? Mẹ nào con nấy. Cái tiệm này nó quê là do cái phong cách của chị nó quê. Chị đẻ ra nó mà. Ủa chị quê bao giờ? Không, ý là chị... cái phong cách nó quê. Đúng rồi, cái này em là thực sự là cái nhìn của em là một cái nhìn gọi là đẳng cấp á. Ủa sao bữa tụi bay khen tao mà? Cái này bữa kia. Ê ê, mày nói cho đàng hoàng nha. Tao nói thẳng luôn nè. Cái ngày mà tao bước chân lên Sài Gòn, cái ngày mà tao bước chân vô cái tiệm này, chính mày, mày nói chị biết hình ăn mặc sành điệu, ăn mặc đẹp. Đúng chưa? Mà bây giờ mày trở mặt hả? Mày nói đi, mày quay qua xin lỗi chị Mỹ Thình cho tao. Chị hai tao đó. Thì tiểu mà tụi nghe chị mặt đẹp thế. Thì cũng có lúc chị mặt không đẹp. Mày xạo. Có bao giờ mày thấy tao mặt không đẹp không? Nhiều. Mày thấy tao mặt không đẹp tại sao mày không nói? Mày đụng tới ai thì được nha. Một khi nó đụng đến chị tao á, làm ơn đừng đụng tới tao. Ủa? Là sao? Bất dạy. Thôi, không nói nhiều nữa. Sống trên đời là phải biết này biết kia, biết nghe góp ý, biết sống tích cực lên. Sống trên đời là phải đa số thắng tiểu số. Bây giờ ba đứa muốn cải tạo lại cái tiệm này, thay đổi phong cách của nó. Được, chị chấp nhận. Nhưng với một điều kiện, hai đứa tuyệt đối không để cho con Thắm nhúng tay vô cái chuyện này. Ủa chị? Chị sao vậy? Chị sao? Chị nói nha, thay đổi phong cách một cái tiệm không phải là chuyện đơn giản. Nó là một chuyện rất là quan trọng. Cho nên sai một ly là đi một dặm. Nhớ kỹ câu này của chị. Hai đứa tuyệt đối không để cho con Thắm nhúng tay vô cái chuyện này. Rõ chưa? Quá mệt mỏi. Chết đất ơi. Nhưng mà bộ đồ xấu nha chị. Đẹp đẹp, ý là thì chị kêu em tập nói thật. Thôi tha cho nó lần này đi. Chị mày tao được giao là tao với là anh Gia Sầu làm thôi. Mày biến. Thôi ê, cho tao làm đi. Không không, tại vì tao nghĩ là tao có thực lực á. Không, mày không có thực lực. Mày phá lắm. Mày bị điên á. Trời, bây giờ tao hỏi mày nè. Bây giờ có nghe cái câu mà một cây làm chẳng nên non chưa? Ba cây chụm lại sẽ là ba cây. Không, nên hòn núi cao. Đúng không? Hợp lý chưa? Rồi sao? Rồi, có thêm một cuốn sách này nè, tôi nói luôn. Đúng là có thể trong ba đứa mình, tôi là cái đứa ít học nhất. Nhưng nói về việc đọc sách, chưa biết ai hơn ai á. Đọc sách gì? Đắc Nhân Công. Sách gì mà như của công nhân vậy? Đắc Nhân Công? Không có biết. Biết sao không biết? Cái sách đó tên là Đắc Nhân Tâm. Mày mới không biết á. Đắc Nhân Tâm. Đắc Nhân Công một mình mày đọc, tự viết tự đọc. Ý là đúng rồi đó. Ta bị quên á. Thật sự là có biết đọc sách không? Có không? Có, tao có đọc á. Cái cuốn đó có đọc. Có nghĩa là nói về cái tâm của mỗi người á, chúng ta cần phải phát tâm ra để chúng ta hòa quyện lại, cùng nhau cố gắng đi lên. Nếu tôi không rảnh, tôi không có chen vô vụ này đâu. Tao cũng không rảnh, mày chen vô tao bận thêm á. Biến. Tao tham gia tao phụ chị hai, với lại biết sao không? Nói cái này ra chấm độc nè. Hồi nãy chị hai trước khi đi có nhắc lại rất là nhiều, đó chính là sai một ly, đi một dặm. Tụi bay có muốn đi xa không? Tao nói thiệt, tụi bay thử sai đi. Nè, tao nói luôn nè, cụ thể nha. Nè, thứ nhất là gì? Bây giờ lỡ mà làm cái gì đó không đúng ý của chị Mỹ Thình đúng không? Xong rồi lúc đó cái tiệm của mình sẽ bị ít khách đi, thua thớt dần. Rồi chưa kể là doanh thu á, đi xuống, tụt dốc không phanh. Lúc đó ha, tao nói thiệt nha, tụi bay chắc chắn sẽ là tội phạm kinh tế. Ê, em còn trẻ quá, mày không vô đó sớm quá không được. Giờ thôi mày vô đi. Ủa chứ sao nãy danh dữ lắm hả? Hồi nãy danh là không đi. Còn bây giờ vô trong đó thì đi một mình. Dù gì chị Mỹ Thình cũng là chị hai của tao. Đúng rồi. Chẳng lẽ chị hai đẩy tao vô tù? Đúng. Có thể lắm. Đúng. Có không? Nhưng mà ai chứ riêng chị mày là đẩy mày vô đó. Có, nhưng mà vô mình đi, vô chỗ vui lắm. Tại vì giờ thấy em phân tích hợp lý quá. Thì bây giờ tụi anh là bầu em làm thủ lĩnh của nhóm. Thiệt á hả? Ừ, có đi thì thủ lĩnh đi thôi chứ tụi anh đi chi. Vậy em quyết định em sẽ là thủ lĩnh nha. À, vậy thì bây giờ
Thấm VIP sẽ là thủ lĩnh của cái phi vụ này. Ừ, rồi giờ bắt đầu từ đâu? Rồi, thì hồi nãy là chị của Hồng chị cũng đã nói rất là nhiều lần về... Về gì ạ? Xong nói. Nghe đâu nói. Biết mày nói cái gì, tự nhiên cái mày đưa cái tay ra mày nói cái gì. Bị quên lúc đó, chỉ có hai người thôi. Hồi nãy chị nói về Địa Trung Hải. Ừ. Phong cách Địa Trung Hải là một phong cách rất là sang trọng và thượng đẳng. Đó, nên bây giờ chúng ta cần phải bố trí cũng như thiết kế lại cho cái tiệm của chúng ta theo những cái mảng xanh nha. Ừ. Thủ lĩnh Thấm VIP sẽ ra lệnh cho... Cái người ở dưới thủ lĩnh gọi là gì? Lớp trưởng. Lớp trưởng. Thủ lĩnh Thấm VIP sẽ giao công việc lại cho lớp trưởng bé sau. Ủa hai đứa bay có thật sự là có kiến thức không vậy? Lĩnh! Chứ lớp trưởng là cái gì? Lĩnh mà. Đứa nào nói lớp trưởng? Lớp trưởng học trong lớp chứ lớp trưởng gì đâu mà dưới thủ lĩnh. Hồi nãy mày nói lớp trưởng đúng không? Ai? Ai nói? Mày nói. Bây giờ nghe nè. Bây giờ sẽ phân công nha. Thủ lĩnh Thấm VIP giao cho lính ve sầu. Đó chính là chúng ta cần phải thiết kế những cái mảng xanh cho tiệm tóc của chúng ta. Ừ. Nó phải là một cái gì đó liên quan tới cây xanh nha. Cây xanh mà phải mát. Hiểu không? Khi mà khách người ta vô người ta thấy cái tầm nhìn của người ta kiểu mát rượi. Flash. Người ta sướng rơn lên. Cái người ta bước vô người ta làm dịch vụ. Hiểu không? Địa Trung Hải đúng không? Đúng rồi. Là xanh và mát. Đúng chính xác. Rồi. Nhớ chưa? Anh hiểu rồi, để anh lo. Làm được không? Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, để anh đi kiếm cho. Ok. Coi như đây là bước đầu ha. Ừ. Chúc mọi người may mắn. Nào. Ôi cái tay đeo còng đẹp lắm nè, gán nha. Còng này với hai ha. Ê nó nghe tự nhiên tao cảm thấy tao lo lo sao á. Tao cũng lo cho mày, sắp đánh mày tới nơi nữa. Không phải. Tao lo cho anh ve sầu á mày, không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Thấm VIP Phi Điệu. Kìa, ba mày tới kìa. Anh kêu bên đây mày nhìn đâu vậy má? Em đang coi đồng hồ đi. Ờ cho anh gì? Đồng hồ nữa à. Em thật sự rất là lo nha. Anh đem về cho em rồi đây. Vỗ tay nào. Ủa anh ơi sao tự nhiên anh mua cây thông Noel về vậy? Thì em kêu anh đi kiếm cây xanh, nói không phải xanh đi. Xanh không? Xanh. Cái cây nào mà không màu xanh? Mày bị khùng rồi hả? Anh ơi, cây nào có màu xanh nó quan trọng là phải mát, em dặn anh sao? Thì em dặn anh mua cái gì mát mát. Mà cái cây này có liên quan gì? Cái cây này trồng mùa gì? Mùa đông. Mùa đông mà mát không? Mát. Mày bị điên hả? Mát chỗ nào? Ê! Hai má ơi, có bị mất nhận thức không nhở? Mùa đông là lạnh. Không, cái này không bên anh được, mùa đông là lạnh ngắt. Cái miệng em á, cái miệng em á, ai cũng bên được. Ý em cần mát ở đây coi là mát dịu tâm hồn nè ha. Tỏa ra một cái năng lượng gì đó mà để cho người ta cảm thấy sướng rơn lên. Fresh. Fresh, đúng rồi đó anh. Sướng rơn lên à? Dạ, dạ đúng rồi. Em sao á, thiệt sự luôn, rất là khó chịu em. Nhưng mà anh biết cái tính của tụi em, anh đã có sự chuẩn bị cho tụi em rồi. Có thấy anh dữ dằn chưa? Vỗ tay nào. Sự tinh tế đến từ anh ve sầu nha. Đợi nha. Surprise. Ta-da. Không, ý là anh đi mua cái khác đi anh, tranh thủ đi chứ không kịp á. Đâu nè, cái này nè. Ủa anh sao vậy? Thấm VIP à, anh thấy em hơi không ổn nha nè. Em kêu anh mua cái gì? Mát mát. Mát mát. Đúng chưa? Đúng. Cái này mát không? Mát. Nói không mát đi. Cái này màu xanh không? Xanh, xanh. Không? Xanh. Xanh đi. Xanh. Xanh không? Xanh. 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 Mát không? Mát. Mát không? Mát. Quạt mà không mát không không? Nhưng mà có nghĩa là hồi nãy anh nói với em là biết ngay mà em sẽ không chọn cây thông Noel đúng không ạ? Anh đã chuẩn bị hai option cho tụi em. Anh ơi, anh có thực sự hiểu gì về Địa Trung Hải không vậy anh ơi? Địa Trung Hải là gì? Địa Trung Hải là gì? Là biển Trung Hải. Em đi cano không bao giờ em biết đẩy cái thầy nước bò. Phải Địa Trung Hải không? Đúng phải rồi. Địa Trung Hải không? Ý em ở đây là kiểu cây dừa, cây cao đồ đó anh hiểu không? Sao từ đầu ông nói vậy luôn đi má? Im hết đi. Khờ quá trời, em có lớn không có khôn vậy? Tao nghĩ á, cái phong cách Địa Trung Hải mà để nó phù hợp với cái tiệm Peace and Love của mình á, không có trồng cây dừa cây cao gì hết trơn á. Ủa vậy là mày am hiểu về Địa Trung Hải hả? Cái gì? Cái gì ạ? À? Cái gì ạ? À? Cây tre trăm đốt, khắc xuất khắc nhập, nhập mày vô, đăng xuất mày ra khỏi trái đất luôn. Hay quá trời ơi. Cái miệng bé này hổ nhìn gợi cảm ghê luôn á trời. Sao hay đòi hỏi quá vậy?
Bây giờ cái trần này cao lắm là 2m2. Cây tre chăm đốt là kiểu mình phải khoan cái tường và mình nhổng cái tre lên hả? Thôi thôi, xu nha. Ê, thật sự luôn á, qua cái ngày hôm nay cảm thấy rất là thất vọng với hai người á. Thất vọng rõ luôn á. Bây giờ anh giúp em đi đổi cái quạt này thành cây cao nha. Rồi rồi rồi, thôi được rồi. Để đi, đừng có cãi nhau nữa, làm chung cái tiệm mình cãi hoài à. Đây, bây giờ anh sẽ đi lấy cây cao về nha. Mốt nói vậy từ đầu đi nha. Mày đặt đồ đoán đoán. Thám, mày điên không? Gì vậy má? Tự nhiên giận. Tại vì mấy ngày đầu tao thích ông lắm luôn. Tao cũng thích mày nữa. Ông bà nhà tao cũng thích mày lắm. Sắp lôi mày đi rồi. Gì vậy trời? Mày kiếm gì tao làm coi. Tự nhiên ngồi đây ai cũng làm cái công chuyện hết trơn cho tao phụ. Làm mẹ cũng kia rồi. Nhưng mà thật sự là mấy cái này là nó phải còn có những cái kiến thức rất là sâu rộng. Bây giờ một người đã làm thất vọng rồi, tao không muốn thất vọng thêm mày nữa. Nhưng mày cũng biết thì bây giờ cái mà chúng ta đang cần hướng đến là phong cách Địa Trung Hải. Nghe chị nè bé, em mới quê lên không? Không biết nhiều về kiểu như kiến thức xã hội đúng không? Tại vì chị chứ Địa Trung Hải hả? Ngày xưa nè, rất nhiều nhà hàng, khách sạn, resort, restaurant, khu di tích. Nói chung là những cái nơi vui chơi giải trí. Gọi điện chị, nhờ chị qua bên đó giúp đỡ người ta. Chị từ chối mà. Sorry, I don't like. Ủa, vậy là mày biết về phong cách Địa Trung Hải hả? Ủa, vậy sao từ đầu không nói? Nói nhiều mất hay. Trời ơi, bây giờ mày không nói rồi, bởi vì tao mới giao cho ổng đó. Ổng mới đi, ổng mang mấy cái đồ lên tay lên tinh, giờ bực bây mình. Bây giờ mày muốn gì? Đúng rồi, ngoài cây xanh ra thì chúng ta cần phải có cái phần mô hình ở bên dưới. Đó chính là giỏng. Cái giỏng, giỏng retro nha. Nói gì giỏng? Ba tao nè, nằm mỗi ngày. Cái layout Địa Trung Hải đó, layout gia đình tao đó. Cái giỏng Địa Trung Hải đúng không? Cái loại mà lưới đan đúng chưa? Đúng 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 đúng. Màu sắc trung tính hài hòa đúng chưa? Đúng. Nó nghe nè, sao tự nhiên thấy tao cảm thấy hả, mày rất là đáng yêu luôn. À thôi mày giúp tao thôi nha, tại vì tao không rành hiểu không? Nhưng mà tại vì tao có nghiên cứu, tao có nghe nói thôi hiểu không? Nhưng mà tao thật sự không biết chỗ mua. Chứ thích mày nhông cạn lắm. Không, tao biết nhưng mà mua giúp tao nha. Nè, mua giúp tao cái giọng vì trôn theo phong cách Địa Trung Hải nha. Ok thôi. Easy. Vậy là coi như mày đã nhận lời á. Ừ. Rồi gì nữa không? Đèn. Cái đèn ở đây kiểu hơi bình thường á, tại vì nó đứng yên một chỗ mà. Có nghĩa là tao muốn cái đèn gì nó phải kiểu nhiều màu rồi chớp tắt á. Ê, đủ rồi bé. Hiểu rồi. Kẻ thức thời là gì? Là Trang Tuấn Kiệt đúng chưa? Là bây giờ sao mày mang Ghi Tuấn Kiệt tới đây hả? Không. Tuấn Kiệt có nổi bật màu sắc không? Không. Có chớp tắt không? Không luôn. Vậy không mang. Ờ. Biết cái gì không? Ai? Cột bánh xe đèn đỏ. Chết tắt. Đổi màu. Đúng chưa? Ê không. Không, cho tao nói con nghe. Cái tao đang nói là chớp tắt. Còn cột đèn xanh đèn đỏ là 60 giây nó mới chuyển màu một lần. Là chớp rồi. Chưa kể những giờ cao điểm là 2 phút. Là cũng chớp mà. Đó là chuyển. Đó là chớp chuyển chứ nó không có tắt. Mày hiểu không nhở? Có nhận thức không? Ồ, vậy là mày không hiểu gì Địa Trung Hải rồi. Không, tại vì tao nghĩ là mình nên pha trộn mix and match. Hiểu không? Mình mix and match mọi thứ lại nó mới phù hợp hơn. Ví dụ nha, nếu mà mày để cái cây đèn giao thông trong cửa tiệm của mình, đúng chưa? Khách ra, khách vô, khách dừng, khách đợi, khách đến, khách đi. Mày hiểu vấn đề không? Ê, cũng hợp lý á. Đó. Nhưng mà thật sự để bứng được một cái đèn giao thông mang tới tiệm thật sự rất là khó. Bây giờ cho tao một option khác đi. Tao có rồi. Option khác đúng không? Ờ. Tháo cái đèn trong cái cây thông Noel ra. Ê. Tiết kiệm chi phí đúng chưa? Ê được. Ê, trời ơi. Ê thật sự không, tao muốn nắm thêm một cái nữa. Có nghĩa là thật sự chơi nhau bữa giờ cảm thấy quý mày rất là nhiều. Cho tao không mạng cái thôi. Biển. Biển nha. Nhưng mà hứa với tao là giúp tao vụ này nha. Chị Thình sẽ nổ mày nổ mặt về tao á. Ok. Ok. Xong rồi nè. Làm gì vậy Thắm? Hả? Làm gì vậy? Cái này là gì? Cái này là gì nữa? Em có bị bệnh không Thắm? Em có bị bệnh không? Ủa làm sao mọi người ơi? Hồi chưa?
hồi chưa chính miệng mày nói gì là chúng ta còn phải gì mismatch gì đó cái gì cái mix and match thì đó là tao lên Google tao sờ thì nó kêu là mình phải phối hợp thì mình đem cái phong cách Tây Âu về mình làm cho nó gần gũi người dân Việt Nam. Cái này cũng có nhưng mà không hợp. Nè nhìn đi, thấy không, không gian tiệm của chúng ta bây giờ đã có mảng xanh, có cây cối, có giọng, phong cách địa Trung Hải hợp lý quá. Không, thật sự luôn á, cái này cũng nói luôn là mấy cái đồ mọi người chuẩn bị á nó không có đẹp nên là kiểu Thắm cũng xin phép được thay đổi. Nhưng mà địa Trung Hải nào của em mà có cái bàn này, cái này là Long Hải. Còn phải điện mờ hay sao? Nhưng mà tao thấy kiểu cái phong cách rất là hợp với lại tao, mà nhìn đi. Tao không nhìn mày nữa. Bà thân chị mày về tới rồi nè. Nhưng mà mày đối diện với bà đi khỏi nhưng mà ghê luôn á. Bây giờ thử nhìn một cái đi. Chị về rồi đây. Mừng vui lên, quẩy đuôi lên. Em chào chị. Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây, cái gì? Ủa cái này là cái gì đây? Dạ cái tiệm của mình đó chị. Phong cách địa Trung Hải. Là phong cách Tây Âu á hả? Đúng rồi. Ủa? Mày để con phong cách Tây Âu gì mà ra phong cách miền Tây vậy? Hả? Trời, em thấy tay, em thấy tay em hỏi thiệt. Không, không có tay. Không thề. Ủa? Cái tiệm gọi đầu massage của tao mà mày làm ra như cái quán cà phê đèn mờ vậy? Thì đó, mấy cái đèn nhấp nháy đủ màu á. Rồi mày ăn mặc gì đây? Gì? Hả? Dạ. Khoan, cái này kiểu áo hay là mày mặc? Hả? Rồi chưa đủ đèn nhấp nháy hả? Mày thượng hai bóng đèn lên lỗ tai mày chi nữa? Thì cho nó phù hợp, tại vì cái tiệm của mình nhiều đèn thì em thượng hai cái này lên là cũng hợp lý mà. Thôi bớt đi. Chị, không, chị phải bình tĩnh. Chị ơi, có khách, có khách. Để em tiếp. Em chào anh. Thư giãn. Quay. Dạ anh ơi, hôm nay tiệm em đóng cửa nha. Hôm sau anh quay lại nha. Dạ dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Thắm, mày vẫn không bỏ ý định làm gái hay không? Em đâu có làm gái đâu, chị nói gì vậy? Ủa mày không làm gái mày mời chào khách vậy hả? Em tìm kiếm là cách để thu hút đàn ông vào trong tiệm của mình. Coi lộn clip rồi. Có nhiều cách thu hút lắm. Coi lộn rồi. Coi lộn web luôn rồi. Hai đứa bay đi. Bớt chửi lại. Gọi là hai đứa bay đó. Nó kêu rồi. Lúc chị đi chị nói là sao? Sai một ly là đi một vòng. Chị nói là không cho con Thắm nhúng tay vào cái chuyện này. Tại sao để nó làm hết ra nông nổi vậy? Ủa thì anh sầu nè, sầu lớn, sầu dặn em là thôi để Thắm làm đi, đâu biết đâu em nhỏ thì ai nói gì em nghe đó rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, tại anh lớn thôi để anh chịu. Tại con em chị đó, con em là chị là biết rành luật lắm. Giải thích cho tụi tôi, đẩy tụi tôi vô tù gì tùm lum hết, tụi tôi đâu có dám đâu. Lương tháng có mấy triệu rồi đúng không Điểu? Cũng nó nói tụi em bây giờ tụi em mà làm sai á là tụi em gọi là gì, tội phạm kinh tế. Rồi tụi em đi xa anh. Ủa chị, lương tháng có nhiêu đâu mà vô tù chị? Ủa? Hai đứa bay lớn mà bị nó dụ hả? Ồ. Mày còn nữa. Không phải, ý em nói là cũng chơi chung lập hội với nhau rồi, hỗ trợ nhau này nọ. Nhưng mà chưa một lần hả, hai người công nhận tôi, công sức của tôi đó, cả cái chị nữa. Nè, cả thế giới này không ai công nhận mày hết á. Tao nói rồi nha, 1 phút 30 giây sau dẹp hết cái đống này cho tao, không là chết với tao á. Tập 4. Thắm VIP bị ăn hiếp. À, Điểu ơi, cho xin lấy đồ cái nha. Lấy cái gì, dằn bó bên ngay. Bé này ta thọt tay quá chắc luôn. Bé Điểu này. Xin chào các em, chào các anh của Diễm Tình. Dạ. Peace and love. Xin kính chào quý khách. Dạ, mời quý khách vô ngồi. Dạ, vô ngồi ạ. Dạ, mời chị. Bé dễ thương. Ôi, bé dễ thương quá. Cái tài móng già. Cho chị hỏi là hôm nay tiệm mình có làm không? Dạ không. Ủa sao không làm? Bị có ghế trống á chị. Ủa có ghế trống mà sao không làm? Thôi vậy nè, hồi nãy chị vô là chị giới thiệu chị là Diễm Tình đúng không? Chị là Diễm Tình. Cái tên nghe rất là kiểu thanh cao luôn á chị. À, không biết là cái IQ của chị lúc mà chị đi đó là bao nhiêu hả? 300. Ồ, ê mà 300 luôn, ôi. Ê, em nói nè, IQ của một con chó là 100, chị gấp 3 là con chó. Em nói thiệt. Là em đang chửi chị hả? Không có chị. Đó. Là em đang chửi chị như một con chó. Ngưỡng mộ. Chị em nói nè, bé nó khen chị á mà nó không có biết diễn tả. Dạ, cái lời nó. Ý nó nói chị hơn con chó nữa. Cái cách tụi em nói chị là một cái phép ẩn dụ, metaphor.
Không, không chị không hiểu từ ẩn dụ. Em nói cụ thể cho chị cụ hiểu. Cụ thể là nghe nè, khi bọn mình cái vốn từ của mình nó không có, mình bớt cái miệng mình lại để người ta đừng có tưởng là mình ngu. Vậy ý là ủa là chị em chửi chị hay không sao? Không có, không có. Nói nên nó hổ chứ trời. Ý là quá, em hổ bắt đầu cũng nhận kiểu hổ á. Thôi chị anh ơi. Bà nữa hai mà nhận nửa cái đầu đâu. Vậy mà ôm re không nói. Chị nhận bằng cái máy thôi. Nó còn nít mà chị. Bây giờ nè, thôi mấy đường nít nó biết cái gì đâu. Thôi bây giờ em đại diện tiệm xin lỗi chị. Dạ chưa. Từ nhỏ má chị chịu chứ chó là chị nhận cảm sự từ xưa đến giờ rồi. Rồi coi như lỗi em đi. Rồi tự giải miệng nè. Rồi coi như xin lỗi, em xin lỗi chị rồi nha. Rồi thôi bỏ qua chị không giận nữa đó. Rồi em xin lỗi chị bình nha. Thường đó. Ê nhưng mà cho em hỏi là ai là người giới thiệu chị tới với tiệm tóc của tụi em vậy chị? Nhắc. Cái gì không? Nhắc chị mới kể thiệt đó. Gì vậy? Là có cái điềm hay sao em? Đi nghe cái tiệm tự nhiên chị không muốn vô, chị đi nghe chị bình thường chị không có nhu cầu gì chứ. Tự nhiên ai đó là khiến chị dục cho chị vô. Cái lực không có hút gì vô đây em. Không chị. Không phải ma lực đâu, tại cái đầu chị dơ á, chui lè chui lét chị mới đi gọi đầu á. Không nhưng mà cái đoạn ma lực hồi nãy làm sao chị nói rõ chứ em bảo rõ. Em chỗ này nó không hợp tuổi chị hay sao á, nó tự chị hoài ta. Khách nào không thích em đừng có nói. Chứ cái đầu chị chua thì em nói chua. Nhưng mà kệ chị. Ủa chứ đầu chị không chua chị nói chị đi đâu. Ủa chị quán thì mở cái quán ra mà chửi. Không nha. Khỏi cãi nhau đi. Không nha. Cái đầu chị chua thiệt. Em nói thiệt luôn á. Một người nói thúi á, có thể người ta sai. Hai người nói hôi á, mình cần phải xem lại. Nhưng mà ba người khẳng định nó chua. Em nè, em là tai nghe mũi hửi, khứu giác của em đã kiểm chứng cái đầu của chị rất chua. Đừng có cãi, em nói thiệt. Nó có thể hơi mít lòng thôi, đừng có giận. Nó nghe nè, mình muốn một người nói chị nghe, nhưng mà ba người nói chị quê nha. Đừng có nói gì nữa. Không, thôi mày đừng có nói. Cái đầu quê chị, cái đầu chị nói cho kỳ á, sao nó cái cắt lời của chị vậy trời. Mày tính nó vậy chị bỏ ra đi. Nhỏ con gái lướt rồi sao cái đầu nó cứng đầu như vậy trời. Còn bé mà nó như bình ga vậy đó. Ôi bình tĩnh đi chị ơi. Em hỏi chị nè, chị không muốn nói chuyện đó, chị nhìn thẳng mặt em nè, đừng quan tâm đến nó nữa. Rồi nhưng mà cái đoạn hồi nãy mà hành lực làm sao chị kể rõ mà em bị sợ. Bây giờ chị kể chi tiết lại nè, mấy đứa bình tĩnh đi là dạ. Đi ngang qua chị không có định vô, chỉ còn chị đi bình thường anh đi ăn hay đi chơi đâu đó cũng được đó. Tự nhiên đó khiến sao cái tiệm em vừa mở cửa ra nó giục 15-16 người chạy ra, nó lôi đầu chị vô, nó kéo mình trời, nó giật cái da chị, nó nặng cái da chị luôn. Tán một cái này nó muốn gãy cái bè sườn xương da của chị luôn. Trời ơi, nó giật cái muốn rớt một tóc giả của chị luôn. Ủa chị tóc giả sẽ đi gọi đầu chị? Trời đất ơi, tóc giả đem ra tiệm giặt mũi cho người ta giặt, tự nhiên đi tiệm gọi đầu. Ê tóc giả, em dẫn nó vô điều phòng chị đi. Nó nói hơi là chị bực, chị nói lộn xộn lắm. Nè bây giờ kiếm cái gì nhọn nhọn dũa em chị đi. Chị đâm một cái chị tức nó quá à. Ôi nó còn nít mà biết cái gì đâu. Chị lớn mà chứ con nít không à. Ờ. Nhưng mà thôi bây giờ em hỏi nhà giờ sao. Là bây giờ có câu chuyện là ngày xưa là tóc thì chết thiệt à, nhưng mà gì? Bây giờ chị buồn tình, buồn gia đình, buồn ông bà già của chị, buồn bạn bè là nó quẻ chị hoài, chơi chung nó quẻ chị đó. Chị buồn, chị giận, chị muốn xuống tóc. Mà vậy nè, câu chuyện nó lại vậy nè. Chị kêu ông bà già của chị năm đó đó, kêu, ê ông bà già mua cho chiếc quay coi. Mà lúc đó chị đòi mua cái gì? Quay Thái. Quay Thái á. Sao nữa chị? Kêu chị thôi mày đua đòi quá. Ở cái đó thì mua cho chị chiếc mát Trung Quốc. Trời chứ điên, thời gian chị muốn mát hơn chiếc mát nữa em. Trời chị bực dễ sao bực luôn. Cái chị ghét ghê luôn. Chị từ ông bà già chị luôn, chị quy luôn. Ủa trời ơi, đúng rồi. Tội nghiệp chị quá. Mà chưa hết đâu. Chưa. Lúc đó tự nhiên cái chị quy chị phát hiện là chị sợ chị vô chùa, còn chị phá chùa phá miếu nữa, chị làm phiền gia đình người ta nữa, đúng chị rồi. Là làm phiền sư thầy sư cô nữa, không ai tu tập được chứ chị. Đó thì chị sợ, chị ho bây giờ chị không, thì chị quyết định chị cạo đầu đi. Bắt đầu cái tóc giả mà cái tóc thiệt của chị á, chị kết lại như tóc giả của em, để lâu ngày, giống như tóc giả mà mình xài tóc thiệt đó, chị để đầu chị đội, mà thời gian đó, nó ra tóc nữa, chị cạo tiếp nữa, chị để dành, cứ tóc thiệt là chị cạo, đi tu mà chị cạo. Tóc thiệt chị để dành làm tóc giả chị đội. Em nói thiệt nha, em nghe câu chuyện của chị xong em bị em không kềm chế được cảm xúc của em hơn không. Tụi nó là do là tụi em không có hiểu, với lại là cũng chỉ là cái tính tụi em hơi bộc trực thẳng thắn á, chị có gì chị thông cảm qua cho em. Ờ bởi vì không, chị nói chị không muốn nói. Thật ra chị đội trên đầu là người ta nghĩ chị đội tóc giả mà nó là tóc thiệt. Nhưng mà em thấy vậy tiện nha. Dạ. Ví dụ bây giờ chị đội tóc giả đi mai mốt rất là tiện. Chị chỉ cần ship cái tóc giả mà tụi em gọi xong tụi em ship lại cái tóc giả cho chị. Đúng rồi. Đó mới chạy qua quán. Không mà chị phải gọi cái đầu. Tại sao? Chị nắm vào đầu em. Trời ơi. Nắm vào đầu thì chị với đầu. Bị chị đội nhiều á, nó nực á, nhưng mà chị bỏ bộ này ra chị có bộ khác. Mà cái đầu chị bít rệt rồi, chị phải đi trị đi. Đi đâu mà cái đầu bít rệt vậy? Trời ơi, chị đi chùa, chị thắp nhang đó em. Ủa? Ê khoan nè, nói đến đi chùa chị mới nhớ. Đi chùa thắp nhang mà cái đầu chị hơi khói á. Mà người ta đi ngang cái thủi cái đầu chị hơi khói là tưởng chị đi ra trong làng nướng BBQ mới ra không đó em. Trời ơi, ê mày! Phải bả không? Ê má! Trời ơi! Ê má! Anh vậy được mệnh danh là cao thủ cúng dường, đúng không ạ? Cao thủ cúng dường, Phật tử online.
là chị. Thế là giờ là cái giới đi chùa đặt cho chị thôi. À những người yêu mến chị đặt hả? Nhưng mà gọi là cái những người ở trong xóm chị đặt chị cái biệt danh khác nữa. Ô là gì chị? Thánh Đạo Đức Hiển Linh. Ồ. Cao nhân đắc đạo. Ồ. Đó. À. Thường quá. Ủa chị cho em hỏi này là bé này là con chị. Ồ quá trời ơi con kìa. Trời ơi chị. Tên gì không? Tên gì không? Tên gì chị? Kiều Nhi. Kiều Nhi. Dễ thương quá. Kiều Nhi. Nhi ơi là Nhi. Con bé này cái da cái nút da trắng dễ thương nha. Dễ thương quá. Tất cả cơn quý luôn á. Quý con nít. Thật sự em giống chị đó. Hồi đầu em chị cự qua cự lại. Tại vì em đọc trong sách ta nói là những cái người mà người ta cái tính giống nhau á thường là ghét nhau. Thì cái tính của em chị là thẳng thắn bộc trực mà bên ngoài rất là xinh đẹp, thương con nít nữa. Thì cái lòng em giống đúng chị. Đúng rồi. Cái giọng con nít á. Dạ không chị, đúng, chị hiểu chị hiểu chị. Chị không có giận mấy người như vậy. Dạ. Nhưng mà đừng hỏi cái gì nữa nha. Không dạ. Không. Tại chị nóng lắm thiệt á. Dạ. Ủa khoan cho em hỏi là bé nó bị này là gì chị hả? Mày bị cái gì vậy? Mày sao mày sơ hở mày bệnh hoài, tao mệt mày ghê luôn á. Từ nhỏ lớn nuôi mày sơ hở mày bệnh, mày không để mày mày bệnh nè. Ủa chị, em hỏi nè, chị có thực sự là mẹ của bé không? Tại vì nãy giờ em thấy. Trời ơi chị ơi, quá trời rồi chị cả người luôn kìa. Mình riết mà chị dám nhận làm con chị luôn. Trời đất ơi, nó con chị đó. Mày bị gì nữa vậy? Dạ, con bị đậu mùa. Trời ơi, nít mà. Không, hồi nhỏ tao cũng bị nha má. Không bị gì đâu. Mua đúng cái nước lá tắm cho nó thôi. Ê, kinh nghiệm nha, đúng nha. Ê, không, ghê. Thật sự luôn nha. Nít ai cũng phải trải qua. Này em nói cao cao khoảng 2-3 ngày. Hết. Mà tao nói trễ hơn là 7 ngày. 7 ngày cao lắm đó. Nhưng mà đây nè, em nhìn cái vết thương là em thấy là sắp hết rồi nè. Trời ơi, tội nghiệp con bé ghê. Ủa mà cái này là con phải bị đậu mùa đúng không? Dạ, con bị đậu mùa khỉ. Ủa? Hai cô chú nãy đứng sau lưng con đã mất tiêu rồi. Ủa gì vậy? Con không có biết luôn á mẹ. Cái gì vậy? Ủa? Thôi! Cái gì em? Dạ. Trời đất ơi, sao đời vô thường vậy? Nãy chị ngồi nói chuyện trong cái tiệm mà tự nhiên giờ chị đi cách ly rồi. Không phải chị ơi, cái bệnh này dễ lây lắm, chị thông cảm giùm em. Không được em ơi, chị có thể chấp nhận cái hình hài mặc bộ đồ bảo hộ được. Mà chị không chấp nhận một người nói chuyện với chị mà bịt khẩu trang. Không không, chị thông cảm, tại vì em có coi trên tin tức cũng như là những cái trang y tế á, là người ta nói là mấy cái bệnh này là tiếp xúc là nó sẽ rất là nguy hiểm. Em tôn trọng chị nên em mới để cái khóe miệng cười ra để nói chuyện với chị nè. Thôi em ơi, em mở khẩu trang nói chuyện mới sự tôn trọng với chị. Chứ em bịt khẩu trang chị cảm thấy là bị coi thường á. Mà em đừng có nghĩ là phải bị lây. Đừng có lo. Chị nói cho em biết một cái điều này nha, những cái người mà có cái tuệ cao đó mới hiểu được là tùy theo tâm của mình thôi, những người tâm thiện, tâm lành là không có bị lây. Thiệt. Tâm thiện là được rồi, quá sợ. Mở khẩu trang ra. Mở khẩu trang ra. Thiệt không chị? Thiệt. Em sợ, em mới dưới quê lên Sài Gòn rồi chị ơi, em trời sợ lắm. Ờ, chị có gạt ai bao giờ đâu. Chị nói nè, bây giờ nè, cái tâm của mình thiện, cái tâm mình sáng rồi, mình không có sợ lây. Nhưng mà chị nè, chị là người ăn chay, đi chùa, đọc kinh. Chị sống rất là thiện luôn, chị không bị lây gì hết. Vì chị khởi cái tâm của chị, em mở cái tâm từ bi trong người ra. Vì chị đọc kinh, em nghe, chị chấp tay, chị niệm cho em một cái thôi. Chị cứ, gọi là, chị cảm nhận thôi. Em chỉ đọc của em, chị truyền cái năng lượng đó là em sẽ không bị dính. Thiệt không chị? Thiệt. Ôi, cảm ơn chị. Bây giờ là con làm thôi mẹ. Yeah. Mẹ thị phạm cho con. Con nhắm mắt lại. Rồi con đưa hai tay lên, con chắp tay lại, con cầu nguyện. Rồi, mẹ đọc cái gì con làm thôi cái đó. Dạ mẹ. Vì em không có sợ nữa, buông gọi là buông lỏng ra luôn. Buông thả ra luôn. Xả ra hết trong người, không có chồng là nữa. Em quăng cái khẩu trang. Buông xuống luôn. Quăng nha chị. Quăng đi. Ừ. Buông bỏ hết cho chị, không giữ cái gì trong tay hết. Vì chị đọc cái gì là trong đầu của em á, em chạy chữ cho chị, em nhảy số cho chị, em nhẩm theo chị nha. Rồi em nói theo hết. Nhiều khi cái tâm của em nó phát nó sáng. Rồi chị đọc một cái là em hiểu được liền. Chị làm nha. Thì cũng, nhưng mà chị ơi, hai đứa nãy nó cũng sợ nó chạy mất tiêu rồi, giờ sao chị? Ý là chị có thể giúp được cho em với cả mấy bạn luôn không chị? Quan trọng là đủ phước hay không, đủ duyên chị giúp. Dạ, giúp tụi em nha chị. Bây giờ chị giúp em. Em giúp lại cho hai bạn kia. Dạ, nha. Dạ. Rồi bây giờ nhắm mắt lại đi. Chắp tay hả chị? Chắp tay, nhắm mắt. Nhắm mắt lại nha. Rồi. Đó, thấy chưa? Chị mới vừa niệm cho em hai mũi rồi đó. Em xả tay xuống đi. Dạ. Em xả cái tay xuống. Chị cho em được hai mũi rồi. Bây dạ. giờ tới cái mũi thứ ba là tùy theo cái tâm của em. Dạ. Đó, khi nào em tự em niệm, em khởi cái tâm em lên là em được mũi thứ ba. Ồ, vậy sao? Em tự lo cho mình nha. Nhưng mà em nghĩ hai mũi là cũng như là trong cơ thể mình đã có đề kháng rồi đúng không chị? Đúng rồi, cái là lúc nờ là em tráng được rồi đó. Ồ, thiệt hả chị? Em cảm ơn chị. Không, không ngờ luôn. Em nói thiệt cuộc đời không ngờ. Có nghĩa là không ngờ có một cái ngày là mình xui đến như vậy á. Tự nhiên gặp đứa con chị, hồi nãy gặp chị không là vui rồi. Đi đâu từng dẫn con cái theo làm cái gì, phiền lắm chị. Em có con mới hiểu, nó đù. Thôi 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 thôi
con bé không có gì đâu nha. Mau hết bệnh nha. Cứ nghe lời mẹ chấp niệm nha chưa. Dạ dạ dạ. À chị ơi, bây giờ mình đi gọi đầu luôn. Nhanh đi. Tại vì nếu bé không sao thì bên tiệm em có thể phục vụ được chị. Bây giờ gọi đầu phải không? Dạ dạ dạ. Bây giờ chị bé lên gọi đầu nha. Dạ không. Sao vậy? Bên em còn có một giường à. Rồi thôi bây giờ chị làm trước. Dạ. Không, con làm trước mẹ. Mà mất dạ là hổn đó. Con cắp hay vậy, dành ăn cơm hớt lắm. Cái gì cũng dành trước mẹ hết trơn á. Để mày ra đau ghê á. Chị cũng dành với mẹ vậy. Con nít mà chị nhường nó đi, chị đẻ ra luôn á, chị thương nó đang bệnh kìa. Từ nhỏ lên chị chịu riết nó quen á. Thôi kệ đi, nó nít nó đang bệnh mà. Chiều riết nó hư đó em. Nít nít chứ phải dạy từ những ngày đầu. Chị giờ sao nè, ai gọi? Con gọi trước. Thôi hai mẹ con đi gọi. Em nói cái thật chị lì ghê, không phải chị chấp niệm với em là em nhịn chị đâu nha. Bây giờ trong tiệm em nó còn có một giường thôi, tiệm em rất là đau. Mà sao chị cứ đòi hai người gọi? Thì bây giờ nó đi gọi đi, nó nằm gọi chị ngồi gọi. Ngồi gọi là sao? Ủa mắc cười quá, bên em gọi đầu hay gọi cái mình? Bên đây không có dịch vụ ngồi gọi, chị thông cảm giùm em. Bây giờ bé đi thôi, chị thông cảm, chị ngồi yên cái này giùm em đi. Thì chị ngồi yên chị đâu có đi đâu. Nhưng mà chị đưa cái đầu chị cho em gọi. Chị ngồi mà, em gọi cái đầu chị thôi, chị không cần nằm nữa. Làm sao má? Em không hiểu đâu. Đừng nói. Nè. Đó. Đem để cho nhân viên gọi cho mẹ đi. Dạ. Con đi nha mẹ. Đi đi. Bye cô. Đây cô dẫn con đi. Rồi. Dạ, đã không khách? Anh da sầu. Gì vậy anh? Ủa, cái gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, anh đã trốn vô đây rồi, mày đưa đi đâu nữa? Anh yên tâm đi, biết sao? Em mới nói chuyện với mẹ nó rồi. Mẹ nói là đã niệm cho tụi mình được 2 mũi vaccine rồi. Yên tâm, bảo đảm không có bị lây. Mà có phải là động mùa khỉ không? Dạ, động mùa khỉ. Chị động mùa khỉ? Đúng rồi, yên tâm không có bị gì hết. Nãy giờ đứng kế bên em không bị gì nữa. Thôi được rồi. Không muốn hứa luôn á. Rồi, để tiếp quản nó cho. À, anh, em nói nghe nè. Một lát nữa gọi cho khách xong á, nhớ gọi cái đầu cho mẹ nó nha. Nha. Ủa? Nha. Ừ, cứ để lại đi. Ôi, cái đầu thúi vậy? Để lại đi, nha. Ôi, rồi. Chăm nó nha. Rồi. Chạy xuống tiếp mẹ nó. Nha. Ok. Ơi trời. Tức dễ sợ, tức. Nè, không chị. Dạ. Em chào chị, xin lỗi để chị chờ lâu nhưng mà... Dạ. Ôi mẹ. Ôi mẹ, chị ơi, xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Em làm gì xin lỗi chị? Nhưng mà... Cái gì? Không, nhưng mà chị phải là cái chị mà hồi nãy ngồi ở đây không? Chị với ai? Không. Hồi nãy chính chị là người cởi tóc ra. Chị kéo em đưa cho con bé cầm lên cho nhân viên gọi là sao cái tóc này lại xạo? Đúng rồi. Hồi nãy là chị đưa cho em rồi. Thế chị đưa cho em rồi, tóc này là sao? Tóc của chị luôn. Ở đâu ra? Chị là có 10 cái bộ tóc mà có một cái kiểu vậy thôi. Là cái bộ hồi nãy là chị đưa cho em một cái bộ khác. Tóc đội trên đầu chị là một cái bộ khác nữa. Là hồi nãy bộ cái bộ đó là bộ demo. Cái bộ này bộ gốc của chị nè. Dơ thì giặt, tóc có gì đâu mà ngạc nhiên. Không phải ý là em sợ em gặp ma gặp quỷ, xin lỗi chị. Em có hùng không vậy? Em rối quá. Em mới vừa cởi bộ đồ bảo hộ ra cái tự nhiên xuống đây cái gặp những cái hoàn cảnh nó trái ngang. Có tóc trở lại đúng không? Có hồn đúng không? Bình thường đi. Chị có nhiều bộ tóc. Biết sao em lật đật em chạy xuống xong thì em nghe chị với Lai chị cứ than thở và chị giọng đùng là bị gì vậy? Bị chị lắc quẻ xinh xăm á, chị ghét ghê luôn á. Có lộn không, đây là đang tiệm tóc của em mà sao xinh xăm? Ôi trời ơi, bây giờ thời buổi giờ mà ai mà đi gửi đến chùa đến miễu gọi là xinh xăm nữa em. Chị xinh xăm online. Ủa, được hả chị? Được em. Mình vô cái ứng dụng là mình lắc rồi ra qua quẻ xăm cho mình thôi. Chị chăm đi chùa rồi xinh xăm này nọ chắc là chị cũng có pháp danh đúng không chị? Có chứ. Cái gì vậy chị? Chuồn chuồn ớt hả chị? Không, em hỏi cái pháp danh á. Pháp danh là chị là chuồn chuồn ớt. Đời nó xạo đúng không mà giỡn đúng không? Thiệt. Chị đau á. Đợi xíu đi, 3 giây đi, nó hiện 5 ngón tay lên rồi. Thôi chị, pháp danh là gì nó thiệt, em là Hạnh Nguyên. Chị là chuồn chuồn ớt. Sư thầy nào mà đặt cho chị cái tên chuồn chuồn ớt kỳ vậy? Diễm tình chuồn chuồn ớt. Ở trên cái app nó đặt cho chị rồi, chị thấy dễ thương chị nhận. Chị xài luôn đến giờ đó. À mình coi chính app hả chị? Ừ, có ai đặt cho chị đâu. Thì chị không quen thầy. À là chị là Phật tử online mà đúng không? Đúng rồi. Ê, nhưng mà cái tên nghe dễ thương dễ nha. Thương không? Chưa hết rồi nha. Chị biết coi thần số học rồi đó. Là sao? Thần số học là gì chị? Là một cái bộ môn mới chị không biết đâu không? Chị gợi ý nha, chị kể cho em nghe nha. Thí dụ em nói cái họ tên hoặc là những cái ngày tháng năm sinh, chị sẽ ra được những con số nó tương ứng với cuộc đời của em.
hay không? À, có phải là cái gì mà ở trên mạng bây giờ em hay thấy là người ta hay nói là cái gì coi những cái biểu đồ đó, mình vẽ những cái biểu đồ ra. Đúng rồi, cái mũi tên nó đi theo chiều nào đó. Ê chị, coi cho em. Ủa, có coi liền cái. Bây giờ coi liền nha. Dạ dạ, em cho chị liền cái tên đi. Cái tên hả? Thấm VIP. Nhưng mà kiểu mấy đứa bạn cùng trang lứa tuổi thì gọi là thấm VIP. Đầy đủ họ và tên đi. À, cái này là tên kiểu nghệ danh lúc em lên thành phố thôi. Mọi người hay gọi đúng không? Dạ đúng rồi. Tên thiệt của em trong giấy tờ luôn đó. Ok, họ giờ tôi chỉ còn lấy bút giấy gì để ghi là mấy chữ rồi chị nhớ sao không nhớ, tự nhiên ghi bút viết ghi chi dạ, vậy? Dạ dạ dạ. Dưới ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc mỹ thắm. Không nha, chị không học hát nha. Em đọc cho chị cái tên thôi, em đừng có hát. Thì đó là dưới ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc mỹ thắm. Họ dưới. Em họ dưới. Cái họ của em là họ dưới, tên của em là Mỹ Thắm. Cái tên mà gọi là tên gọi là gì? Cái ở giữa là gì chị? Chữ đệm á. Chữ đệm. Chữ đệm của em là ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc. Ủa sao mà cái tên nó dài quá em ơi. Thôi vì cho chị cái gì đó nó đơn vậy, nó gọn nè. Thôi tính cho em cái tên đi để em coi em cuộc đời em sao. Bây giờ coi một cái dài nó sẽ coi ra nó hư cái bài toán của người ta. Bây giờ em cho cái con số đi. Số hả? Ngày tháng năm sinh. Nhưng mà hay là những cái con số mà em nó gắn với cuộc đời của em cho chị đi. Thiệt không? Thiệt. Là bây giờ không cần coi tên mà coi số cũng được đúng không? Đúng. Chị còn dây bút không? Có mấy con thì cho chị đại đi. Đại nha. Rồi. Nhớ không? Nhớ. 4-1. Rồi. 2K3. Rồi nhiêu nữa? Là 2003 nha. Rồi biết chị. Rồi. 42 39 và không chơi 40 luôn đi. 42 40 37 26 12A3 95. Em đánh đề hả? Ủa? Sao chị mới xin số của em? Chị xin một con số thôi, em cho chị một dãy số luôn á. Em nói cái đó là còn thiếu á, còn 97 xuyệt 23. Là con số gì vậy? Số nhà em. Không phải, tại vì hồi nãy chị nói là xin số thì em nghĩ là số thì nãy em kể là trong đó 41 là sinh nhật của em đúng chưa? 2003 là năm. Chị để em giải thích đấy, chị không có nghe. Nó gắn liền với cuộc đời của em thiệt chị. Cái 39 là sai quần, nhưng mà lúc đó em nhớ là bây giờ em tăng cân rồi thì là 40 đúng chưa? Còn 42 là sai giày. Rồi còn hạ đái, bắp tay trên, bắp tay dưới, đùi dưới, mông, ngực. Với lại là cái 12A3 là gì vậy? Trời, tự nhiên nhắc tự nhiên nhớ. Sao vậy? Lớp 12 của em, cái năm đó em ở lại lớp luôn á. Tự nhiên kể cho chị nghe chi? Không phải, ý là em đọc cho chị những con số gắn liền với cuộc đời của em. Ê con cho em đi. Thôi em đừng có truyền tải những cái con số vô đầu của chị, con số đó nó vô nghĩa lắm. Sao vậy? Nghe nào, mới muốn chị xin một con số thì cho chị một con thôi. Cho chị một chuỗi số chị nhớ không có hết. Bữa sau chị đeo thêm cái laptop đi. Chị coi cho em chứ. Chứ bữa nay em xả vô đầu chị nhiều con số quá chị nhớ không nổi. Là không coi được hả chị? Không coi được em ơi, chị đi về nha. Thôi chị ở đây thông cảm giùm em. Hay chị ngồi đây kiểu mình tìm cách mình đăng một cái app mới cho em, đăng một cái app xinh xăm mới cho em. Giết thời gian đi, em lên trên đó coi tình hình ở trên đó coi chị bé gọi đầu có thoải mái nha chị. Đi đi. Dạ dạ. Nhỏ này thiệt, đi đi. Chị. Gì? Pieces and love. Xin được cảm ơn quý khách. Mong quý khách hãy vui lòng ngồi chờ, trong giây lát em sẽ quay trở lại ngay thôi. Đi đi. Peace and love. Đi đi. Nhỏ này thiệt. Con, vô đây. Qua đây ngồi đi. Nè, ngồi xuống. Ngồi yên, để chú làm cho khách. Dạ. Còn khách chú la nha con. Chú đang làm gì ạ? Chú đang ngồi đầu cho khách. Con la lớn. Dạ. Con, tinh nghịch quá. Đừng có vậy. Đau. Chú nói bao nhiêu lần rồi hả? Con lấy khách đây nha. Đau. Đau lấy. Chú nói nãy giờ chưa hả? Có khách nghe chưa? Bây giờ sao? Không. Không rồi. Mày không rồi. Mày đấm đầu chú hả? Cái gì vậy? Tự nhiên đánh lộn đây. Chị con bé này em chịu hết nổi rồi chị. Chị coi nè, nãy giờ em gọi cho khách mà nó phá em kìa. Trời ơi.
Rồi cái ông khách này cũng chết hay ngủ mà ông nằm yên vậy? Mày ngủ. Chà, tụi bay đùng 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 về rồi sao khách ngủ nghe gì được? Nó nắm đầu em đó chị. Nó nhỏ mà nắm đầu. Hỗn láo vậy mày. Gửi con nhỏ này đâu ra? Con của khách VIP. Con khách VIP thì phải đối xử đàng hoàng chứ. Mà nó hỗn quá. Nó hỗn thì cũng phải tìm lời ăn tiếng nói đi mà dạy bảo nó. Có đâu mà mày đấm đầu mày đánh nó không nít mà. Không nít. Giờ là chị tiếp quản đi. Chị tiếp quản đi. Thôi mệt quá. Để chị lo gọi đầu cho khách, cho làm cho khách ngủ ngon đi. Mày. Ui. Con gái, qua đây ngồi. Dạ. Qua đây ngồi chơi cô. Nè. Ôi trời. Cái đầu này của ai vậy? Của mẹ có con. Nhỏ nhỏ tiếng thôi. Ủa, đi gọi đầu mà con tưởng nó đi chùa với mẹ con không á, nhỏ nhỏ hoài vậy? Kì. Nhỏ tiếng cho khách của cô thư giãn nha. Mẹ nha. Chị. Của khách VIP. Mẹ nó. Của khách VIP hả? Gái, mình nhỏ nhỏ tiếng thôi ha, để cho khách của cô thư giãn nha. Đừng... Ủa này là mũi cắn hay sao con? Đậu bùa khỉ. Ủa, nó bị mùa khỉ mà mày dẫn nó vô tiệm tao. Mày định biến cái tiệm tao thành cái động khỉ hả? Mới đúng không? Đây nè, nó bị đậu mùa khỉ nhưng mà mẹ của nó là nói là đã nói là cứng online hai cái mũi vaccine rồi không sao? Có vụ đó luôn hả? Có rồi, ok rồi. Là không có lây hả? Không lây luôn. Là chấn con khỉ trong người nó lại rồi đúng không? Chấn con khỉ lại rồi, yên tâm. Nhưng mà nè, con gái, con ngồi đây chơi để cho khách của cô thư giãn, con không có gây tiếng ồn nha con. Biết rồi. Bây giờ mình đừng có nói chuyện, mình nín nói luôn. Bây giờ mình muốn chơi gì mình chơi, chứ mình đừng nói nữa nha. Nè, cái con này đã nói là không ra tiếng ồn mà thì có nói đâu. Thôi cô nói thôi nghe không? Cái gì nó hoài vậy? Mày đang ồn nhất luôn á. Được rồi, chị có cách rồi. Gái, quá ghế cô nằm đi. Quá ghế đó nằm. Không á. Quá nằm đi con. Cái cô gọi đầu massage cho con. Cái con mơ màng con ngủ ngon, cái con không ồn nữa. Con không thích gọi á, con qua đó rồi cô đánh con hay cái gì? Trời, khùng quá. Cùng lớn à. Nghĩ sao cô đánh nít, hiểu không? Qua nó nằm đi, cái cô gọi đầu massage cho nha. Không, không có chơi với cô nữa đâu. Ba xì. Ê, nè, mày không có phá cái tiệm của cô nha, nè, đứng lại. Bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh. Bây giờ em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại, nó chậm lại. Không, em đang rất bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi. Chị mới là bình tĩnh á. Bây giờ chị bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh. Nói một cách chậm rãi cho chị nghe thôi, nói từ từ thôi. Em nói là con chị mất. Không, em bị vội quá. Em bị sống vội á. Nói chậm là nhả từng chữ cho chị nghe thôi. Nói. Ủa? Chậm lại. Chị... Rồi. Ba chữ nè, nói chị từ. Chị tình. Rồi, nói. Chị thiệt tình luôn á, chị tình. Bây giờ sao nói không? Em nói đi, em rất là đàng hoàng, chị mới là người không bình tĩnh đó. Rồi nói. Em nói là con. Rồi. Chị. Con chị. Nói chậm từng chữ đi, không ai dí em hết, nói chậm từng chữ đi. Em tức chị lắm á chị Tình. Nói nè.
chị tình tình tan tan tính tan tình 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 tan 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 là chị hết đó. Bây giờ nói bây giờ chị có bình tĩnh nghe em nói không? Bình tĩnh à? Chị tình con chị mất. Nói từ bây giờ chị đưa cái số em nói nè nè. Một nói con rồi chữ hai chị chữ bự lên mất. Gương đi đừng nói nữa đừng nói nữa. Ủa đi ra đi đừng nói nữa. Ủa là sao em chưa là sao là sao 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 lại muốn sao giờ muốn sao thì em anh nói là con chị nó mất thôi đừng nói sao mất. Tự nhiên nhỏ đứng đây chơi nãy giờ chị dẫn nó đi gọi đầu chị rối ra chị dẫn nó dưới đây tự nhiên em nó mất em mất cái từ đó chị nghẹn á. Hả? Chị nghẹn cho nó không được á. Không không chị bình tĩnh đi không sao. Bình tĩnh thì chị kể em nghe một cái chuyện chị chia sẻ với em. Nó có cái nguyên nhân. Chị Nghi em ngồi xuống đây đi. Không chị ngồi đi chị ngồi đi. Trời ơi chị Nghi nó có cái điểm em. Tự nhiên hồi nãy á tự nhiên lúc mà chị ngồi chị đợi nè. Không có ai chị ngồi chị đợi cái này lấy điện thoại ra. Bình thường á chị ngồi mình chị đó lấy điện thoại ra chị ngồi hát ca bồng bềnh. Tự nhiên nãy chị lấy điện thoại ra chị xin xăm em. Trời chị xin xăm trên mạng nó ra một quẻ xấu em. Xin xăm trên mạng hả? Đúng rồi. Ra quẻ gì mà xấu? Quẻ tử. Gì ghê vậy? Biết mấy tử không? Một tử. Một tử là số nhỏ đó. Nhỏ là Nhi đó. Là tử Nhi. Là con chị chết đó. Là cái điềm nó báo hiệu cho chị cái vận với đời chị. Mà thường ta nói á, coi cái quẻ gì là tương lai nó vận với đời mình cái quẻ đó. Mà chị mới coi hồi nãy thôi. Nó vận nhanh chị chở cái tay không kịp luôn. Trời ơi thiệt sự luôn chị không, chị thì đừng nói nữa chị biết rồi. Rồi vậy nó mất là chị chốt đó. Chốt con chị mất. Chị chốt rồi, em đừng có nói nữa. Bây giờ cho chị hỏi cái lý do đi. Mất thì nó mất rồi. Chị không có truy cứu tại sao nó mất nữa. Cho chị hỏi cái lý do đi. Nó mất là mất làm sao? Là nó mất dạy á. Em mất dạy thiệt á nha. Ủa chị? Em có đem cái tâm lý của chị ra em đùa giỡn là mất dạy nha. Ủa em không hề luôn á chị. Nãy giờ em vô em nói em chưa kịp nói hết câu. Chị nhảy vô họng em. Em nói hết câu chị mới nói hết câu với chỗ chị đó. Ủa chị là cái người không bình tĩnh đó chị. Nãy em mất bình tĩnh em chạy vô em la hốt quảng. Em nói là bình tĩnh lại mấy lần à. Chị kia nói chậm rãi nói từng ủa, em câu nói... từng chữ từng từ thôi. Nè em nói rất là chậm luôn nha. Em nói ba từ nha. Em con. Nói từ thứ tư con chị mất cái từ chưa được nói chữ dài nữa là chị nhảy vô họng em chị ngồi rồi. Không đừng nói chữ dài đây với chị. Chị nghe chị bị sốc nổi chị nghe cô chị bắt là chị cầm lòng không được rồi. Chị hết hồn rồi. Có thật sự hết hồn không? Hả? Con chị mất ví dụ như tâm lý mà con chị mất á chị chạy xuống dưới chị coi con chị sao. Con chị mất chị đứng đây chị kể lể với em câu chuyện là chị đi xin xăm cái gì đó. Chị có thật sự hốt hoảng không? Chị rất là hết hồn nhưng mà nó có nguyên nhân của nó. Chị mới chia sẻ với em. Thôi thôi chị khỏi chia sẻ nữa. Bây giờ nè em nói có sách mấy có chứng con chị rất mất dạy. Bây giờ chị chờ đi. Vô đây. Cái gì nữa vậy? Đi vô đây. Khóc cái gì mà khóc. Đụng tới là khóc, đụng tới là khóc rồi. Trời đất ơi. Chị nhìn đi. Nó nhốt con em của em vô trong phòng xông hơi. Coi đầu gỗ nè. Đó giống con người không? Trời đất ơi mày chưa có trò gì mất dạy với vậy. Ôi mà con thấy vui mà mẹ thấy vui à. Thôi đừng có vui cái gì đâu. Cái đầu mày thấy vui. Ê, tao đem nhốt vô phòng xông hơi mày vui không? Nhốt em đâu vậy? Con chị nó còn nít mà. Ai kiểu nó mất dạy. Trời ơi em ơi em nói vậy là em sai đó. Em nói nó mất dạy là em sai đó. Cả xóm chị hai bên dòng họ nội ngoại ai cũng công nhận là nó mất dạy hết trơn. Chị cũng công nhận là nó mất dạy đó. Là sao chị? Là chị không biết dạy nó hay sao? Nè chị nói nghe nè. Nói như vậy thôi thật ra nó có nguyên nhân. Nó thấy nó tội nghiệp gì không? Nó là làm em đau đớn không? Nó nhốt em của em không? Không phải tự nhiên đâu. Hồi nhỏ nó không ai chơi hết trơn á. Bây giờ nó gặp mọi người gọi là nó hiếu kỳ á. Nó có một người chơi nó gọi là hợp gu hợp tính á. Nó vô nó chơi những trò chơi gọi là hơi bị kích ứng quá, kích động quá. Vậy thôi chứ không có gì đâu. Trò chơi mà kích ứng, làm như ăn cái gì bị dị ứng vậy á. Đúng rồi, là em không hiểu sao ý là em chỉ kiểu nói bé rất là nhẹ nhàng thôi mà. Nói gì? Em nói bé là thôi. Đến! Bắn vô tao muốn nói gì nói rõ ràng cho từng được. Chữ vừa nói vừa khóc ai nghe được. Đúng rồi. Ý của em á là em chỉ muốn khuyên nhủ bé là đừng có quậy phá nữa. Xong cái tự nhiên bé chuẩn vô trong cái này là gì? Cái lồng ngực. Không lồng ngực. Ủa bậy bậy cái gì? Cái sống lưng. Cái tấm lưng. Cái sống lưng tự nhiên chuẩn vô cái sống lưng của em. Lúc đó em nhớ là như là đau ngay cái gai sống lưng số 4. Số 4. Bé đẩy rất mạnh luôn. Mày rất mạnh luôn xong mày đóng dập cửa lại. Xong mày bật chế độ nóng thì là nóng em bị phỏng nha luôn nè. Thôi chị thương. Chị dạy con chị lại đi nha. Thôi cho chị xin lỗi hai đứa đi. Thật ra là chị cũng không muốn đâu mà nó cũng có nguyên nhân của nó. Chị kể cho nghe. Chứ phải tự nhiên mà có đâu. Con chị bị bệnh đó. Bệnh gì? Sao nó vậy? Chuyện lặng dày. Hồi nhỏ đó, lúc mà chị vừa đẻ nó ra, ba nó không chịu nhận nó. Ba nó bỏ hai mẹ con chị luôn. Xong rồi bắt đầu khi nó lớn lên được rồi á, nó nhận thức được á, là ba nó bỏ rơi nó, bỏ rơi luôn chị nè. Nó không bình thường, nó không có như bao đứa trẻ khác.
nó bị sốc lắm. Lớn lên chút xíu á, chị gửi đi trường học á, chị không có yên tâm chút nào á. Chị dặn cô giáo kỹ lắm, là nó hơi bị về tâm lý á. Mà cô giáo nói với chị á là không có buổi nào ra chơi mà đi chơi với bạn bè, nó cứ trốn trong bàn, trốn trong lớp hoài. Chị nghe chị buồn lắm. Giờ lớn lên không có chơi á, đến tuần tuổi này nè nó không có bạn bè hết trơn. Bởi vì chị đi đâu chị cũng dẫn nó theo chứ không phải là chị lớn rồi mà chị cứ dẫn chằng chằng đứa con theo. Bây giờ chị đi đâu mà chị bỏ nó nhà là chị không yên tâm, nó làm tùm lum tùm lá nhà rồi nguy hiểm nữa. Thành ra bây giờ nó gặp mấy đứa kiểu như là mấy đứa hiền nè, mấy đứa dễ thương, mà mấy đứa lại có cái gọi là chiều con nít nữa, nó mới cảm thấy là nó an toàn, nó đi theo mấy đứa. Rồi nhiều khi là nó bị kích động quá, nó không kiểm soát được cái tâm lý, cái hành động của nó, rồi nó làm chuyện bậy bạ vậy đó. Ôi chị, em hiểu rồi. Chị ơi chị đừng buồn nữa chị. Em nghe câu chuyện chị em cảm động thiệt đó. Nhưng mà em hỏi thiệt câu nha. Em hỏi đi. Cũng hơi tế nhị nhưng em hỏi thẳng. Em cứ hỏi đi chị trả lời chứ có gì đâu chị ngại. Chị thương nó thiệt không? Em hỏi dư thừa quá, mẹ nằm ổng thương con. Không phải, tại nãy á, cái tâm lý chị biết nó chết á. Chị hờn lắm, chị dửng dưng lắm. Không phải là chị hiểu chuyện quá đó. Chị thấy là đời vô thường, thân xác là phù du kệ, chị cho nó cái xác được rồi. Thì giờ nó không giữ được cái mạng thì thôi. Bây giờ tự nhiên đến đó là hết. Chị lớn rồi bây giờ, chị nuôi nó lớn rồi. Nên người hay không, hay là sống lâu hay không là do nó quyết định mà. Với là chị đã gieo vô đầu nó cái tâm lý là con ơi, con đừng bao giờ sợ mẹ mất mà con mồ côi. Tại vì con hãy hiểu được rằng con có nguy cơ mất trước mẹ. Và chị cũng nói với lòng luôn là gieo cái tâm lý vô đầu nè, gieo tâm lý vô đầu nè, vũ trụ gửi thông tin cho chị nè, gieo tâm lý vô đầu nè là con chị có ngày sẽ mất, nên bình tĩnh đi. Bình thường mà sống đi, một ngày đó sống không có con bên cạnh cũng bình thường đi. Sống một mình quen rồi. Ủa là, cái này nên là... có con trong nhà cũng vui mà không có cũng bình thường. À là cái này tâm lý người mẹ luôn á hả? Là chị hiểu chuyện đó. Chị không bị sốc. Con chị mất, ok, chị chấp nhận, trước sau cũng mất. Chưa hết đâu em, nó còn một cái bệnh nữa. Ủa? Bệnh nhiều dữ vậy chị? Bệnh gì nữa? Đó là cái hội chứng là sợ bị bỏ lại phía sau. Ủa là sao? Ê, lần đầu em nghe luôn á, thật sự á. Là mỗi lần mà xưa ba nó bỏ nó đi, là nó bị ám ảnh, là bây giờ là chị chỉ cần mình chỉ nói một cái lời nào đó, nó bị ám ảnh vô cái tâm lý nó. Chị đi một cái là nó chạy theo, nó sợ lắm. Là bé sợ những cái lời chào tạm biệt đúng không chị? Chính xác, bây giờ chị làm cho coi nè. Ủa là sao, là sao? Bây giờ nhìn chị nè. Đi ra đi, đi xích ra đây con, qua đây ngồi đi. Con ơi. Dạ. Bye bye. Bye bye. Mẹ, con cứ mở. Thấy chưa? Tin chưa, tin chưa? Không tin phải không? Cái mặt không tin phải không? Cái mặt này nghi ngờ xã hội rít que, không tin chị nói không? Nghĩ rằng chị nói dối đúng không? Sao? Đứng im đi coi chị nè. Bye bye. Bye bye. Mẹ. Bye bye. Chị ơi. Không, nhưng mà ủa là bà bye bye con, bà hay ba chị em mình vậy? Ủa khoan, nhưng mà ủa là hồi nãy chị tính tiền chưa chị? Ủa tính tiền gì? Là sao vậy? Hồi nãy chị ở đây trước chị giao lưu với bà, em tưởng là chị tính tiền rồi xong rồi. Ủa em điên hả? Chị lên chị bấm vốn, chị chưa kịp bấm vốn nữa, làm sao mà kịp tính bill? Rồi bây giờ sao? Ủa thì bây giờ chạy theo bà đòi tiền đi. Vậy em đi nha. Bye bye nha, bye bye. Hả? Ê, đừng có bỏ chị. Đừng có bỏ chị. Hình mẹ con đường kìa. Sâu quá. Bạn thân mày đó kìa, cái nhà bên con mày đi, chạy nhông nhông kìa. Ghê luôn á, tao thấy là tao ứa gan lên rồi đó. Sao không bắt nó đi ta? Sao không bắt nó ta? Sao mày hồ quá vậy? Hồ gì, anh với em giống nhau mà. Đừng có đụng tôi. Tao cái tay hay kìa, phải dứt dữ vậy. Em khó tính quá, để xíu thôi mà cũng. Thôi, dữ quá. Khó tính quá. Có một cái ta thấy thắc mắc nha. Mà cái sao gì? Cũng là cái bộ đồ ngày hôm qua luôn á, mà sao không về nhà tắm hay sao mà cứ rong ruổi chạy ngoài đường vậy? Thiệt đó, mấy đứa này nhìn nó ứa gan ha. Gặp tao nha, tao mà bắt được nó nha, nè tao nhốt vô hồ thủy điện Chi An liền. Ủa chi vậy? Cho nó chạy tạo ra dòng điện giúp ích cho đời. Đó chứ thấy hai mẹ con nó thể lực dữ quá nhưng mà nó chạy vòng vòng đi vô ích. Ôi trời, anh hai. Đúng không? Đúng không? Em thấy hay không? Coi. Em thấy hay không? Anh đã số 1. Trời ơi, anh mà thông minh. Bé này khó tính để quá. Trai mày nghe. Sao một đứa hồ, một đứa hay đơm quá vậy? Đi Ngọc. Thôi. Sao con người này con trâu con chó mày lì dữ vậy? Sinh ra có cái đùi mà khó quá. Thôi. Đi Ngọc.
Nhưng mà... Tao thấy gì nè. Sao nữa, thấy hợp lý rồi. Không hợp lý, bây giờ nha, mày bắt nó vô, xong mày tắm rửa sạch sẽ cho nó, mày gội đầu mát xa dưỡng sinh cho nó, xong mày make up cho nó, xong mày làm nail cho nó bản màu mới nè. Đúng rồi. Ok, làm màu này nè, màu này mới nha, đang trend rất mịn da nha. Sơn lên cái bàn tay trắng mút, mịn màng dễ thương lắm. Ủa mày muốn cho nó vô cái nó làm hết dịch vụ xong cái nó quịch nó chạy nữa hay sao? Nó dơ lắm, mình đụng với người kia nó chạy kìa. Mồ hôi mồ kê xong mà giờ đụng vô trong người nó dơ cái tay mình túi rùm. Tắm mất sạch đi rồi đánh nó. Wow. Không, thật ra tôi thấy là ý kiến nào của mọi người cũng hay hết đó. Nhưng mà thật sự là tôi nhìn là kiểu tôi bị cọc á. Tôi chỉ muốn xô nó một cái á. Nhất là cái con mẹ. Con mẹ nhìn tức lắm. Tao cũng đánh nhỏ con á. Vậy hả? Tao mà gặp con nhỏ con nha, tao gặp ở đâu đánh hay đó đó. Không, không, hai mẹ con giống kiểu năng quá ha. Con nhìn mày tao muốn chặt cái tay mày luôn á. Em sao khó quá, có cái đùi. Đùi giờ xíu mà khó quá. Sầu thiệt chứ. Tạp Nam Thắm sẽ là người ra đi. Ủa tháng này khách thì ít mà sao đồ đạc hư thì nhiều, mà đồ xài cũng hết nhiều nữa. Cái gì kỳ vậy? Doanh thu thì lỗ. Không cần phải hỏi nữa, có câu trả lời. Ba cái đứa kia ra biểu coi. Nôn vi ta làm men si ca. Đang học đằng chờ chán em. Nổ dép vào mặt nha. Gì vậy? Có chuyện gì mà chị kêu dữ vậy? Có chuyện gì mà vui? Vui đang giỡn giọng á. Má su kè thì giàu. Mày thấy mặt tao vui không? Cũng vui. Vui chỗ nào? Trời ơi sao tiện quá, chị mới sáng sớm hả? Ai làm gì cà quà? Ba đứa bay á. Nè, bây giờ chị nói, tháng này hư một máy dụi, hư hai máy sấy. Đây, máy kẹp tóc hư, gãy hai cây kéo. Xà bông gội đầu hết 3 chai. Một tháng ít khách mà tại sao hết 3 chai? Doanh thu tháng này lỗ rất nặng. Trong khi mấy tháng trước á, không quầy vốn thì cũng lợi ích đến lợi nhiều. Tại sao tháng này lỗ nhiều vậy? Ba đứa mày điếc hả? Đâu có điếc. Không điếc sao không trả lời? Trời ơi chị ơi, bình tĩnh đi. Mấy cái chuyện tiền bạc tế nhị lắm luôn á. Dù gì chị cũng là chủ cả, tụi em làm công ăn lương mà. Không có cổ đông cổ phần gì hết trơn á trời đó. Nên là dù mà có thiếu hụt hay là kiểu mà có thất thoát gì đó thì mình phải chịu. Chứ bây giờ sao mà tự nhiên lôi ba đứa ra đây nói, đúng không? Sao cái miệng nói hay quá, cái tay làm hay quá. Xong cái mình làm mình không nhận. Ủa, đẻ ra mua cây, làm đèn, làm gì, mảng xanh, làm mày làm kia, địa trung hải đồ đó. Giờ xuống địa ngục luôn nè, xui nha má. Thấm Diếp à, anh thương em lắm nhưng mà cái này anh binh em không được Thấm Diếp. Thật sự là bé Điệu nói đúng. Kể từ khi em xuất hiện nha là tụi anh cảm giác như bị thao túng tâm lý vậy đó. Vậy như là tụi anh không hành xử được như một con người bình thường nữa. Sầu thiệt chứ. Chị rất mệt luôn. Chị phải lo rất là nhiều thứ cho cái tiệm này. Mấy đứa chỉ còn bảo quản những cái đồ mấy đứa sử dụng. Mấy đứa xài, mấy đứa biết tiết kiệm. Mấy đứa toàn là làm hư thôi. Rồi lỗ, tháng này không có khách. Khách tới là có chuyện đi về, khách tới có chuyện đi về. Rồi khách nào dám tới nữa? Hả? Rồi trong cái chuyện này ai chịu trách nhiệm? Thì thôi, em đại diện ba người này em lên tiếng nói với chị luôn. Chị ơi, cái chuyện khách đến khách đi á, nó cũng là một định mệnh thôi. Bản thân em nè, không cần tính hai người này vô. Bản thân em, khách yêu cầu cái gì em cũng làm hết mình, hết sức của mình. Chưa bao giờ em từ chối. Nhưng mà bây giờ gặp những cái con người khách quá là khó khăn, quá là kiểu mà chướng khí á, thì bây giờ em phải làm sao đây? Thì giờ em phải đuổi người ta về chứ. Đó, thấy chưa, rõ rồi em. Là do em đuổi người ta. Chị ơi. Nè, em á, em thấy đi. Hai người này, khách có khó cách mấy, hai người này cũng chiều được, vẫn giữ chân khách được. Vậy sao từ lúc em vô làm tới giờ bao nhiêu khách đi rồi không bao giờ quay lại hả? Bởi vì em khác hai người này. Khác chỗ nào? Em có lòng tự trọng của em. Ủa mày làm khách mất gì mày tự trọng? Chẳng những có lòng tự trọng mà em còn có cái sự hơn thua nữa. Em nói chị nghe nha, có thể là do chị em mình xa cách quá lâu, chị không biết tính em. Từ cái lúc mà em dậy thì đến bây giờ á, em không muốn thua bất cứ đứa nào, thằng nào, con nào hết á. Nhưng mà cái đó là khách của tao, mày hơn thua với khách làm gì? Kể cả khách của chị. Con này mày quá đáng nha, mày làm sai mà mày không có trách nhiệm. Chưa hết cái chuyện này, còn thêm cái chuyện nữa. Mày đề co gì, mày nói đi, bắt giao hết cho mày. Mày nhúng tay hết vô, mày làm thay đổi phong cách, thay đổi các kiểu. Rồi tốn bao nhiêu tiền, lấy lại vốn được chưa? Mà đề co cái gì thấy ghê.
ghê hay không nằm ở quan điểm và cách cảm nhận ở mỗi góc nhìn của mỗi người. Chị không thể nào dựa trên những cái quan điểm suy nghĩ của chị áp đặt lên em được. Ghê thiệt. Không, anh thấy ghê thiệt nha. Xấu á, riêng tao tao thấy xấu. Với lại nhiều người cũng thấy xấu luôn. Và không biết nói vì sao á, tại mày không nghe. Mà xấu á. Em lớn rồi. Chị đang nói hết, em chưa nói hết, chị đừng có nhảy vô họng em. Cái con này. Thì bây giờ chị đang hỏi thì em trả lời, em chưa nói hết mà. Em nói chị nghe nè, cái chuyện đề con rồi trang trí này nọ là em thấy đẹp, em đóng góp cho tiệm, em muốn tiệm của chúng ta phải phát triển, phải phồn vinh, phồn thịnh. Thì cái đó là sai hả chị? Rồi phồn chưa? Rồi phồn chưa? Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là mang tính tương đối hết đó. Mình không có gì chắc chắn hết đó chị. Thì giờ hên xui mà làm kinh doanh chị phải hiểu chứ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ cái doanh thu của tháng này rất lỗ. Chị ơi, cái chuyện lỗ hay không là do chị kìa. Tại sao chị không nhìn nhận lại? Khi mà mình làm chủ cả, mình phải có một cái chiến lược, một cái bài toán kinh doanh để mà mình tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất. Thôi nè, cái vụ mà họ thiết kế này nọ, ví dụ giờ em nói chị mà chị không duyệt đi, em có làm được không? Em nói chị biết thần đưa em 10 triệu, chị không đưa cho em làm được không? Ủa? Cái này chị đưa. Ủa, chị tin tưởng mày. Chị tin tưởng mày cho nên là chị giao hết cho mày, chị có việc chi tiền ra cho mày làm. Nhưng mà đâu ngờ mày làm thấy ghê như vậy. Sao em thấy nó đẹp quá chứ? Ý là em không hiểu em sai chỗ nào đó, thời điểm gì mà không hiểu em sai chỗ nào. Em là người không có trách nhiệm. Em lớn rồi, em phải biết cái nào đúng cái nào sai. Em làm xong em sai, em không có trách nhiệm để em nhận lỗi. Em luôn cãi tay đôi với chị. Em cãi những cái đó em được cái gì? Em có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đâu? Hả? Chị nặng lời với em rồi đó. Nặng lời hả? Em rất là quá đáng với chị. Em lên đây em ở, chị lo cho em đủ thứ, chị cho em công ăn việc làm. Em làm được cái gì? Hả? Lúc nào cũng làm sai, lúc nào cũng làm hư hết. Rồi bây giờ đứng cãi với chị. Em làm hết khả năng của mình rồi. Em bé lẽ cũng giỏi rồi, em có sự cố gắng mà. Những lúc em cố gắng, chị có ghi nhận em không? Chị rất ghi nhận luôn. Nhưng mà chị chưa thấy em làm được cái gì trong cái tiệm này hết á. Lúc nào em cũng cãi, lúc nào em cũng cãi hết. Em cảm thấy không vừa lòng. Đi ra khỏi tiệm đi. Em là em ruột của chị đó. Bây giờ em là ai chị cũng đuổi em hết á. Chị chịu em hết nổi rồi. Em muốn ở lại nơi này á thì em đi kiếm việc khác em làm. Còn không thì đi về quê. Biết. Chị đuổi em đúng không? Chị chắc chưa? Cút khuất mắt ta. Đi đi. Vậy mà chị hai nói chị hai thương em mà. Được. Chị hai bỏ em thì em đi. Em trả hết lại cho chị á. Gái, đi đâu vậy? Về nhà. Đi, lên xe anh chở đi nè. Đi bộ chị cho cực. Sao hả? Anh nuôi tôi hả? Không. Xe ôm. À, tôi muốn được đi tới một nơi được gọi là nhà. Rồi, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe, lên xe. Mà nhà nào? Anh ơi, em nói anh nghe nè. Làm trong cái nghề dịch vụ á, mình bớt xe giao chuyện của người khác đi. Em cảm thấy bị khó chịu á. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua nhá. Là sao ta? Ủa? Rồi có đi không? Đi chứ. Nãy giờ tôi ngồi tôi đợi em một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có địa chỉ. Nói sao ta, có nghĩa là anh sống rất là vội vàng và hấp tấp luôn á. Tại sao cứ phải đi đến một nơi nào đó thì chúng ta cần phải có địa chỉ hả? Anh sao vậy? Em nói anh nghe nè. Em làm trong cái ngành nghề dịch vụ này được 4 ngày rồi. Em tiếp khách đầu tắt mặt tối.
mà em còn bị đuổi kìa. Còn anh á, xin lỗi, em không có dùng từ đuổi, mà chính anh sẽ là người tự đào thải mình ra khỏi ngành công nghiệp xe ôm. Thôi mệt rồi, mệt quá, không đi, tính tiền đi. Nãy giờ có đi đâu mà tính tiền. Trời, em biết taxi không? Nó đợi em 5 phút thôi là nó đã tính tiền em rồi. Huống chi là nãy giờ tôi ngồi tôi đợi em 1 tiếng đồng hồ. Tiền hả? Chung quy là chỉ cần tiền thôi đúng không? Trời ơi, tính ra ở cái đất Sài Thành này á, đồng tiền quan trọng đến thế sao? Không không, không riêng Sài Thành đâu, ở đâu cũng vậy á. Thôi được rồi, đủ rồi. Anh cần tiền, vậy thì em sẽ đưa cho anh tiền. Bây giờ em sẽ bắt đầu đi kiếm công việc mới, bằng sức thực lực của mình, bằng chính đôi chân của mình. Rồi em sẽ quay trở lại đây để trả cho anh số tiền mà anh muốn. Rồi khi nào có? Sớm thôi. Anh à, cuộc sống này vô thường lắm. Ngày hôm nay anh có thể chở em đi, nhưng chưa chắc ngày mai anh ngủ dậy sẽ còn thấy em để mà chở đâu. Vậy nha. Là sao trời? Mới sáng sớm sao động nói vậy á? Là sao? Mày được còn nhớ mẹ không nè? Dễ thương quá các con à. Chị Na, mày dặn con bao nhiêu lần rồi là không bao giờ được đánh em. Tại sao con đánh em? Nha, mẹ nói cho con biết bầu ơi thương lấy bí cùng. Cả chung một đàn kiểu gì cũng đánh nhau. À con, kiểu gì cũng phải thương nhau. Nha. Asalo của mẹ, asalo con ơi. Dễ thương quá. Nào, không được nhìn mẹ như thế, không được nhìn chừng chừng mắt người lớn như thế con nhá. Ngoan mẹ yêu nhá. Mới lên đây làm hả em? Này à, ngày hôm nay thì đến đây thì trước khi mà em bước vào làm. Ủa? Em chưa trả lời chị mà sao tự nhiên nhảy vô họng em chị nói tiếp vậy? Thì chị thấy mặt em quá thái độ, chị nhìn chị rất là ức chế. Không phải, em thấy chị vô lý lắm, chị màu mè quá. Chị màu mè gì? Ủa chứ giờ chị không em không biết em, giờ chị thấy em đang làm việc thì chị biết em mới vô làm mà chị còn hỏi gì nữa. Chị hỏi để mà chị có một cái câu chuyện để bắt đầu một cái mối quan hệ. Nhưng mà cái thái độ của em xem ra mối quan hệ này chị nên xé nát tan ra. Em nói chuyện với quản lý nhận em vô rồi đó. Tao đuổi luôn thằng quản lý giờ luôn nè. Tao đuổi được luôn đó. Tao là chủ ở đây đó. Nha. Rồi. Trước khi mà bước vào làm ở cái quán của chị thì em phải trang bị đầy đủ những cái kiến thức về tất cả những cái cơ bản nhất mà một con người cần phải biết. Em biết hết. Em tự tin với chị. Em biết hết. Biết hết hả? Ok, bây giờ cho chị test. Cho chị làm một cái bài test nha. Ok, khi mà em quan sát trong cái bể nước này của chị đi thì em đoán rằng đây là con cá gì nào? Cá ba đùi. Mày bị mất nhận thức hả em? Mày không những mày thiếu kiến thức về sinh học mà mày còn thiếu cả kiến thức về toán học luôn nha. Về sinh học á, mày nhìn hình thù này mày không thể nào mày đoán ra con cá ba đuôi được. Còn về toán học tao hỏi mày, ba cái đuôi nằm ở vị trí nào trên con cá? Chị ơi, em nói chị nghe nè, cái đuôi đầu tiên phải là cái đuôi ở đây. Bất cứ một con vật nào đều cũng phải có cái đuôi đây, là cái đuôi này là đuôi chính. Hai đuôi còn lại của bé là gọi là đuôi ẩn, đuôi chắc ẩn á. Đuôi là cái này nè, tại vì phải có hai cái này bé mới bơi được. Mày chơi game nhiều quá mày sàng hả mày? Chứ hai cái này là cái gì, cái đuôi chứ là cái gì? Sao mày bảo là đuôi ẩn, đấy là cái vây mẹ chứ không phải là cái đuôi đâu. Mày bị làm sao thế hả? Mày đoán như thế mà mày cũng đòi đoán à? Mày là cái người mà thiếu hụt kiến thức trầm trọng, hình thức đã không được đẹp rồi, nhìn cái style ăn mặc của mày là đã không được đẹp rồi, cái mặt còn xấu nữa, lông mi thì hơi dày nha. À! Sao đấy mày dồ à? Cái tự nhiên nói cái này vậy hả? Thì bây giờ chỉ nói sự thật thôi, cuộc đời ấy luôn tát vào chúng ta những sự thật, nhưng chúng ta luôn đẩy nó ra xa với cả chúng ta, nên là không bao giờ tiếp thu được cái gì cả. Cho cái lau nhà bằng mồm mày đấy nhá, mày có nghe không? Bây giờ chị truyền lại kinh nghiệm cho em để em có thể làm việc ở đây, em đồng ý chưa? Ủa mày khóc á hả? Cái nói thì nghe vậy mà. Bình thường đã xấu rồi, khóc còn xấu hơn nha, nhưng mà thôi chị xin nha. Sợ lắm. Nhìn mặt mày không giống con người, giống con gì á bé? Nói đi. Nói nha.
chị xin giới thiệu với em cái dòng cá này, nó tên là cá điêu hồng. Trời, này cá bình thường mà có gì đâu mà bạn lại giới thiệu. Chứ sao? Cá điêu hồng này mà là cá điêu hồng bình thường á? Cá đầy ngoài chợ. Có nha. Con cá này là một con cá điêu hồng được nhập khẩu nha, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bây giờ nha, chị sẽ cắt nghĩa từng lớp cho em hiểu. Em hiểu ý chị chưa? Rồi, cái nghĩa đầu tiên là em thấy hồng là hồng ở đâu? Thì cái da người của nó. Nó con cá sao có da người? Lấy da mày lóc ra lắp vào da nó mới là da người. Còn da nó là cái vảy cá của nó màu hồng. Thì đó. Không bao giờ chịu nhận mình ngu nhưng mà mặt rất là chống đối. Nha. Cắt xong cái nghĩa màu hồng rồi. Thì bây giờ còn cái nghĩa bên kia nó là cái nghĩa gì? Thì có hồng rồi thì điêu. Đúng rồi, trong cái điêu đó chúng ta giống nhau ở cái chữ D. Thì điêu có thể hiểu được thành màu đen. Thì em thấy trên người con này chỗ nào màu đen? Thì cái lồng đen trong con mắt với lại cái cuốn hồng của nó. Chính xác là như vậy, cho nên chị sẽ gọi nó là con cá hồng đen pink black black pink ta da da ta. Rồi giờ sao giờ thì nó là con cá điêu hồng thì cứ nói là con cá điêu hồng, không có gì đâu. Không, con cá điêu hồng ai mua? Thế sao? Chị nói cho em biết nha, con cá này không thể gọi là con cá điêu hồng bình thường mà nó sẽ gọi là điêu hồng. Hiểu không? Điêu hồng hả? Đúng rồi. Là phải nói vậy luôn hả chị? Chính xác. Là phải có vận dụng cái kỹ năng thanh nhạc của mình trong đó nữa. Mệt quá à. Biết tại sao không? Cái gì nó có lý do hết á. Chưa hết đâu nha. Con cá này được nhập khẩu từ dòng sông Amazon ngay ven thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Em am hiểu về địa lý không? Em biết hết á. Biết. Nó nghe nè, hồi nhỏ nha, 3 tuổi là cha mẹ em đã mua cho em một cái Atlas. Không. Quả địa cầu. Quả địa cầu của bốn đại dương. Xem quả địa cầu xong không có kiến thức gì hết á, hiểu chưa? Nó chỉ nhìn thôi, nó là về hình thức thôi. Còn quan trọng là phải dùng não, ra mà động não này. Nếu như em am hiểu về địa lý, em sẽ thừa biết rằng, đúng không? Châu Phi xinh đẹp của chúng ta là nó sẽ có một cái dòng sông Amazon chảy ngay sát bên đất nước Hàn Quốc. Ủa? Không, chị ơi, cái này là chị có thật sự là kiểu am hiểu cái địa lý không? Chị rất am hiểu. Em nhớ Hàn Quốc là ở châu Á mà. Nó ở châu Á, tuy nhiên chúng nó có một cái mối quan hệ tương quan bởi vì chúng nó trùng nhau cái đường xích đạo và có một cái mối liên kết qua con đường tơ lụa. Bé, em có biết con đường tơ lụa ở đâu không? Thì ở quận 5. Sao ở quận 5? Thì quận 5 bán vải. Em không biết cái gì cả. Tơ lụa. Tơ lụa. Đang. Nhưng ở đó không có bán vải lụa. Vải lụa mắc tiền hơn, em phải ra đường khác nha. Rồi giờ xong chưa? Xong rồi. Đi. Đang nói tin tức mà cứ xong chưa? Mệt quá, nói nhiều. Chưa xong còn nữa. Em, cái con cá này nha, là chị chỉ bán cho dân chơi thôi. Dân thường là không bao giờ có cửa mà ăn con cá này. Em hiểu không? Mà chơi là phải cực kỳ chơi. Là kiểu chơi dữ lắm mới được ăn hả? Đúng rồi, phải chơi cực kỳ đấy. Còn mấy người mà kiểu tao bận làm gì tao không ăn được hả? Không, là bận làm rồi thì làm sao mà ăn? Ăn thì không làm mà làm thì không ăn. Khi mà chơi thì vẫn có thể ăn được mà. Hay ăn thì người thì ta mới có chơi. Câu là kiểu ăn chơi. Đúng rồi. Ăn là phải đối với chơi. Chứ còn mà làm ăn nó cũng có nghĩa mà nhỉ. Nhưng mà nó lại không phù hợp với cái tình huống của chị. Ồ. Em có hiểu không? Biết rồi. Tiếp thu không? Vậy tiếp thu. Rồi bây giờ như nào? Vậy như nào? Thì giờ chờ xíu để nốt lại chứ sao? Chưa hết, chị chưa nói hết. Chị vẫn còn đang nói. Chị hỏi như nào là chị em thấy là cái kiến thức đấy chị trao cho em nó như thế nào? Tuyệt vời đúng không? Đẳng cấp. Chính xác. Sau khi mà em làm ở đây là em ra em làm CEO công ty khác được luôn. Chứ em không cần phải đi từ dưới đi lên nữa. Hiểu ý chị không? Hiểu. Tập trung không? Hiểu. Bây giờ chị nói tiếp nha. Biết rồi. Chuyển kiến thức tiếp nha. Con cá này nó có một cái điểm đặc biệt. Nó khác với những con cá khác, chị đố em biết là gì? Con này á hả? Em không biết đâu, để chị nói luôn nha. Khi mà con cá này mà bị cạn nước là nó sẽ chết. Ủa? Nhưng mà tính ra con cá nào mà cạn nước nó cũng chết luôn á chị. Hát vào cái bộ mềm vớ va vẩn. Kiến thức không có mà cứ sủa linh ta linh tinh. Con cá này của chị nó đặc biệt ở một chỗ là nếu như nó chỉ cần mất đi một giọt nước thôi là ở trong cái bể nước này nó sẽ bị biến đổi chất. Toàn bộ những cái công thức hóa trị 3, hóa trị 4 mà chúng nó không dung hòa được với nhau thì con cá đó nó sẽ bị nở cái nang phổi của nó ra và nó hấp thụ toàn bộ những cái chất hóa học đó vào, thì đồng nghĩa tất cả những cái neuron thần kinh trong cơ thể con cá nó sẽ tiêu thụ toàn bộ chất dinh dưỡng qua vây và mang của con cá, nó bị thoát ra bên ngoài. Thì nếu như một con cá nó bị thoát hết tất cả những cái chất dinh dưỡng ra bên ngoài thì nó sẽ làm con cá đấy yếu dần và nó sẽ qua đời. Đến lúc đó nếu con cá qua đời thì đó cũng là ngày qua đời của em luôn nha bé.
Hiểu ý chị chưa? Em không hài lòng hả? Em hài lòng, em thích lắm. Em vui vì em háo hức mà khi mà nhận được những cái thông tin từ chị quý báu lắm luôn á. Ok, vậy toàn bộ những cái kiến thức mà chị vừa chỉ cho em á, em nhắc từ đầu đến cuối cho chị chỉ cho em sai 3 chữ thôi. Thôi 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 mệt quá đi. Có gì trả bài sau. Bây giờ để em phải ghi chép lại đó. Ghi chép hả? Ủa, làm gì đấy? Làm cái gì đấy? Thì ghi lại những cái thông tin mà chị mới nói nè. Thế sao làm nhân viên mà ghi lại bằng iPad là sao? Chị ơi, phụ nữ 4.0 thông minh, tự tin và làm chủ cuộc đời của mình. Em chắc chưa? Em chắc. Em làm chủ cuộc đời em, tại sao em lại làm thuê cho chị? Lại khóc, đừng khóc, rất sợ nha. Em đi kiếm tiền. Nốt vào, nốt như thế làm sao mà đầy đủ kiến thức được. 2 giờ chị sẽ quay lại chị kiểm tra 1 ca, 4 rưỡi chị sẽ quay lại chị kiểm tra 1 ca, và 7 giờ 30 chị sẽ quay trở lại chị kiểm tra 1 ca nữa nha. Mỗi ca em được sai 3 chữ, mỗi chữ em được sai 3 dấu. Hiểu không? Đi rồi. Tập trung làm việc. Con này đang sao vậy trời? Nhớ là học đi nha. Ôi, hôm nay mẹ ốc của mẹ lại còn nằm ngửa đây. Làm dễ thương không? Ôi, nằm ngửa nhất tính con đang rất giống mẹ nhá. Là rất là yêu mẹ luôn đúng không? Mẹ thích nằm ngửa đây nè. Nằm ngửa ra phơi ra. Gió nó lùa vào mát hết cả người con ạ. Nhớ nhá con nhá. Nhớ mẹ tục chân gọi mẹ cái đây nào. Mẹ. Gọi đi con. Mẹ. Nằm ngửa là sắp chết rồi đó chị. Nó sắp chết rồi nó mới nằm ngửa. Mày sắp chết đấy nha. Sống mà không biết yêu thương động vật thì hết làm sao trời. Vậy sao chị yêu thương nó mà chị ăn nó? Không phải hay quá hả? Chị yêu thương chị mới ăn nha. Còn chị mà đã không thích không bao giờ chị nhìn tới luôn. Hiểu chưa? Có yêu mới nói nha. Tập trung làm việc đi. Tích cực lên em nha. Nhỏ này đi với mẹ con có đụng nhau nữa. Mẹ, con quăng cái quán này. Quán này phải không? Dạ. Thấy ai trong đó không? Ai vậy mẹ? Con nhỏ hôm qua mà mẹ con mình quỵt tiền rồi đó. Nó cắt tóc đó. Không trả tiền ta vô đó ăn không? Cho nó nhai đầu hai mẹ con mình. Cô Thấm hả mẹ? Chứ ai nữa. Nhưng mà con vẫn muốn ăn cái quán này ngon. Ngon không? Dạ ngon. Muốn ăn không? Dạ muốn. Muốn lắm không? Dạ muốn lắm. Muốn lắm lắm không? Dạ muốn lắm lắm. Thể hiện sự muốn của mình coi. Dạ muốn lắm. Muốn lắm 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 lên dạ, không? Dạ muốn lắm 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 luôn hả? Muốn lắm 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 lên không? Dì vô ăn đi. Mẹ đi. Mẹ bay không? Ôi, mẹ. Chân Thấm đúng không? Không em. Ủa sao chị thở dài như vậy? Tại mày sắp ngồi lên đầu tao đó. Mắc gì có cái ghế chứ không ngồi. Con gái con lứa ăn cô nồi ngồi coi hướng. Em làm vậy là ẩu quá. Cái tay này mới ẩu nè ba. Anh chỉ em bao nhiêu lần rồi. Cọc quá, tính cọc quá. Sao hay vậy quá vậy trời. Điểu ơi là điểu. Thôi, đừng có cãi nhau nữa.
đứa. Làm ơn cho chị hỏi, chị có nên đi rước con Thắm về không? Không nha chị, riêng con Thắm là không nên rước về. Tại vì thứ nhất là bây giờ chị bao bọc nó hoài, chị hiểu không? Nó lớn rồi, đủ lông, đủ cánh, phải nó phải tung bay chứ. Chị biết là lông cánh nó mọc đủ rồi, nhưng mà cái hành vi với lại cái ý thức của nó chưa kiểm soát được. Con nó sống vô tri lắm. Chị nói đúng, con bé nó vô tri lắm, đi ra đường rất là nguy hiểm. Không, nguy hiểm cho người ta đó. Trời ơi, nó như con thú dữ vậy đó, nghĩ sao vậy? Mày nói gì vậy? Nó như con thú. Ủa tao nói chị em ruột, nó con thú tao con gì? Con thú. Trời đất ơi, thú cưng không phải? À thú nhà bông dễ thương á. Dễ thương lắm. Gì anh Binh được chứ, cái này hơi hổn chị nha. Nha, làm vợ là anh sáng mặt ta liền. Bây giờ tao sáng mày trước nè. Sao kỳ vậy? Em hay vậy quá. Em hay vậy mới đi ra đi. Thôi mệt quá, đừng gây lộn nữa được không? Bây giờ cho chị ý kiến có nên đi rước con Thắm về không? Không. Em nghĩ là nên rước. Nên đúng không? Đúng. Chỉ còn một người nói thôi, nên đúng không? Không. Đi rồi, em hiểu rồi. Hai người bình tĩnh nghe em nói nè. Chị tính bao bọc nó tới chừng nào? Hả? Chị dang rộng vòng tay che chở cho nó đến bao giờ? Để nó đi, để nó bươn chải, để cuộc sống này dạy dỗ nó, cho nó những bài học giá trị, nó còn nên người nữa chứ. Nên hay không nên? Không nên. Rồi vậy thôi nha. Là chị chưa? Hả? Cha mẹ sinh ra chưa? Cùng cha cùng mẹ chưa? Cùng một mẹ một cha. Sao ta kêu không đi là không đi vậy? Ủa mắc cười quá à. Tụi bay biết tính chị mà. Chị hay dễ bị siêu lòng. Mày ba phải nữa, lúc mày lúc về lúc khác. Rồi làm sao tao biết được tao tính? Tại chị không có chứng kiến á. Em vậy là bậy rồi, có gì Binh được chứ này, anh Binh không được. Vợ anh mà sau này mà ba phải vậy là anh sáng bạc tay liền. Tao sáng mày trước, cứ càng nói càng bậy, càng nói càng sai. Em sao hả? Sao? Ôi. Hả? Quyết định rồi. Dẹp tiệm. Chơi lớn. Hả? Chơi gì lớn? Không, ý chị là cái gì đó, đóng cửa tiệm. Đi nhậu. Cái đầu mày, ham ăn ham nhậu, đóng cửa tiệm đi tìm con Thắm. Đi tìm Thắm ở đâu? Trời, thiệt vậy. Em chị biết, nó bỏ nhà đi bụi, mà đi tới đâu check in tới đó. Mới thấy đăng Facebook ở đâu đây nè. Đó. Đó, có một chữ luôn. Đi. Hay quá. Đi. Chào chị. Chào em. Sao chị không ăn đi chị? Chị đợi bạn em. Dạ. Ủa bạn chị đâu rồi chị? Bạn chị chưa tới em. Dạ. Dạ. Hay không á chị, ăn thử đi, ăn thử đi chị. Chị đợi bạn cưng. Thôi ăn thử giúp em cái đi. Dạ. Ủa bé ơi. Dạ. Chị đợi bạn á. Dạ thì sao chị? Em cho chị một mình được không? Dạ dạ. Thôi nó nghe nè, không mấy giờ chị ăn thử cho em cái em vui lòng đi. Tại vì bây giờ em thấy ai cũng bận rộn ở bên trong hết đó. Em có một mình em ngoài đây à, để em tiếp chị nha. Dạ. Ăn thử giùm em đi. Ăn cá đi, có gì em báo lại với bà chủ. Con cá này quý hiếm lắm nha chị. Dạ. Trời, thật sự luôn. Em nói chị gấp lên một cái á, cái hương thơm nó ngào ngạt á, nó đẩy thẳng sọc lên trên cái mỏ ác của em luôn. Em bị thôi thúc quá nha, em xin lỗi vì thôi thúc cái đoạn này nha. Chắc là sẽ ngon lắm đây. Chị ăn nha bé. Dạ. Con cá này bà chủ nói là bà chủ đã bắt ở cái hồ Đại Tây Dương ngay khu vực thủ đô của Hàn Quốc, giáp với Lâm Đồng. Là cái chỗ Hàn đó Quốc, giáp với Lâm Đồng. Dạ, hả dạ, em? Dạ. Con cá này là thật sự là không chỗ nào có. Em nói thẳng với chị luôn, không chỗ nào có. Vậy chị ăn thử nha. Mà một khi chị đã ăn con cá này rồi, em nói thiệt chị á, phước ba đời nhà chị. Em nói thiệt. Trời ơi, cỡ như em nè, thấy không? Ở dưới quê lên đâu có tiền ăn mấy cá này đâu. Rồi em cho chị ăn chưa? Chị ăn gì? Chị ăn nha, lần này dạ, chị ăn thiệt nha. Dạ. Em không có tiền chứ em nhìn chị ăn là rớt nước mắt á. Em nói thiệt, giá mà chị đút cho em một muỗng, giá mà chị đút cho em một... Nhưng không, đó là người khác nói đúng chị rồi, câu đó. Đúng rồi. Em không có nói vậy được. Cho chị xin phép là chị ăn nha, lần này chị ăn thiệt nha bé. Dạ 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 dạ. Chị cảm ơn em. Dạ dạ. Chị thấy cái sớ thịt đó dạ, thì nó cũng rất là tươi. Dạ. Nhưng mà chị nghe nó có cái mùi mùi chanh đó em. Quả thật chị là một người sành ăn. Dạ.
cũng không giấu gì chị, thì em có được nghe các bạn đầu bếp ở bên trong chia sẻ là cái chú cá này khi mà được chiên lên á, thì là mình rưới lên một cái lát chanh tươi Thổ Nhĩ Kỳ, và đã được đích thân bà chủ của em là đi sang tận Thổ Nhĩ Kỳ và đu trên cái kinh khí cầu dạ để mà với tay phải lấy một quả chanh về sắc ra nặng vô cho chị. Cái hương chanh chị nghe nó giống như là nước rửa chén em. Ủa gì kỳ vậy? Không ấy, chị ăn gấp nữa thôi coi chứ sao chị nói vậy kỳ. Em ăn thử coi em có nghe mùi nước rửa chén không. Thì chị gấp một cái nữa đi chứ. Chị ủa chị đâu con, chị đâu có con, chị đâu dạ này. Dạ bé cá đâu dạ con chị đâu con. Bình tĩnh à, cá này á là em cho chị khách này rồi. Là có người gọi rồi hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lý do gì mà nó lại nằm trên đấy? Chị này là khách VIP á. Dạ. Tại sao lên bên đây? Ở trong nhà bếp nói là chị này khách VIP đem ra cho chị ăn. Nhưng mà dạ. Tại sao cái hồ này, hay là cho cái gì vào cái hồ nó làm thay đổi những cái nguyên tố hóa học, những cái nguyên lý vật lý để cho nó chết rồi đem vào làm cá chết cho khách phải không? Không chị, nghe em nói nè, chị bình tĩnh đi. Chị đang bị mất kiểm soát rồi đó. Thật ra là không giấu gì chị là hồi cái lúc mà chị chửi em xong, chị dạy dỗ em xong á, xong cái em cần phải đi lau nhà, mà lúc đó hết nước lau nhà, cái em quyết định là em sẽ lấy nước ở trong hồ cá ra để lau. Nhưng không phải em là một người thiếu trách nhiệm và quên những gì chị dặn. Em nhớ là cái nước này rất là quan trọng, nên sau khi em lau nhà xong, em quyết định đổ vô hết ngược lại cho chị, không thiếu một giọt, chị yên tâm. Dạ. Tao bảo mày như thế nào? Tao dạy cho mày, tao huấn luyện cho mày từ sáng đến 2 giờ chiều, tao kiểm tra mày lại một lần, mày trả lời lưu loát từng chữ một, đến 4:30 chiều tao lại tiếp tục tao giao giảng cho mày. Thế bây giờ mày lại đổ cái nước ra, đổ nước vào nó làm thay đổi nguyên lý hóa học, tao chết cá của tao thì sao? Dạ. Con này là ai? Mày là chị nó phải không? Đến đây gài gắm vào để ăn được con cá này phải không? Một chỉ là khách, chỉ là khách, chỉ là khách. Chị là khách VIP ở đây đó em. Gái. Em xin lỗi gái là không phải. Nhưng mà nhìn mặt gái là em cứ tưởng là ai ở đồ ở đâu. Nhưng thực sự khi mà nhìn sâu vào mắt chị thì em đã biết là chị là khách VIP ở đây. Chị à, mà chị đừng giận con này nhá. Nó không có biết cái gì cả. Mà nó mới vô làm cho em thôi. Cho nên là có những cái mà nó chưa thể nào mà tiếp thu được, chưa biết được chị. Thôi đủ rồi em. Em kêu chủ quán ra đây nói chuyện với chị. Dạ. Dạ mặc dạ. Dù là mặt em không đủ uy tín nhưng mà dạ, em bà chủ đây ạ. Dạ chị là chủ luôn á chị. Em quản lý. Dạ vâng. Dạ. Em chủ quán. Vâng. Enough, đủ rồi. Cái quán làm ăn không có uy tín một chút nào hết. Không bao giờ chị đến đây lần thứ hai nữa đâu. Chị ơi. Chào em. À, chị ơi. Chị bỏ qua cho em lần này. Chị ơi. Chị. Này với cả cái bọn nhà hàng bên đường quay vào để mà hãm hại tao đúng không? Dạ. Chúng mày tụ tập thành một nhóm 17 người tổ chức lừa đảo, thao túng tâm lý để chúng mày lừa lọc tao, chúng mày làm mất khách của tao, phải không? Chị làm gì á? Chị có biết chị đang chỉ cái ngón tay vô mặt em không? Ta chỉ đó. Nói cho chị nghe nè, khi mà mình chỉ ngón tay vô mặt người khác á, là mình đang vô tình chỉ ba ngón còn lại vô mặt mình á. Là tao sai phải không? Chị sai. Chị sai nhá, bây giờ chị chỉ 5 ngón luôn. Và 5 ngón tay này sẽ in hẳn trên thái dương của em nha. Vậy ủa? Ơi. Chị Thần, phải đỡ vậy sao? Cái gì vậy? Nè. Ai? Mày né ra coi. Nè, cái con này mày làm gì mày nhào vô mày sáng người ta vậy? Hai đứa, lo trấn an tâm lý cho nó. Bình tĩnh lại, có chị ở đây rồi, không phải lo gì hết. Dạ. Mọi việc để chị. Dạ. Ai đây? Nè, bà kia. Bà biết tôi là ai không? Bà nhìn tôi đi, rồi bà nhìn nó đi. Bà biết hai đứa tôi là gì của nhau không? Mày là bồ nhau phải không? Cái gì vậy bà nội? Cái gì bách khoa bách hợp vậy đây? Dạ. Tụi tôi là chị em ruột của nhau. À. Nè, bà nhìn tôi đi, bà nhìn cái mặt tôi đi. Tôi không hiền đâu nha, không dễ chơi đâu nha. Bà muốn chơi tôi thì sao cũng được. Nhưng một khi bà đã chơi em tôi rồi thì bà đừng chơi tôi. Ủa? Nói gì vậy? Vậy là bình chưa? Ủa khoan, hả? Chị ơi, mình có thật sự là chị em không chị Thịnh? Không. Ủa chứ bây giờ bà chơi mày rồi, bà chơi tao chi nữa? Đúng rồi, đụng đứa nào đụng đứa thôi chứ. Chơi một thôi. Đứa thôi, ba đứa vô nó. Ủa sao vậy? Bà đụng tới tao là bà thấy cảnh với tao luôn á. Nhưng mà nói gì thấy bình xíu coi. Nè, bà chờ đi. Nghe chị, không nói gì hết. Đi về với chị. Đúng rồi Thấm.
về với anh đi Thấm. Nghe anh đi, xã hội có ruồng bỏ em thì còn anh về ở với anh. Anh đi em đi. Cái ngày mà chị Thành đuổi em đi á, chính anh có cản bước chân em lại không? Anh không có nói là baby Kashima. Không phải như vậy đâu Thấm. Stay with me. Thấm à, em hiểu lầm anh rồi. Thấm. Gì vậy? Ê, gì vậy? Không phải. Ừ à, em làm cho nó bậy lắm nha. Anh tránh ra. Tao dặn mày làm sao? Mày dặn tao hồi nào? Thì bây giờ tao dặn nè. Tại sao mày lại đối xử với anh sầu vậy chứ? Tao có làm gì anh sầu đâu. Không làm gì. Không làm gì mà mày làm vậy đó. Mày làm cái gì mày phải tự biết chứ. Con tồi. Diễu. Diễu à, em ghen à? Em không có. Bao nhiêu công sức của anh, cuối cùng em đã động lòng anh rồi à. Nói cho anh biết đi Phi Điểu, em thích anh rồi đúng không? Anh giàu. Em yêu anh đúng không? Anh giàu. Hả? Em... Ủa, gia đình tao chưa đủ rõ ràng hả? Làm khùng làm điên nghĩ ra vậy? Ba con đi. Đứng một bên đi, để chị giải quyết. Dạ. Ủa, chị gái là chị ấy. Hôm nay chị ngủ hả? Ủa sao chưa? Em xin lỗi chị nha, tại gia đình em rối ren quá, nãy giờ phải giải quyết công chuyện gia đình. Nhưng mà bây giờ cũng chưa tới lượt chị đâu. Hả? Em chưa giải quyết xong. Thôi chị ngủ tiếp đi. Thấm. Em à, sao mày đạp em tao hoài vậy? Thấm. Dạ. Qua chị nói nè, nghe chị. Chị xin lỗi. Chị biết chị sai rồi. Chị xin lỗi em, chị không đuổi em đi nữa. Về với chị. Rồi mình đói ăn rau, đau uống thuốc. Ủa? Gì vậy chị? Sao tự nhiên chưa về chị chủ em về bị bệnh rồi uống thuốc vậy? Ủa không, ý là khi mà mình ở chung với nhau, mình thương nhau á, thì mình nói cái câu gì đó. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. À đúng rồi, đúng rồi. Ý chị là mình về mình ở với nhau á, mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Thiệt hả chị vẫn thương em đúng không? Vẫn thương mà. Em thích ăn cơm. Chị sẽ cho em ăn cơm. Có chị Dương Châu. Cho em ăn cơm gì Dương Châu? Có gì lạp xưởng. Có nhiều loại xưởng. Có ốp lá lớn. Có ốp lá lớn. Có kiểu hạt đậu bí bô nữa. Có hạt đậu bí bô. Em muốn ăn cho một cái tô ta. Lấy cái tô ốp lên đầu mày. Đòi hỏi. Đã nói là có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, là có cái gì ăn cái đó. Đòi hỏi gì vậy? Dạ. Bây giờ xong chưa? Chuyện chị em xong rồi đúng không? Dạ. Để chị giải quyết chuyện người ngoài. Ủa, chị đang dùng buổi trưa à? Chị có thể ngưng dùng bữa nói chuyện với em chút được không? Dạ, con em ở đây nó gây thiệt hại cái gì, nó làm tổn hao cái gì, chị nói em đền hết. 10 triệu. 10 triệu. Trời. Ủa, chị Thần, Phi Điểu ra sầu, giờ sao? 10 triệu nhiều quá, chị trả trước nha. Thôi, chị đừng có mở em. Sao ta? Ôi trời, mày đứa khốn nạn. Ôi trời ơi, bà con ơi, nó thao túng tâm lý tôi. Mày còn khốn nạn kìa.